Lục Lâm Thiên thu về tầm mắt nhìn phương xa, thì thào. Bắc Cung Hùng không dễ đối phó. Đánh bại là một chuyện nhưng nếu đấu sống chết thì e rằng Lục Lâm Thiên không làm gì Bắc Cung Hùng được. Lệ Quỷ hỏi. Nhị thiếu gia lĩnh ngộ thuộc tính mới có tên không? Tuy sớm biết nhị thiếu gia lĩnh ngộ thuộc tính mới, nhiều lần thấy tận mắt hắn thi triển nhưng Lệ Quỷ mãi không biết là loại thuộc tính mới nào. Lục Lâm Thiên trả lời. Thuộc tính kim. Tam quỷ mắt hấp háy lặp lại. Thuộc tính kim. Thuộc tính mới tiêu sát sắc bén, đúng là khí duệ kim. Ta cần bế quan, hộ pháp giúp ta. Lục Lâm Thiên nói xong đi vào đình viện. Trong phòng đình viện, Lục Lâm Thiên triệu ra thiên trụ giới, tiến vào trong. Cuộc chiến với Bắc Cung Hùng tuy Lục Lâm Thiên thắng nhưng làm hắn tiêu hao gần hết. Thực lực Bắc Cung Hùng siêu mạnh, nếu không phải Lục Lâm Thiên không sợ uy áp Mộc Hoàng chi khí, hắn biết dù mình có áo giáp thanh linh, bất diệt huyền thể cũng tuyệt đối không thể thắng Bắc Cung Hùng. Đại trưởng lão của Bắc Cung gia tộc không danh bất hư truyền. Kết quả trận chiến này khiến Lục Lâm Thiên vừa lòng, thu hoạch được nhiều. Nói sao thì Lục Lâm Thiên đã có cơ hội được Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Lâm Thiên gác lại suy nghĩ lung tung, hắn bắt đầu điều tức. Vết thương của Lục Lâm Thiên không nhẹ, chỉ có thể chờ lành lặn hết rồi mới đến gần Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Lâm Thiên điều tức, một vòng sáng vàng nhạt lặng lẽ bao phủ hắn. Trong đình viện màu trắng tinh xảo, Bắc Cung Vô Song ôm cánh tay phụ thân. Mắt đẹp chớp chớp, Bắc Cung Vô Song nói. Phụ thân, có cách nào có Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ không? Phụ thân là tộc trưởng của Bắc Cung gia tộc thật sự không có cách nào sao? Bắc Cung Kình Thương nhìn nữ nhi yêu thương, khí thế bá tuyệt đã biến mất từ lâu, trong mắt chỉ có tình thương. Nhà đầu này, vừa về đã theo tiểu tử kia mặc kệ phụ thân của ngươi thì thôi, giờ về lại lo lắng thay tiểu tử kia. Phụ thân của ngươi đang rất không vui. Bắc Cung Vô Song mắt chớp chớp nhìn phụ thân, nhoẻn miệng cười toát ra cao quý thanh nhã. Phụ thân, thì ta đến rồi đây. Ta thấy Lâm Thiên bị thương nên đưa hắn về trước, trong lòng nữ nhi thì các người đều quan trọng như nhau, là người thân nhất với nữ nhi. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Nha đầu này. Bắc Cung Kình Thương ngồi xuống, ngước lên nói. Thật sự không có cách nói, dù là người Bắc Cung gia tộc cũng không thể quấy rầy Thiên Mộc Thần Thụ. Vốn dưới Thiên Mộc Thần Thụ nếu tử đệ Bắc Cung gia tộc ta đi lĩnh ngộ nhiều ích sẽ được lợi. 1.000 năm sau, tử đệ Bắc Cung gia tộc không ai có thể đến lĩnh ngộ dưới Thiên Mộc Thần Thụ. Bắc Cung Vô Song xoe tròn mắt, nàng có biết chút ít tình huống mà phụ thân nói. Bắc Cung Kình Thương hỏi. Vô Song, tổ tiên lục địa hoàng tộc ta để lại cái gì trong thần điện? Hãy nói cho phụ thân nghe xem, cá trưởng lão đang chờ tin tức đây. Tất cả trưởng lão đang đợi tin. Tổ tiên lục đại nhân hoàng tộc để lại gì trong thần điện luôn ảnh hưởng các trưởng lão chú ý. Nhắc tới thần điện khiến biểu tình Bắc Cung Vô Song trầm trong, mắt lóe sáng nói. Phụ thân, trong thần điện có truyền thừa cao nhất tổ tiên 6 tộc để lại và để lại một bí mật lớn. Bí mật lớn này liên quan nhiều đến lục đại nhân hoàng tộc, thậm chí nguyên đại lục. Con người Bắc Cung Kình Thương có rút vội hỏi. Là bí mật lớn gì? Sáng sớm trong một không gian. Sơn mạch thanh u cổ xưa, núi non trong veo, mây mù mông lung quanh quẩn giữa sơn mạch. Trời vào hạ, không khí sáng sớm mát mẻ trong lành, trên lá cây và cỏ có giọt sương đọng lại sương nửa trong suốt nhạt. Ngẫu nhiên có mấy tiếng chim hót trong trẻo véo von từ sương mù vọng ra. Sáng sớm, một thanh âm vang lên. Tiểu Long, hãy chờ ta một chút, chạy nhanh vậy làm gì? Bóng người thấp thoáng, hai bóng người lao ra, người nói chuyện là thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ khoảng 18, 9 tuổi, khuôn mặt non nớt nhưng cực kỳ xinh đẹp, khí chất ngây thơ trái ngược với cách ăn mặc. Thiếu nữ mặc đồ màu đỏ, đỏ tựa lửa lộ ra một khúc đùi ngọc thon dài, chân trắng như bạch ngọc trống mông vêu căng tròn thật cao kiều, thêm vào dãy núi đầy đặn chớ ngực thành sức hấp dẫn chí mạng nhất. Kỳ lạ là thiếu nữ này có mái tóc đỏ như thác nước, đỏ như trang phục. Mái tóc dài lửa đỏ bị gió sớm thổi nhẹ mang theo vẻ đẹp mềm mại mà nhìn tình sáng sủa, đẹp đến cực độ. Nữ nhân này chỉ có thể là tam công chúa Chu Thần Hy của hoàng tộc Chu Tước. Trước mặt thiếu nữ áo đỏ là một thiếu niên tuổi nhỏ hơn chút. Thần Hy, đừng đi theo ta nữa, ta có chuyện bận. Thiếu niên ngoái đầu lại, mặc trường bào màu vàng toát ra hơi thở cao quý không thể che giấu, tóc màu vàng hơi cong. Đặc biệt trong đôi mắt sáng khiến người nhìn một cái sẽ thần phục. Trên trán thiếu niên có một ấn ký màu vàng nhạt,
tôn quý lại toát ra bí ẩn, yêu mị. Chu Thần Hy nhìn Tiểu Long. Ta biết ngươi bận, ta khó khăn lắm mới đến Hoàng tộc Thanh Long một chuyến, ngươi không thể cùng ta được sao? Da thịt trắng như ngọc lấp lánh rất là tội nghiệp, ai nhìn cũng sẽ sinh lòng thương hại. Tiểu Long nhìn thiếu nữ trước mắt, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ nói. Nàng khó khăn lắm mới đến Hoàng tộc Thanh Long một chuyến. Mấy năm nay bình quân 3 tháng là nàng đến một lần mà bảo là khó khăn. Chu Thần Hy nghe vậy mắt lộ ý cười, mắt to đen lấy lóe tia tinh nghịch, khóe môi cong lên, vừa đáng yêu nghịch ngợm. Chu Thần Hy ngại ngùng nói. Ta 3 tháng mới đến một lần mà không tính lâu, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp ta? Tiểu Long mắt lóe tia sáng. Cái này liên quan gì đến ta muốn gặp nàng hay không? Tiểu Long cười tủm tỉm hỏi. Thần Hy, chắc không phải nàng thích ta rồi đi. Chu Thần Hy sửng sốt, gò má ửng hồng, hai tay bối rối vào vạt áo. Hừ, ai thích ngươi? Chu Thần Hy cúi đầu nhưng khóe mắt liếc trộm phản ứng của thiếu niên trước mặt. Tiểu Long đảo trong mắt. Nếu không thích ta thì Thần Hy đến tìm ta làm gì? Chu Thần Hy ngẩng đầu lên. Ai nói phải thích ngươi mới được tìm ngươi? Chu Thần Hy chớp mắt to tê đê ẩn lấy ướt nước nhìn Tiểu Long. Nhưng ta muốn hỏi ngươi, nếu ta thích ngươi thì ngươi có thích ta không? Tiểu Long nghe vậy nhìn thiếu nữ linh lung yêu kiều trước mắt, ngón trâu gãi chóp mũi. Chờ tới lúc đó thì tính đi. Có ai như ngươi không? Chu Thần Hy lườm Tiểu Long, mắt xoe tròn nói. Ta nghe mẫu thân của ngươi nói mấy hôm trước hổ y tới. Tiểu Long gật đầu, hỏi. Rồi sao? Chu Thần Hy gặn hỏi. Nàng đê tìm ngươi làm gì? Sắc mặt Chu Thần Hy thay đổi, rất là hồi hộp. Thần Hy hỏi chuyện này làm gì? Tiểu Long lười trả lời. Lần trước ta nhờ Thần Hy điều tra đồ vật đã tra ra chưa? Chu Thần Hy liếc Tiểu Long. Tra ra rồi, vừa lúc trong bảo khố tộc cha tước ta có, ta lấy trộm cho ngươi rồi. Thật không? Tiểu Long mừng rỡ. Ở đâu, mau đưa ta xem. Chu Thần Hy chu môi, liếc xéo Tiểu Long. Hừ, bây giờ ta không vui vẻ, không thèm cho ngươi. Ai bảo tiểu tử này chọc giận nàng, chẳng hề hay biết tâm tư của nàng. Uổng công Thần Hy trộm ra báu vật quan trọng trong bảo khố của tộc mình đưa cho Tiểu Long. Tiểu Long nhìn Chu Thần Hy, không hiểu chọc giận nàng bao giờ. Tiểu Long đảo trong mắt, nói. Sao Thần Hy không vui? Vậy đi, Thần Hy muốn tìm tâm đồng chơi đúng không? Nếu không phải gần đây bận rộn thì ta đã sớm muốn tìm lão đại. Mấy hôm trước ta nhận được tin tức lão đại và tâm đồng đã ra tử vong thâm uyên, chờ ta giải quyết công việc thêm một thời gian sẽ mang nàng đi cùng chịu không? Mắt Chu Thần Hy sáng rực. Thật không? Chu Thần Hy sớm muốn đi chỗ nhân loại chơi. Tiểu Long bảo đảm. Khiến người rồi, ta sẽ không lừa nàng. Chu Thần Hy mỉm cười nói. Vậy mới đúng. Nụ cười động lòng người khiến Tiểu Long nhìn ngây ngẩn. Trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên thu về ánh sáng vàng nhạt quanh người. Lục Lâm Thiên thở hắt ra khí chọc. Phù! Lục Lâm Thiên mở mắt ra, ánh sáng bắn ra bốn phía, khuôn mặt trở về nét hồng hào. Vết thương trên người Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn lành. Lục Lâm Thiên thì thào. Nên kiến thức thiên mộc thần thụ thử xem. Có âm dương linh vũ quyết và bất diệt huyền thể thì vấn đề vết thương không đáng lo, tiêu hao hầu như không còn cũng sẽ phục hồi lại nhanh. Lát sau trong đình viện màu trắng, Lục Lâm Thiên hành lễ với Bắc Cung Kình Thương. Kính chào nhạc phụ. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Lâm Thiên, biểu tình kinh ngạc hỏi. Tiểu tử nhà ngươi phục hồi mau thật, trong một ngày đã khỏe. Lục Lâm Thiên cười cười, thời gian một ngày nhưng hắn ở trong thiên trụ giới là một tháng. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Tiểu tế đã hoàn toàn khỏe, nên muốn đi Huyền Thiên Yêu Tôn thử xem có được một mộc hoàng chi khí không. Ngươi thật sự sốt ruột. Bắc Cung Kình Thương thu về ánh mắt kinh ngạc nói. Nếu ngươi đã quyết tâm đi thiên mộc thần thụ thì cũng được, ngày mai đi đi. Lục Lâm Thiên gật đầu. Càng sớm đến mộc hoàng chi khí càng tốt, sư phụ có thể sớm phục hồi, giờ chỉ còn thiếu mộc hoàng chi khí cuối cùng. Bắc Cung Kình Thương nói. Phải rồi, ngày mai có người sẽ đi cùng ngươi. Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Có người đi cùng tiểu tế. Bắc Cung Kình Thương trả lời. Đúng rồi, ngày mai Vô Song sẽ đi chung với ngươi, ta không ngăn cản được. Vô Song sợ ngươi đi một mình nguy hiểm, kiên quyết đòi đi chung.
Trong Bắc Cung gia tộc, trời vào hạ phong cảnh khá đẹp. Ngày mai sẽ đi Thiên Mộc Thần Thụ, khó được có một ngày rảnh rỗi, Bắc Cung Vô Song dẫn Lục Lâm Thiên đi dạo trong Bắc Cung gia tộc. Trên tảng đá nước chảy, nói. Vô Song, ngày mai ta đi một mình được rồi, nàng đừng đi. Lục Lâm Thiên nhìn phong cảnh xanh biếc xung quanh, đã lâu không có thời gian thả lỏng thế này. Trên khuôn mặt xinh đẹp đôi mắt Bắc Cung Vô Song nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, hỏi. Tại sao? Lục Lâm Thiên nói. Ta lo cho nàng. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Người đi một mình thì ta cũng lo. Bắc Cung Vô Song nhoẻn miệng cười, nụ cười khuynh thành. Yên tâm, ta sẽ không khiến người phân tâm. Ta dù gì là người Bắc Cung gia tộc, có lẽ Thiên Mộc Thần Thụ sẽ nhường ta một chút, tốt hơn người đi một mình. Lục Lâm Thiên biết mình có nói gì vô dụng, đành đồng ý. Vậy được rồi. Bắc Cung Vô Song hỏi han, Lục Lâm Thiên kể tình huống đại khái về Lục gia cho nàng nghe. Đoạn thời gian trước Lục Lâm Thiên tình cờ gặp đại bá, đại thẩm. Bắc Cung Vô Song nói. Ta cũng nhớ phụ thân, mẫu thân. Nghe nói hiện tại Lục gia đã rất ốt thì lòng Bắc Cung Vô Song vô cùng vui mừng, tuy nàng trở lại Bắc Cung gia nhưng trong lòng Luo Nix xem Lục gia là nhà mình. Lục Lâm Thiên nói. Chờ có được Mộc Hoàng chi khí rồi hãy cùng ta quay về thăm đi. Đại bá, đại thẩm cũng nhớ nàng. Lục Vô Song gật đầu nói. Đã nhiều năm Bắc Cung Vô Song không quay về. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm mát mẻ, vòng trời màu xanh xám từ đỉnh đầu dần tối đi biến thành làn khói nhạt đường chân trời. Trong Bắc Cung gia tộc, dãy núi bị tô màu trắng ngà nhu hòa, xương trắng phao nhuộm tất cả màu mông lung mộng ảo. Sâu trong một sơn mạch, một con độc long thú thiên mộc chở mười mấy người từ không trung đáp xuống. Dẫn đầu là thân hình yểu điệu mặc váy dài màu lục vẽ ra đường cong linh lung nhấp nhô, toàn thân khí chất cao quý thanh nhã, là đám người Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Kình Thương. Đi cùng còn có đám đại hộ pháp Bắc Cung Nhất, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Tam trưởng lão luôn không dám nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, hôm trước lúc đi hình như hắn quên chuyện cá cuộc làm lão thở phào nhẹ nhõm. Giờ tam trưởng lão sợ Lục Lâm Thiên đột nhiên nhắc tới việc cá cực nưa ích. Lục Lâm Thiên đáp xuống đất, quan sát bốn phía. Nơi đây là một chỗ sơn cốc, không quá đặc biệt. Bắc Cung Kình Thương nhìn sơn cốc trước mặt. Là chỗ này rồi. Bắc Cung Kình Thương thấy vẻ mặt Lục Lâm Thiên khó hiểu thì giải thích rằng. Vì ngàn năm nay Thiên Mộc Thần Thụ không muốn có người đến gần, cường giả trong tộc bày một ít thủ đoạn nhỏ tại đây, một số thủ thuật che mắt. Lục Lâm Thiên nghe thấy quan sát kỹ bốn phía nhưng không nhìn ra có thủ đoạn gì. Bắc Cung Kình Thương dặn dò Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song. Các ngươi đi vào phải hết sức cẩn thận, có thể lấy được Mộc Hoàng chi khí hay không phải xem vận may của các ngươi. Bắc Cung Vô Song gật đầu nói. Phụ thân, chúng ta sẽ cẩn thận. Bắc Cung Kình Thương nói. Chuẩn bị sẵn sàng thì vào đi. Lục Lâm Thiên nói với ba người Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ, các ngươi về trước đi. Bắc Cung Vô Song gật đầu với Bắc Cung Kình Thương. Lâm Thiên, nơi này chỉ có người Bắc Cung gia tộc mới vào được. Hãy nắm tay ta sẽ đưa ngươi vào. Bắc Cung Vô Song kéo tay Lục Lâm Thiên, người lóe ánh sáng màu lục. Trên sơn cốc đằng trước, không trung vô hình bị lôi kéo nổi lên sóng không gian, năng lượng thuộc tính mộc hùng hồn khuếch tán. Vù 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 vù. Giây sau sóng không gian xuất hiện, ánh sáng lục chợt lóe dưới chân Bắc Cung Vô Song. Nàng kéo Lục Lâm Thiên cùng bay lên cao. Ánh sáng lục trên người Bắc Cung Vô Song bao bọc hai người, cùng nhảy vào sóng không gian. Nhìn Bắc Cung Vô Song, Lục Lâm Thiên biến mất trong sóng không gian, nhị trưởng lão ánh mắt lo lắng hỏi. Tộc trưởng, thần nữ và Lục Lâm Thiên có khi nào gặp nguy hiểm không? Thần nữ không thể bị nguy hiểm gì được. Bắc Cung Kình Thương nói. Xem vận may đi, hy vọng Thiên Mộc Thần Thụ nể mặt trong tộc mà nương tay. Bắc Cung Vô Song dù gì là người Bắc Cung gia tộc, thân thể có Mộc Hoàng chi khí, ít nhiều gì Thiên Mộc Thần Thụ nể mặt. Nhị trưởng lão khẽ thở dài. Thiên Mộc Thần Thụ là lão tổ để lại, luôn bảo vệ giải linh tôn giả ta nhưng không biết vì lý do gì mà ngàn năm trước Thiên Mộc Thần Thụ không cho người Bắc Cung gia tộc ta đến gần. Không biết có phải thật sự vì gặp bình cảnh đột phá. Thiên Mộc Thần Thụ không cho ai đến gần, tử đệ Bắc Cung gia tộc không thể lĩnh ngộ dưới Thiên Mộc Thần Thụ. Lâu dài thế này có ảnh hưởng lớn với Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Kình Thương nói.
Trác Thiên Mộc thần thụ gặp bình chảnh đột phá. Bắc Cung Nhất nói, tộc trưởng, Thiên Mộc thần thụ thông linh đã lâu, nếu lại đột phá thì sẽ đến bước nào? Bắc Cung Kình Thương nói, ta cũng không biết, dù sao trên đời này chưa có ghi chép vật thông linh cuối cùng đột phá sẽ đến bước nào. Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng ngoái đầu nhìn chằm chằm tam trưởng lão sau lưng mình. Tam trưởng lão rất yên lặng, không nói nhiều. Bắc Cung Kình Thương lấy làm lạ hỏi. Tam trưởng lão, có tâm sự gì sao? Tam trưởng lão sửng sốt, nhìn mọi người xung quanh, trả lời. Bẩm tộc trưởng, ta không sao. Bắc Cung Kình Thương nhìn tam trưởng lão. Tam trưởng lão, Lâm Thiên nhờ ta nói với ngươi là tiền cược hôm trước chỉ vui đùa, tam trưởng lão đừng để bụng. Tam trưởng lão sửng sốt sau đó gật đầu nhỏ giọng nói. Vâng, ta biết rồi. Mặt tam trưởng lão lúc xanh lúc đó, mấy ngày nay lão không bình tĩnh được, trong dầu toàn là việc lõa chạy. Trong sóng không gian, Lục Lâm Thiên cảm giác không gian trước mắt khí lưu rít gào dao động, lực lượng kỳ dị kéo hắn vào. Lục Lâm Thiên thầm giật mình, hèn gì hắn không phát hiện thủ đoạn này, thì ra có liên quan đến Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc, chỉ người Bắc Cung gia tộc dẫn đường mới vào được. Chỉ giây lát khí lưu không gian trước mắt biến mất, sóng không gian chợt lóe giống như trực tiếp xuyên qua không gian bình chướng. Qua bình chướng không gian này Lục Lâm Thiên quét mắt qua, đã xuất hiện trong không gian xa lạ to lớn. Trong không gian đập vào mắt là sơn mạch vô tận, đa á núi liên miên, núi sông tụ tập, trời xanh mây trắng. Mây mù lượn lờ trên ngọn núi, xanh biếc kinh người, đầy khắp núi đồi kỳ hoa dị thảo, tựa như tiên cảnh, sức sống kinh người. Con người Lục Lâm Thiên co rút, hơi thở năng lượng thật đậm đặc. Vừa vào không gian này, tinh thần Lục Lâm Thiên quan sát liền phát hiện trong không khí có hơi thở năng lượng đậm đặc. Hơi thở năng lượng này so với trong Nguyên Bắc Cung gia tộc thì đậm đặc hơn nhiều. Hơi thở năng lượng cùng với Lục Lâm Thiên hô hấp chui vào người, làm Âu Tàn thân hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tinh thần cẩn thận quan sát, Lục Lâm Thiên phát hiện không khí trong không gian này có các tia năng lượng nhỏ xíu đang trôi nổi lượn lờ. Lục Lâm Thiên thầm giật mình. Đây là... Hơi thở năng lượng này không giống địa tâm linh mạch, bình thường loại năng lượng không gian này tụ tập ở mảnh đất nhiều ít liên quan địa tâm linh mạch, nhưng năng lượng này tuyệt đối không phải năng lượng do địa tâm linh mạch đơn giản sinh ra mà liên quan lớn tới năng lượng thuộc tính mộc, khiến Lục Lâm Thiên có cảm giác liên quan mộc hoàng chi khí. Năng lượng này có nhiều ích lợi đây. Hơi thở năng lượng chui vào người khiến Lục Lâm Thiên cảm giác toàn thân bừng bừng sức sống. Nếu trên người có vết thương thì với khí thể này chắc chắn sẽ nhanh chóng phục hồi lại, nếu lâu dài tẩm trong khí thể này Lục Lâm Thiên có cảm giác hắn sẽ thay ra đổi thịt một lần. Đây là hơi thở trên Thiên Mộc thần thụ. Lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ lĩnh ngộ thuộc tính mộc, đại thành thuộc tính mộc có liên quan lớn đến Thiên Mộc thần thụ. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên. Mỗi loại thuộc tính đều có đặc tính của mình, bẩm sinh đã có trong thiên địa. Có thể lĩnh ngộ được không? Dùng nó có mình không phải xem người đó lĩnh ngộ ra nó không. Thuộc tính mộc của Bắc Cung gia tộc được người bình thường cho rằng kỳ dị xảo quyệt nhưng thật ra đặc tính lớn nhất của thuộc tính mộc không phải như vậy. Mắt Lục Lâm Thiên hấp háy. Mỗi loại thuộc tính đều có đặc tính riêng của mình. Trong năm thuộc tính địa, thủy, hỏa, phong, thổ thì thuộc tính thổ dày nặng liên miên, thuộc tính phong cấp tốc nhiều biến, thuộc tính hỏa nóng cháy cuồng bạo. Thuộc tính kim của Lục Lâm Thiên thì sắc bén tiêu sát. Lục Lâm Thiên cảm giác thuộc tính mộc trừ kỳ dị xảo quyệt mà người bình thường phổ biến khẳng định ra còn nhiều đặc tính khác, ví dụ phục hồi. Vũ giả thuộc tính mộc bị thương từ mặt nào đó dễ lành hơn vũ giả thuộc tính khác. Lục Lâm Thiên hỏi. Chẳng lẽ là tốc độ phục hồi? Chắc có liên quan. Xem như là vậy. Bắc Cung Vô Song gật đầu nói. Nhưng không hoàn toàn, đặc tính lớn nhất của thuộc tính mộc trừ kỳ dị xảo quyệt ra nói chính xác hơn là sức sống. Lục Lâm Thiên thì thào. Sức sống. Lục Lâm Thiên cảm giác không gian bốn phía, hơi thở liên kết với thuộc tính mộc trong người hắn, khiến hắn cảm nhận sức sống bừng bừng. Bắc Cung Vô Song nói. Đúng vậy, lĩnh ngộ thuộc tính mộc đến mức độ nhất định là có thể khống chế sự sống không gian để mình nhanh chóng phục hồi, khiến đối thủ hao hết sự sống. Nghe nói lĩnh ngộ thuộc tính mộc tới trình độ nhất định không cần linh giả công kích linh hồn, đôi khi đáng sợ còn hơn công kích linh hồn. Lục Lâm Thiên gật gù. Hình như đúng vậy. Chiến đấu với đại trưởng lão Bắc Cung Hùng, phút cuối Bắc Cung Hùng thi triển tử vực không gian vũ khí thiên giai có lực công kích như thế. Khống chế sự sống không gian khiến bản thân nhanh chóng phục hồi,
sự sống của đối thủ hao hết. Hèn gì trong khoảnh khắc Bắc Cung Hùng lạ lùng khỏe lại, Lục Lâm Thiên nếu không có thuộc tính kim thì sẽ bị nuốt mất sự sống. Cảm giác giống như người thường ở trong không gian phong kín mất dưỡng khí, sự sống không được kéo dài mà hao hết. Lực công kích kỳ dị đáng sợ đó làm người ta không biết làm sao xuống tay chống cự. Bắc Cung Vô Song nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thiên Mộc Thần Thụ còn ở phía trước, muốn có được Mộc Hoàng chi khí trên người Thiên Mộc Thần Thụ thì phải tới Thiên Mộc Thần Thụ mới được. Lục Lâm Thiên gật gù. Hai người nhảy lên không trung như hai luồng sáng biến mất tại chỗ. Trong không gian khắp nơi bừng bừng sức sống, với tốc độ của Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song không lâu sau vượt qua sơn mạch bao la. Đập vào mắt là trong không gian phía xa có một bình nguyên to lớn. Bắc Cung Vô Song lắc người đáp xuống biên giới bình nguyên. Lâm Thiên, chúng ta đã đến. Lục Lâm Thiên đáp xuống theo. Bình nguyên vô cùng bao la, sức sống rào rạt, cỏ xanh mọc đầy đất, hơi thở năng lượng đậm đặc như thuộc tính mộc đang khuếch tán trong không gian. Hơi thở này đậm hơn bên ngoài nhiều. Đây là... Lục Lâm Thiên ngước lên nhìn chằm chằm phía xa. 9H giữa bình nguyên có một vật khổng lồ, to như ngọn núi, hình dạng giống cây dù, thế tựa thông thiên, toàn một màu xanh biếc, giống cây cột trống rời nối thiên địa. Không biết nó lớn bao nhiêu, che lấp hoàn toàn không gian đằng trước. Vật to lớn đứng hẳng trên bình nguyên, bốn phía là bình nguyên to lớn vô bờ. Xung quanh trống rỗng không tiếng động như tĩnh lặng vạn năm, năng lượng nguyên không gian là từ thứ đó khuếch tán vô cùng tận. Hơi thở khiến Lục Lâm Thiên cảm giác toàn thân vô cùng thoải mái rồi lại bị ức chế, khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Lục Lâm Thiên mơ hồ nhìn ra được vật khổng lồ che đậy toàn bộ không gian đằng trước nối với thiên địa là một cái cây. Cây to khủng khiếp, Lục Lâm Thiên rất giật mình. Cây này so với ngọn núi đáng sợ cuối cùng được đến đế linh tấn thần đan trong tử vong thâm uyên còn to hơn nữa, khổng lồ khiến người rung động. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên, mắt đẹp trầm trọng nói. Lâm Thiên, phía trước chính là Thiên Mộc Thần Thụ. Hãy cẩn thận chút, Thiên Mộc Thần Thụ không cho ngươi đến gần. Lục Lâm Thiên hít sâu, nói. Đây là Thiên Mộc Thần Thụ báu vật chấn tộc Bắc Cung gia tộc sao? Cây khổng lồ khiến người khó tin, không ngờ trên đời còn có vật như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, chân khí vận chuyển trong người. Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song chậm rãi tiến lên, mỗi đi một bước đều hết sức cẩn thận, để phòng gặp phải nguy hiểm. Càng tới gần Lục Lâm Thiên càng rung động, đến gần cây to càng cảm nhận mình nhỏ bé. Trước cái bóng Thiên Mộc Thần Thụ thì bản thân chẳng là gì, như một hạt cát. Mắt Bắc Cung Vô Song tràn ngập rung động như Lục Lâm Thiên. Thiên Mộc Thần Thụ báu vật chấn tộc Bắc Cung gia tộc, đây là lần đầu tiên Bắc Cung Vô Song nhìn thấy nó. Vô hình chung có hơi thở như kết nối với Bắc Cung Vô Song, khiến tinh thần nàng rung động. Cây to kinh người phía trước đã hiện rõ trước mặt, to lớn che dập trời bao phủ không gian, màu xanh biếc lóng lánh tràn ngập hơi thở cổ xưa. Không biết cây này tồn tại bao nhiêu năm rồi. Nhánh chính to lớn như cột trời, vô số nhánh phụ vươn ra, bên trên có từng miếng lá cây xanh to cỡ trăm thước ản ra, rậm rạp bao la ỉ cả không gian, hơi thở vô cùng tận khuếch tán. Vù 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 vù. Hai người cẩn thận tiến lên chợt mặt đất rung rinh. Con người Lục Lâm Thiên co rút. Cẩn thận. Lục Lâm Thiên phát ra tinh thần, ánh sáng vàng lóe lên quanh thân, đã khoác áo giáp thanh linh lên người. Thực lực Thiên Mộc Thần Thụ cường đại, Lục Lâm Thiên không dám lơ là chút nào. Ánh sáng lục chợt lóe trên người Bắc Cung Vô Song, nàng cũng bày ra một cương quyển chân khí màu lục, mắt đẹp cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Xoẹt! Khi hai người mới vừa chuẩn bị thì trong lòng đất có luồng sáng xanh trực tiếp xuyên qua không gian, nhìn kỹ thì là dây leo màu xanh, thô cỡ cánh tay bắn lên như cường nỗ trong khoảnh khắc xuyên không gian đến trước mặt Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song. Lục Lâm Thiên nét mặt xa sầm quát. Phá! Ánh sáng vàng lóe lên quanh thân Lục Lâm Thiên, bàn chân đạp đất, một quyền ấn ngưng tụ ra. Ánh sáng vàng bạo bọc quyền ấn, chân khí chút xuống chấn vỡ không gian đánh vào dây leo màu anh. Bùm! Vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, quyền ấn và dây leo xanh đỡ Upsilon.NG mạnh. Vị trí lực lượng va chạm có khe nứt đen ngòm vụt qua, không gian xung quanh tan vỡ, kình phong cuồng bạo thổi quét. Dây leo xanh bị đẩy lùi rút xuống nền đất. Cộp! Lực lượng mạnh mẽ làm Lục Lâm Thiên lảo đảo thụt lùi hai bước mới đứng vững thân hình. Mạnh quá! Một chân Lục Lâm Thiên dẫm đất,
mặt đất nứt ra cái khe, Lục Lâm Thiên đứng vững lại. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt, lòng vô cùng giật mình. Lực công kích của dây leo xanh siêu mạnh, không kém hơn vũ tôn cửu trọng bình thường bao nhiêu. Bắc Cung Vô Song lắc người đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, có sao không? Lục Lâm Thiên trả lời. Không sao, dây leo này quái dị, nàng cẩn thận chút. Tinh thần Lục Lâm Thiên cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, động tĩnh vừa rồi chợt biến mất, như thể không gian này chưa từng xảy ra dao động gì. Nơi này quái dị. Bắc Cung Vô Song nhìn chăm chú bốn phía. Mới rồi có lẽ là Thiên Mộc Thần Thụ cảnh cáo chúng ta, không cho chúng ta đến gần. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng nhìn Thiên Mộc Thần Thụ to lớn che trời. Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn cầu một Mộc Hoàng chi khí. Thanh âm quanh quẩn trong không gian yên lặng thật lâu nhưng không gợi lên tiếng vang gì. Lục Lâm Thiên biết Thiên Mộc Thần Thụ đã thông linh nên chắc chắn nghe hiểu lời hắn nói. Lát sau, Bắc Cung Vô Song nhìn chăm chú bốn phía. Không có động tĩnh. Lục Lâm Thiên nói. Chúng ta vào xem thử. Đã không có động tĩnh vậy thì tiến lên nhìn xem, đã tới rồi tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Lục Lâm Thiên gật đầu, hai người cẩn thận tiến lên trước. Đi ra mấy bước không có phản ứng gì hay nguy hiểm, hai người thầm nghĩ có lẽ Thiên Mộc Thần Thụ ngầm chấp nhận cho họ đến gần. Vù 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 vù. Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song bước ra mấy bước thì mặt đất lại rung rinh. Trong khoảnh khắc hai dây leo xanh bắn ra khỏi mặt đất đánh hướng Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song. Không đợi Lục Lâm Thiên dặn dò, chân khí dâng lên trong bàn tay Bắc Cung Vô Song, khí thế toàn bộ phóng ra. Lâm Thiên, hãy cẩn thận chút. Bắc Cung Vô Song giơ tay nhấc chân kéo theo lực lượng thiên địa bàng bạc, bàn tay trắng giơ cao, nắm tay ngọc mang theo cột sáng màu lục khủng bố đập mạnh vào dây leo màu xanh. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt nói. Vũ Tôn Bát Trọng. Khí thế Vô Song phát ra đến Vũ Tôn Bát Trọng. Lúc trong Độc Cô gia tộc thì Vô Song mới chỉ là Vũ Tôn Lục Trọng, hai năm từ Vũ Tôn Lục Trọng tới Bát Trọng, chắc nàng ở trong thần điện được ích lợi lớn. Lục Lâm Thiên vừa suy nghĩ vừa không chậm chạp, hắn nhìn dây leo xanh xuyên qua không gian ập tới trước mặt, tay vận chuyển quyền ấn đấm mạnh vào. Không gian dọc đường đi tan vỡ, phá hủy từng đợt sóng không gian. Bùm bùm, vang hai tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, hai dây leo màu xanh lại bị đẩy lui. Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Vô Song lần nữa bị thương lảo đảo đảo lui ra. Bắc Cung Vô Song bị đẩy lùi thêm hai bước. Vù 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 vù. Hai người hưa đứng vững thì mặt đất rung rinh, mấy sợi dây leo màu xanh trực tiếp xuyên qua không gian ập đến, mang theo kình khí thất luyện kỳ dị cắt vỡ trở nên, vọt ra khỏi nền đất. Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song biến sắc mặt, lại ra tay ngăn cản, kết ra các thủ ấn. Khí thế ngập trời tuôn ra, năng lượng khủng bố cuồn cuộn, sóng không gian thổi quét phương xa. Bùm 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 bùm. Cùng lúc đó, rất nhiều lực công kích khủng bố va chạm với dây leo. Lực lượng mạnh mẽ bộc phát. Sóng năng lượng khủng bố khuếch tán thổi quét bẻ gãy nghiền nát chấn vỡ bốn phía. Lực lượng mạnh mẽ đánh bật những dây leo trở về nhưng không thể phá hủy nó. Cộp cộp. Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song loạng choạng thụt lùi, biểu tình trầm trọng. Mắt đẹp âm trầm, Bắc Cung Vô Song nói. Không thể phá hủy những sợi dây leo này, rất quái dị. Vù 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 vù. Bắc Cung Vô Song mới nói xong chỉ dây lát trong không trung lại có hơn ư mời sợi dây leo xuyên không gian rạch ra từng đợt khe nứt đen ngòm. Lục Lâm Thiên sắc mặt âm trầm nói. Không tin không phá được nó. Vũ đan màu lục trong khí hải đan điền tỏa ánh sáng thuộc tính kim chói lòa, vằn sóng màu vàng dao động trên người Lục Lâm Thiên. Thủ ấn nhanh như tia chớp ngưng tụ kết ra, cột sáng chân khí màu vàng siêu to phun ra. Mang theo hơi thở sát khí sắc bén đáng sợ dao động trong khoảnh khắc đỡ Upsilon.ng vào một sợi dây leo ngọ nguậy. Cột sáng chân khí màu vàng đỡ Upsilon.ng vào dây leo màu xanh, dây leo mãi không bị phá hủy giờ đã tan nát. Bùm bùm. Trong tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C Lục Lâm Thiên lại bị đẩy lùi, sắc mặt mừng rỡ. Lực công kích thuộc tính kim rốt cuộc thể trực tiếp phá hủy những sợi dây leo kỳ dị. Âm 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 âm. Bắc Cung Vô Song lắc thân hình thướt tha, kết thủ ấn ra. Năng lượng thiên địa không gian quanh thân như mây đen tụ tập lại. Năng lượng thiên địa bàng bạc ức chế không gian lung lay sắp sập. Một trường ấn to lớn nhanh như tia chớp lao ra đè mạnh xuống ba sợi dây leo xanh. Lực lượng mạnh mẽ chấn nát không gian bốn phía,
thần khí của Bắc Cung Vô Song bị đẩy lùi. Bắc Cung Vô Song lảo đảo lùi mấy bước, mặt hơi tái. Vù 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 vù. Còn lại mấy dây leo màu xanh theo đuổi, không cho hai người thời gian thở dốc. Lục Lâm Thiên ổn định thân hình, thấy Vô Song bị đẩy lùi thì lòng máy động, huyết lục nằm trong tay. Vô Song cẩn thận. Lục Lâm Thiên quát to. Duệ kim hồn đao. Người Lục Lâm Thiên tỏa ánh sáng vàng chói lòa, huyết lục vạch ra đường cong huyền ảo. Giây lát Lục Lâm Thiên giơ đao chém vào mấy dây leo màu xanh. Growl. Cùng với tiếng rồng ngâm vang vọng, một luồng đao quang mang theo khí tiêu sát hùng hồn, đao quang màu vàng kèm theo tiếng nổ sắc nhọn cực kỳ chói tai nhanh như tia chớp rạch phá không gian. Cả không gian run rẩy, đao quang màu vàng phô thiên cái địa tỏa ra. Răng rắc. Nơi đao quang vàng xẹt qua sóng không gian trực tiếp hóa thành cho tàn lộ ra khe nứt không gian dài, thật là sắc bén khủng bố. Khí tiêu sát ngập trời càn quét. Răng rắc. Chỉ giây lát ngắn ngủi, trong không gian vang tiếng sóng không gian vỡ nát. Kình khí đao quang vàng vặn vẹo không gian, khí thế cường đại trực tiếp chặt đứt dây leo màu xanh. Đao quang còn sót lại chém xuống đất, mặt đất nứt ra, đao quang chém một cái khe to. Một chuỗi dây leo xanh bị phá hủy, bốn phía lại lặng yên. Bắc Cung Vô Song hét lên. Lâm Thiên cẩn thận dưới đất. Mặt đất lại rung rinh. Xoẹt 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 xoẹt. Lục Lâm Thiên chưa lấy lại tinh thần thì trên đôi chân bị rễ cây màu xanh quấn lấy. Rễ cây khác với dây leo màu xanh vừa rồi nhưng càng rắc chắc hơn, khiến Lục Lâm Thiên không kịp né tránh. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt nói. Nguy rồi. Lục Lâm Thiên định giơ đao chém xuống thì rễ cây kỳ dị chui ra từ mặt đất quấn quanh cánh tay phải của hắn, kèm theo lực lượng kỳ lạ giam cầm chân khí, trong phút chốc không thoát ra được. Không gian thuộc tính kim. Lục Lâm Thiên không chút do dự vận dụng chân khí thuộc tính kim phô thiên cái địa tuôn ra. Không gian quanh người tràn ngập ánh sáng vàng, khí thế sát phạt sắc bén khuếch tán. Xoẹt 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 xoẹt. 2N thuộc tính kim khuếch tán, dây leo màu xanh quấn đôi chân, cánh tay phải Lục Lâm Thiên héo rút, rung rinh chui vào lòng đất mất tăm. Ảnh hưởng trong người Lục Lâm Thiên đã mất. Lục Lâm Thiên thầm giật mình. Thật kỳ dị, may mắn thuộc tính kim hơi khắc chế được nó. Lục Lâm Thiên thụt lùi lại. Bắc Cung Vô Song nói. Lâm Thiên, chắc đây là rễ của Thiên Mộc Thần Thụ, hãy cẩn thận chút. Lục Lâm Thiên dặn dò. Nàng cũng cẩn thận, đi theo sau ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cảnh giác nhìn bốn phía. Vù 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 vù. Lúc này vô số rễ cây chui ra từ mặt đất như sống lại, nguyên khối đát rung rinh. Từng luồng sáng xanh phô thiên cái địa bắn trong không trung mang theo khí thế hùng hồn kinh người. Xoẹt 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 xoẹt. Trường đao dây leo xanh trong khoảnh khắc tụ tập lại trước cặp mắt ngạc nhiên của Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song, ngưng tụ thành hình người bằng cây to lớn. Thụ nhân hình người cao ngàn thước tựa như ngọn núi, toàn thân do dây leo xanh tụ lại, ánh sáng xanh lấp lánh, khí thế hùng hồn khuếch tán khiến người run sợ, lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Thụ nhân to lớn đứng trong không trung, uy thế khủng bố đè ép không gian vặn vẹo. Con người Lục Lâm Thiên co rút nhìn thụ nhân khổng lồ, uy áp to lớn làm hắn run rẩy. Trước thụ nhân to lớn, Lục Lâm Thiên cảm nhận nguy hiểm tuyệt đối. Vô Song, nàng hãy lùi lại một chút. Người Lục Lâm Thiên tỏa ánh sáng vàng, hắn nhảy lên đạp không lên, đạp hai bước trong hư không. Sóng không gian dưới chân, huyết lục vạch đường cong huyền ảo. Huyết lục bắn ra đao quang, nhát đao kia làm không gian run rẩy, khí tiêu sát sắc bén cực kỳ khủng bố khuếch tán. Đao quang đan sen, khí tiêu sát sắc bén hùng hồn cùng với năng lượng thiên địa rơi vào thụ nhân khổng lồ. Răng rắc, nhát đao đánh xuống, đao quang rơi chặt đứt mấy chục cánh tay bằng rễ cây nhưng không gây thương tổn gì lớn cho thụ nhân khổng lồ. Thụ nhân khổng lồ hơi lắc người, các rễ cây bị chặt đứt chớp mắt phục hồi lại. Xoẹt, chỉ giây lát bàn tay thụ nhân khổng lồ do vô số rễ cây ngưng tụ tựa thiên thạch rơi xuống đất, không gian vặn vẹo, dọc đường đi lộ ra hư không to lớn. Tốc độ siêu nhanh vỗ vào người Lục Lâm Thiên. Bùm 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 bùm. Lục Lâm Thiên bị đập trúng, lực lượng mạnh mẽ không có đường đỡ. Cơ thể Lục Lâm Thiên bị đập mạnh từ trên cao té cái rầm xuống bình nguyên. Bùm 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 bùm. Trời sụp đất nứt, vang tiếng nổ điếc tai. Nơi Lục Lâm Thiên rớt xuống mặt đất thủng một lỗ, đất đai bình nguyên bị xung lực làm nứt rạn. Lục Lâm Thiên rơi xuống đất không đứng dậy nổi, máu trào lên họng. Máu phun ra từ cổ họng. Phụt.
Lực lượng một kích kia quá cường đại, hoàn toàn vượt qua dự đoán của Lục Lâm Thiên. Bắc Cung Vô Song biến sắc mặt xé gió lao tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên! Con người Lục Lâm Thiên co rút. Ta không sao, thứ quái quỷ này mạnh thật. Lục Lâm Thiên không bị thương nặng, lực phòng ngự của hắn rất mạnh. Ầm 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 ầm. Thân hình to như ngọn núi của thụ nhân khổng lồ sải bước đi tới như ngọn núi di động. Năng lượng phát ra, sóng không gian xung quanh không ngừng phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi gánh nặng, từng khe nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn từ quanh thân hình khổng lồ. Uy thế kinh người khiến mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, hắn nhìn thụ nhân khổng lồ, đôi mắt đen lấy lóe tia sáng vàng. Lục Lâm Thiên quát to. Vô Song, lùi lại. Lục Lâm Thiên lần nữa nhảy lên, thủ ấn biến đổi, lẩm bẩm. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Lục Lâm Thiên dứt lời, thì không lao ngục thuộc tính thổ uy năng gấp 8 lần khuếch tán trong không trung. Không gian lung lay sắp đổ, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc bỗng chốc ụ tập lại, cả không gian như đóng băng bao phủ không gian phạm vi mấy ngàn thước vào trong. Thụ nhân khổng lồ như ngọn núi cũng bị bao lấy. Ầm 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 ầm. Thụ nhân khổng lồ bị lực lượng không gian trói buộc, cơ thể to lớn run rẩy, ánh sáng lục quanh thân thụ nhân khổng lồ trói lòa như muốn vùng thoát thì không lao ngục bao bọc. Không gian vỡ ra từng tấc, thì không lao ngục uy năng 8 lần khó mà trói được thụ nhân khổng lồ. Cảm nhận thụ nhân khổng lồ cường đại, biểu tình Lục Lâm Thiên trầm trọng đạp không đứng thẳng, thủ ấn kỳ dị lại kết ra. Thổ sinh kim. Thanh âm trầm thấp dứt, quanh người Lục Lâm Thiên tỏa ánh sáng vàng bắn lên cao. Ánh sáng vàng lấp lánh, khí tiêu sát sắc bén vô cùng tận lan tràn. Trong không gian thì không lao ngục uy năng gấp 8 lần như thiên địa sao động, cả không gian ánh sáng run rẩy tràn ngập khí sát phạt sắc bén. Khí thế vô cùng bá đạo thổi quét thiên địa, phá nát không gian. Ầm 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 ầm. Chỉ trong khoảnh khắc diện tích thì không lao ngục thuộc tính kim đã lên đến vạn thước. Ánh sáng vàng bao phủ vạn thước, bên ngoài phạm vi không gian là mép danh tan vỡ, ánh sáng vàng chói lòa. Gió nổi mây phun. Răng rắc. Trong thì không lao ngục thuộc tính kim khuếch tán ánh sáng vàng rực rỡ. Thụ nhân khổng lồ nằm trong thì không lao ngục thuộc tính kim nên không nhúc nhích được, thân hình bị đông lại. Khí thế sắc bén tiêu sát làm ánh sáng lục trên người thụ nhân khổng lồ nhạt dần. Lục Lâm Thiên hét lên. Phá. Lục Lâm Thiên từ xa vỗ thủ ấn, không gian thì không lao ngục ánh sáng vàng rực rỡ có một thủ ấn to lớn ánh sáng vàng chói mắt xé gió bay ra. Thủ ấn vỗ vào thụ nhân khổng lồ. Răng rắc. Dọc đường thủ ấn đi qua và không gian xung quanh vỡ nát lộ ra hư không đen ngòm. Thủ ấn to lớn vỗ mạnh vào thụ nhân khổng lồ, ánh sáng vàng xâm nhập vào trong người thụ nhân khổng lồ. Ánh sáng vàng đan xen giữa rễ cây trên người thụ nhân khổng lồ. Bùm. Thủ ấn to lớn vỗ xuống, ánh sáng vàng chút xuống. Không lâu sau thụ nhân khổng lồ nứt ra vỡ nát, thân hình to như ngọn núi tách rời. Thủ ấn còn sót lại bay cái vèo xuống bình nguyên. Ầm 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 ầm. Thủ ấn màu vàng ầm ầm giáng xuống, trong phạm vi vài dặm bị thủ ấn vàng đè ép. Bình nguyên xanh biếc bên dưới trời long đất lở, trong phạm vi vài dặm bị một bàn tay khổng lồ màu vàng vỗ thành cho bụi, mặt đất không gian to lớn hõm xuống, đất đai run rẩy. Chính giữa lộ ra trưởng ấn năm ngón to lớn vài dặm, sóng năng lượng cuồng bạo từng đợt dao động như thực chất điên cuồng khuếch tán. Tất cả biến mất. Không trung gió mây vần vũ lại trở về bình thường, cơ thể Lục Lâm Thiên thụt lùi, mặt tái xanh không chút máu. Lục Lâm Thiên thúc dục thì không lao ngục uy năng gấp 16 lần, tiêu hao gần như cạn sạch. Đã giải quyết xong sao? Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, thụ nhân khổng lồ đã bị chấn vỡ. Vù 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 vù. Trong khi Lục Lâm Thiên đánh giá thì vô số dây leo mới vừa tan vỡ lại chui ra từ lòng đất. Thì không lao ngục uy năng gấp 16 lần không phá hủy được chúng, chỉ tách rời ra. Vù 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 vù. Trước cặp mắt ngạc nhiên của Lục Lâm Thiên, từng rễ cây màu xanh như các luồng sáng xanh phô thiên cái địa từ lòng đất bắn lên không trung. Vô số dây leo xanh lại ngưng tụ thành thụ nhân khổng lồ. Thụ nhân khổng lồ có khí thế hùng hồn kinh người khuếch tán, tựa như ngọn núi khổng lồ. Ầm 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 ầm. Thụ nhân khổng lồ lại đè ép không gian đi hướng Lục Lâm Thiên. Bắc Cung Vô Song, uy thế kinh người khiến không gian run rẩy, vô số dây leo xanh ngưng tụ ra bàn tay to như cột trời vỗ hướng Lục Lâm Thiên. Bắc Cung Vô Song hét to. Lâm Thiên cẩn thận. Thân hình linh lung thướt tha lao vào không trung, xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên.
Bắc Cung Vô Song nhìn thụ nhân khổng lồ một tay vỗ tới, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt bắn ra hai tia sáng xanh bay hướng chân trời. Khí thế quanh thân Bắc Cung Vô Song đột nhiên tăng vọt, khí thế chấn rách sóng không gian, uy áp mạnh mẽ tột độ tràn ngập trong không gian quanh thân. Với uy áp này không gian khẽ rung, vô hình chung kết nối với không gian. Bắc Cung Vô Song đứng lơ lửng, mắt bắn ra tia sáng xanh chốc lát sau quát to. Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối, ta là thần nữ của Bắc Cung gia tộc, xin hãy nương tay cho. Chúng ta không cố ý quấy rầy. Tiếng quát của nàng hóa thành sóng âm lan tràn, thanh âm kèm theo Mộc Hoàng chi khí. Bắc Cung Vô Song vận chuyển Mộc Hoàng chi khí đến cực độ, khí thế quanh thân nối cùng thiên địa. Trong không gian thiên địa đậm đặc Mộc Hoàng chi khí, gió mây vần vũ. Lục Lâm Thiên kinh thán. Mộc Hoàng chi khí mạnh quá. Lúc này Mộc Hoàng chi khí trên người Bắc Cung Vô Song rõ ràng mạnh hơn trước lúc vào thần điện nhiều, như thể siêu thoát thiên cực. Thuộc tính kim của Lục Lâm Thiên không thể ức chế Mộc Hoàng chi khí này được. Cánh tay thụ nhân khổng lồ ập đến cảm nhận Mộc Hoàng chi khí trên người Bắc Cung Vô Song thì khựng lại giữa chừng không trung, có phản ứng. Thân hình thướt tha xinh đẹp đứng trên trời, Mộc Hoàng chi khí kéo theo năng lượng thuộc tính mộc trong không gian cùng thuộc tính mộc gió mây vần vũ hợp thành một. Với khí thế này như có thể khống chế thiên địa, sóng không gian quanh thân Bắc Cung Vô Song vặn vẹo, có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra khiếp hồn người. Uy năng như thế dù Lục Lâm Thiên thúc dục thuộc tính kim cũng chịu uy áp. Mộc Hoàng chi khí này quá mạnh. Năng lượng thuộc tính kim bao bọc Lục Lâm Thiên bị Mộc Hoàng chi khí đẩy lùi, Mộc Hoàng chi khí cường đại mạnh nhất trong các Mộc Hoàng chi khí hắn đã thấy. Bắc Cung Vô Song thấy Mộc Hoàng chi khí của mình thật sự hữu dụng thì hét to. Xin Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối nương tay cho. Với Mộc Hoàng chi khí khủng bố, không trung như run theo. Cả bầu trời gió nổi mây phun, sắp nghiền nát hư không. Không gian đằng trước, toàn thân thụ nhân khổng lồ run rẩy như đang vùng vẫy cái gì. Xung quanh cơ thể to lớn hiện ra khe nứt đen ngòm, khí thế hùng hồn giải phóng như hòa cùng Mộc Hoàng chi khí trên người Bắc Cung Vô Song lại như chống cự cái gì. Ầm 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 ầm. Chỉ giây lát thụ nhân khổng lồ không chống đỡ được nữa, thân hình to lớn nứt dạn phân giải biến thành vô số rễ cây màu xanh rậm rạp nhanh như tia chớp rút vào trong lòng đất. Thụ nhân khổng lồ biến mất, Bắc Cung Vô Song thu về Mộc Hoàng chi khí, ánh mắt khó hiểu nhìn bốn phía. Không trung, khí thế khủng bố tĩnh lặng lại, thân hình đường cong mỹ miều của Bắc Cung Vô Song từ từ đáp xuống, váy dài bay bay, toát ra khí chất cao quý đạm nhã khí chất hồn nhiên thiên thành. Khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên dáng trần, Bắc Cung Vô Song đáp xuống cạnh Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, sao rồi? Lục Lâm Thiên nói. Ta không sao, dường như Mộc Hoàng chi khí của nàng có hiệu quả. Bắc Cung Vô Song nói. Thiên Mộc Thần Thụ là lão tổ để lại, hy vọng Mộc Hoàng chi khí trên người ta có tác dụng. Hai người đứng yên tại chỗ nhìn Thiên Mộc Thần Thụ chằm chằm, thật lâu sau không còn động tĩnh. Hai người liếc nhau, lại cẩn thận tiến lên trước. Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song tập trung tinh thần cảnh giác, tiếng bước chân nhẹ nhàng cẩn thận vang lên trên bình nguyên bao la. Hai người dần đến gần bên dưới cành lá Thiên Mộc Thần Thụ bao phủ. Đứng trên mặt đất, Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song ngước đầu, rung động nhìn Thiên Mộc Thần Thụ trên đỉnh đầu. Tới gần mới cảm nhận thật sự Thiên Mộc Thần Thụ sống mấy vạn năm khổng lồ tới mức nào, che dập trời, bao phủ một phương không gian. Vù 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 vù. Lúc này Thiên Mộc Thần Thụ khổng lồ khẽ rung, cành lá rung rinh, ánh sáng màu lục lấp lánh ánh sáng chớp tắt làm không gian rung rinh theo, khí thế hùng hồn tràn ra. Lục Lâm Thiên kéo Bắc Cung Vô Song. Cẩn thận chút. Bên ngoài áo giáp thanh linh Lục Lâm Thiên lại bày một vầng sáng không gian thuộc tính kim bao phủ hai người vào trong. Lục Lâm Thiên mới bày xong không gian thuộc tính kim thì Thiên Mộc Thần Thụ siêu to trên bầu trời. Vô số cành lá lấp lánh ánh sáng màu lục tụ thành bu ẩn sáng xanh chói lòa to lớn bao phủ Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song vào trong. Hai người biến sắc mặt, đột nhiên bị ánh sáng bao phủ làm họ giật mình. Lục Lâm Thiên đang định dục dịch thì kinh sợ phát hiện chân khí trong người như biến mất, không gian thuộc tính tim cũng biến mất. Bắc Cung Vô Song kinh kêu. Nguy rồi. Bắc Cung Vô Song cũng xuất hiện tình huống giống Lục Lâm Thiên, chân khí trong người chớp mắt biến mất. Vù 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 vù. Cùng lúc đó, màn sáng màu lục to lớn thu nhỏ dần, nhanh như tia chớp rút vào trong vô số cành lá. Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song bị màn sáng bao phủ biến mất tại chỗ như bị nuốt vào trong màn sáng.
Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song xuất hiện trong không gian kỳ dị. Không gian tràn ngập ánh sáng lục, bốn phía như hư không, có tiếng gió rít gào quanh quẩn từ xa. Đây là đâu? Lục Lâm Thiên biết hai người bị màn sáng màu xanh kỳ dị hút vào. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên rồi kinh sợ, trong không gian này hắn cảm giác chân khí T52 ơ sạch. Rõ ràng vũ đan tồn tại nhưng không cảm giác được chút chân khí, linh lực trong đầu cũng như không tồn tại. Thứ duy nhất còn tồn tại là lực lượng linh hồn. Biến đổi này làm Lục Lâm Thiên hết hồn, thật không bình thường. Không gian kỳ dị này quá đáng sợ. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, nhìn phía trước đi. Mắt Bắc Cung Vô Song nhìn chằm chằm vầng sáng xanh lục không gian đằng trước. Bốn phía hư không, chẳng có vật gì khác. Lục Lâm Thiên do dự một lúc rồi kéo Bắc Cung Vô Song. Chúng ta vào xem. Hai người đi vào vầng sáng màu lục. Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song bước vào vầng sáng cùng không gian kỳ dị run rẩy. Trong vầng sáng, Lục Lâm Thiên nắm tay Bắc Cung Vô Song. Có lực hút mạnh mẽ tuôn ra nuốt hai người vào, chớp mắt lực hút biến mất. Cảnh tượng trước mắt Lục Lâm Thiên biến mất, ánh sáng xanh chói lòa, mắt hắn phản xạ nhắm chặt một giây. Khi Lục Lâm Thiên lại mở mắt ra thì trước mặt đã có thia đổi, không gian mới xuất hiện trước mắt hai người. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Đây là đâu? Trong không gian khắp nơi là màu lục, quét mắt nhìn bốn phía cả không gian như hư vô, toát ra hơi thở cô tịch. Nơi này như chỉ có hai người tồn tại. Thiên Mộc Thần Thụ. Ngước lên nhìn Lục Lâm Thiên mới thấy trên đỉnh đầu. Thiên Mộc Thần Thụ bao phủ hai người, bọn họ một lần nữa đến dưới Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Lâm Thiên nhìn Thiên Mộc Thần Thụ chằm chằm, lòng rung động. Thiên Mộc Thần Thụ nhỏ hơn đã thấy bên ngoài, nhưng Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song nhìn thì thấy nó vẫn to như vậy. Thiên Mộc Thần Thụ bản thu nhỏ bao kín không gian, cây to như tuyên cổ vĩnh tồn đứng sững ở nơi này. Cây trong suốt lấp lánh sắc Xnha lục tỏa ra sứ sống kinh người. Không gian bừng bừng sức sống khiến tế bào toàn thân người sống động. Nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác chân khí, linh lực trong người biến mất, trừ linh hồn lực ra hắn tựa như người bình thường. Bắc Cung Vô Song quan sát kỹ không gian xung quanh, thu về tầm mắt rung động, ngước mắt đẹp lên nhìn Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, dường như chúng ta ở chóp nội thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Nội thế giới. Bắc Cung Vô Song nói. Nội thế giới Thiên Mộc Thần Thụ tương đương khí hải đan điền của vũ giả, hoặc không gian linh hồn trong đầu linh giả. Hiện tại chúng ta ở nội thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ. Trong mắt Bắc Cung Vô Song tràn ngập ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên nghĩ ngay một vấn đề. Chúng ta làm sao đi ra? Lúc này trong nội thế giới Thiên Mộc Thần Thụ dường như không có đường để đi. Có vẻ chúng ta không ra được. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện sự sống trong cơ thể chúng ta đang trôi nhanh? Ngươi đã già. Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lục Lâm Thiên hoàn toàn không có tình huống, hắn ngạc nhiên mới chú ý thấy đôi tay mình. Ra tay nhăn nheo, sự sống dần trôi, Lục Lâm Thiên nhanh chóng già đi. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Sao có thể như vậy? Lục Lâm Thiên đang già đi với tốc độ mắt thường tổng thấy, chân khí biến mất hết, hắn tương đương là người bình thường. Chỉ giây lát Lục Lâm Thiên đã đến 40 tuổi. Bắc Cung Vô Song trầm giọng nói. Đây là thiên phú của Thiên Mộc Thần Thụ, có thể khống chế tất cả sự sống trong không gian. Hiện tại chúng ta ở nội thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, bị sức sống ảnh hưởng tương đương chúng ta nhanh chóng già đi. Lục Lâm Thiên hỏi. Vậy tại sao nàng không bị ảnh hưởng? Lúc này Vô Song không thay đổi gì nhiều, không già nhanh như Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song nghiêm túc nói. Chắc vì ta có liên quan thuộc tính mộc, mộc hoàng chi khí nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Bắc Cung Vô Song nhanh chóng nhắc nhở. Lâm Thiên, mau thử thuộc tính mộc xem, có thể sẽ giảm bớt tốc độ sự sống trôi đi. Lục Lâm Thiên nghe vậy liền vận chuyển thuộc tính mộc, tuy linh lực chân khí trong người biến mất nhưng vũ đan còn, thuộc tính còn. Trên vũ đan tỏa ánh sáng màu lục chói lòa, trong người như được rót vào sức sống rồi vào, giảm chậm tốc độ thân hình già cả. Lục Lâm Thiên vẫn cảm giác sự sống trong người tổi đi nhưng tốc độ chậm hơn nhiều, tuy nhiên cứ tiếp tục thế này sẽ có lúc hao hết. Lục Lâm Thiên hỏi. Vô Song, có cách nào không? Linh lực chân khí biến mất làm Lục Lâm Thiên không nghĩ ra được cách gì. Bắc Cung Vô Song lắc đầu, hiện tại nàng không có cách nào,
sự sống trong người nàng cũng dần trôi đi, thân thể dần già nua. Bốn mắt nhìn nhau, rơi vào khó khăn, vắt óc suy nghĩ nhưng không có cách nào. Thời gian chậm rãi trôi, không biết qua bao lâu, hình như là mấy canh giờ, hoặc mấy ngày, có khi đã qua mấy chục năm, hai người già nua dưới thiên mộc thần thụ. Hiện tại khuôn mặt Lục Lâm Thiên cỡ 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, mặt già nua. Bắc Cung Vô Song cũng đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt xinh đẹp đã đến tuổi 60 nhưng còn đó dấu vết ngày xưa xinh đẹp. Bắc Cung Vô Song đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt trầm trọng lóe ý cười. Ngươi già rồi. Nàng uống vậy. Lục Lâm Thiên nhìn khuôn mặt già nua của Bắc Cung Vô Song. Có lẽ đây chính là đầu bạc đến già, chúng ta cũng xem như đầu bạc đến già. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên. Ngươi còn tâm tình đùa giỡn. Có lẽ chúng ta thật sự không ra được. Lục Lâm Thiên nắm hai tay Bắc Cung Vô Song. Không ra được là số phận, nàng không nên cùng ta tiến vào. Bắc Cung Vô Song cười khẽ, khuôn mặt già nua nhưng khi cười vẫn động lòng người. Nếu ngươi không ra được, bỏ lại ta ở bên ngoài thì ta thả đi cùng ngươi vào trong này. Lòng Lục Lâm Thiên ấm áp, ôm chặt Vô Song vào ngực. Lục Lâm Thiên đăm chiêu ngước nhìn thiên mộc thần thụ bừng bừng sức sống. Bắc Cung Vô Song tựa vào trong lòng Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt trắng nõn già nua có chút u buồn. Thiên mộc thần thụ bừng bừng sinh cơ, không gian này cũng bừng bừng sinh cơ, tại sao không phải như vậy? Lục Lâm Thiên nghi hoặc, ở trong không gian này tràn na giáp sinh cơ, thế nhưng duy chỉ có sinh cơ trên người hắn và Vô Song đang từ từ trôi đi. Lâm Thiên, có phải chàng phát hiện ra điều gì hay không? Bắc Cung Vô Song từ trong ngực Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên, nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nói. Vô Song, nàng thử lĩnh ngộ thuộc tính mộc xem. Được. Bắc Cung Vô Song gật đầu, Lục Lâm Thiên cũng khoanh chân ngồi xuống dưới thiên mộc thần thụ bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên cảm giác được chuyện này dường như có quan hệ với thuộc tính mộc cực lớn. Một lát sau từng đạo lục mang quanh quẩn quanh thân Lục Lâm Thiên. Trong lúc vô hình tương liên với không gian này, năng lượng thuộc tính một nồng đậm trong không gian khiến cho tốc độ lĩnh ngộ thuộc tính một cực kỳ kinh người. Dưới tốc độ lĩnh ngộ như vậy, Lục Lâm Thiên có cảm giác như đang lĩnh ngộ bốn loại thuộc tính trong Vô Tự Thiên Thư. Tốc độ lĩnh ngộ này quả thực có thể dùng từ bay để hình dung. Thực sự có tác dụng. Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, sau khi lĩnh ngộ thuộc tính mộc, Lục Lâm Thiên cảm giác được sinh cơ trên người đang quay lại. Theo lĩnh ngộ trong lúc vô hình hắn tương liên với thế giới này, sinh cơ tràn ngập trong cơ thể, tình huống sinh cơ bị trôi qua trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Thân thể già nua bắt đầu dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được từ từ khôi phục. Lâm Thiên, thiếp hiểu rồi. Chỉ cần chúng ta lĩnh ngộ thuộc tính mộc tới tình trạng nhất định có lẽ có thể lập tức ra khỏi thế giới của thiên mộc thần thụ. Lúc này Bắc Cung Vô Song cũng mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo sự kinh hỉ nhìn Lục Lâm Thiên. Làn da nhăn nheo đang dần dần khôi phục, mái tóc trắng trên đầu bắt đầu chuyển thành màu đen. Đúng vậy, là lĩnh ngộ. Lục Lâm Thiên gật đầu với Bắc Cung Vô Song, bất kể như thế nào từ tình huống trước mắt xem ra có lẽ cũng chỉ có thể như vậy mới có thể rời khỏi thế giới của thiên mộc thần thụ này. Bắc Cung Vô Song gật đầu, lần nữa nhắm hai mắt lại, ngưng thần tĩnh khí quanh thân bắt đầu có lục mang quanh quẩn. Lục Lâm Thiên nhắm hai mắt lại, tiếp tục lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Chậm rãi cảm nhận thuộc tính mộc trong cơ thể, lặng lặng cảm ngộ không gian này. Trong năm loại thuộc tính, sau khi phát hiện trong Vô Tự Thiên Thư chỉ có bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong, lĩnh ngộ thuộc tính mộc của Lục Lâm Thiên so với bốn loại thuộc tính khác kém hơn không ít. Mà sau khi lĩnh ngộ thuộc tính kim, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính lại cảm ngộ ra sự tương sinh tương khắc của năm loại thuộc tính. Trong lòng Lục Lâm Thiên lại nghĩ tới hoàn thiện thuộc tính kim trong 5 loại thuộc tính cho nên lĩnh ngộ thuộc tính mộc lại kém hơn không ít. Cho nên trong 6 loại thuộc tính mộc chính là thuộc tính mà Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ yếu nhất. Mạnh nhất có thể nói là chủ thuộc tính của Lục Lâm Thiên hiện tại, cũng chính là thuộc tính kim. Đối với việc lĩnh ngộ thuộc tính kim Lục Lâm Thiên cũng lĩnh ngộ cực kỳ nhanh. Tốc độ lĩnh ngộ so với 4 loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong cũng nhanh hơn không ít. Nguyên nhân Lục Lâm Thiên cũng không biết, chỉ là hắn có cảm giác giống như bản thân là đứa con cưng của thuộc tính kim vậy, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính kim có thiên phú đặc biệt. Chỉ một lát sau Lục Lâm Thiên tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lĩnh ngộ thuộc tính mộc, Lục Lâm Thiên không biết từ lúc nào xuất hiện cảm giác sinh cơ rào rạt,
cảm giác này khiến cho hắn thoải mái không nói nên lời. Tốc độ như vậy nếu như bị cường giả khác nhìn thấy Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ như vậy sợ rằng sẽ cực kỳ giật mình, thậm chí là rung động. Lúc này Bắc Cung Vô Song cũng như vậy, Lục Mang quanh thân quanh quẩn, tốc độ lĩnh ngộ bắt đầu tăng lên, so với Lục Lâm Thiên chỉ nhanh hơn chứ không chậm. Trong lúc hai người lĩnh ngộ, ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ này dường như có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời khiến cho việc lĩnh ngộ của hai người thuận buồm xuôi gió, tốc độ giống như đang bay. Vốn trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc của hai người gặp không ít bình cảnh lúc này phá tan không chút trở ngại. Đương nhiên lúc này hai người còn chưa biết được nguyên nhân, Thiên Mộc Thần Thụ chính là tồn tại kỳ lạ trong thiên địa. Sủng nhi của thuộc tính mộc, thiên địa đối với vạn vật đều công bình. Càng là vật thưa thớt ở phương diện khác càng có thiên phú nổi bật. Giống như Thiên Mộc Thần Thụ này tuyệt đối thưa thớt tới cực điểm. Đồn rằng trên đời này chỉ có một cây duy nhất trong Bắc Cung gia tộc mà thôi. Mà Thiên Mộc Thần Thụ trời sinh đã có thiên phú thuộc tính mộc. Lúc trước lão tổ Bắc Cung gia tộc cũng dựa vào Thiên Mộc Thần Thụ mà lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Cuối cùng khi thuộc tính mộc đại thành khiến cho Thiên Mộc Thần Thụ cũng nhận được không ít chỗ tốt, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng qua khi trước lão tổ Bắc Cung gia tộc cũng không có đi tới thế giới bên trong Thiên Mộc Thần Thụ. Mà bây giờ Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Vô Song lĩnh ngộ trong Thiên Mộc Thần Thụ. Thế giới trong Thiên Mộc Thần Thụ tương đương với bổn nguyên của Thiên Mộc Thần Thụ. Hai người Lục Lâm Thiên cùng Bắc Cung Vô Song lĩnh ngộ trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ chính là chuyển hóa lĩnh ngộ thuộc tính mộc của nó thành của mình. Tốc độ lĩnh ngộ không cần phải nói cũng biết. Đây cũng giống như Lục Lâm Thiên thôn phệ linh lực và chân khí của người khác. Dưới tác dụng của âm dương linh vũ quyết hóa thành chân khí, linh lực cho mình sử dụng. Lúc này Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Vô Song cũng đang lĩnh ngộ như vậy. Thế giới trong Thiên Mộc Thần Thụ chính là bổn nguyên của Thiên Mộc Thần Thụ. Hai người lĩnh ngộ bên trong cơ hồ chính là đạt được lĩnh ngộ của Thiên Mộc Thần Thụ. Chỉ cần lĩnh ngộ một chút là lập tức có tiến bộ cực nhanh. Chỉ là tất cả chuyện này hai người trong cuộc là Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Vô Song còn không hiểu rõ. Hai người chỉ muốn sớm một chút đi ra khỏi thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ mà thôi. Thời gian trôi qua, trong không gian này rốt cuộc cũng bắt đầu yên tĩnh. Mà lúc này Lục Lâm Thiên cùng với Bắc Cung Vô Song không biết từ khi nào đã khôi phục bộ dáng bình thường, khuôn mặt già nua biến mất nhường chỗ cho bộ dáng trẻ tuổi. Trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người tồn tại, tất cả đều yên tĩnh, mà tốc độ lĩnh ngộ của hai người lúc này chỉ có dùng từng bay để hình dung. Thời gian trôi qua, thân thể Lục Lâm Thiên thoáng chấn động, không biết có phải là do lĩnh ngộ thuộc tính mộc hay không mà chân khí cùng với linh lực biến mất trong cơ thể đang từ từ khôi phục. Mà khiếp cho Lục Lâm Thiên khiếp sợ là trong lúc lĩnh ngộ thuộc tính mộc, tu vi thậm chí còn từ từ tăng lên. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh hỉ, càng ngưng thần tĩnh khí chăm chú lĩnh ngộ. Trong cơ thể Bắc Cung Vô Song, chân khí dường như đã sớm khôi phục, tốc độ lĩnh ngộ so với Lục Lâm Thiên còn nhanh hơn, khí tức kéo lên mạnh hơn. Sợ rằng cứ chiếu theo tốc độ này nàng muốn lần nữa đột phá cũng có khả năng. Đầu hạ dần dần trôi qua, thời tiết dần nóng bỏng lên. Từng dãy núi uốn lượn phập phồng, phía xa là rừng cây mênh mông bạt ngàn một màu xanh ngắt, trên mặt đất còn có không ít hoa dại không biết tên. Lúc này tuy rằng là sáng sớm thế nhưng trong không khí lại có chút nóng bỏng. Trong một quần sơn có một ngọn núi cao V Upsilon T giống như rồng ngẩng đầu, khí thế phi phàm, mây mù lượn lờ. Ngoài một đình viện tinh xảo, trên một khối đá có một nữ tử mặc y phục màu tím khoanh chân ngồi. Khí tức quanh quần hội tụ tạo thành một thanh trường kiếm hư ảo đem thân thể bao phủ vào bên trong. Siêu. Một nữ tử hơn 20 tuổi trên người đeo một thanh trường kiếm màu trắng, chân khí lan tràn, chỉ mấy cái lách mình, thân thể mềm mại uyển chuyển đã xuất hiện trước đình viện, khi đáp xuống đất không tạo ra bất cứ một chút cho bụi nào, giống như lặng lẽ không tạo thành chút tiếng động nào. Sư muội sáng sớm như vậy đã tới đây có phải đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông lại tới đây có phải hay không? Nữ tử này lặng lẽ không chút tiếng động đáp xuống thế nhưng không tránh khỏi sự dò xét của nữ tử mặc y phục màu tím này. Cặp đôi đỏ mỏng khẽ mở, âm thanh nhàn nhạt vang lên. Sư tỷ, lần này tỷ đoán gần đúng, trừ người của Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông phái ra còn có người của Khôn Dương Đảo cùng Nguyệt Long Các. Nữ tử kia nhìn nữ tử mặc y phục màu tím được hư ảnh kiếm quang bao phủ mà kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp cực kỳ rung động, nghe vậy lập tức cung kính nói. Phù. Nữ tử này thu thủ ấn lại, hư ảnh kiếm quang được thu vào cơ thể, sau khi hít sâu một hơi, đôi mắt xinh đẹp mở ra mang theo vẻ lạnh lùng,
ngũ quan xinh xắn giống như điêu khắc, mắt ngọc mày ngài. Nữ tử này chậm rãi đứng dậy, mái tóc đen như mực, bộ váy dài màu tím bao phủ thân thể mềm mại, đường cong lung linh. Xem ra tất cả mọi người đã không đợi được a. Đôi mắt sáng của Nguyên Nhược Lan khẽ nhúc nhích, ánh mắt có chút nghi hoặc. Sư tỷ, muội nghe nói lần này Khôn Dương đảo cùng với Lan Lăng Sơn Trang ở trong tay Lục Lâm Thiên ăn thiệt thòi lớn, Tật Phong tôn giả của Khôn Dương đảo, cường giả Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong sau khi Tử Vong Thâm Uyên khép lại lập tức tới tính sổ với Lục Lâm Thiên để báo thù cho đám người Hỏa Thổ tôn giả. Ai ngờ nửa đường Linh Vũ Đại Đế của Phi Linh Môn xuất hiện, Tật Phong tôn giả bị bắt, hiện tại sống chết không rõ cho nên Khôn Dương đảo hy vọng Thiên Kiếm Môn chúng ta là minh chủ ra mặt, tiến về Phi Linh Môn để cho bọn họ thả Tật Phong tôn giả ra. Khôn Dương đảo này tính toán thật tốt, không dám tùy tiện đi trêu vào Phi Linh Môn cho nên mới kéo theo Thiên Kiếm Môn chúng ta. Nguyên Nhược Lan khẽ nói, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng nhàn nhạt. Thế nhưng sư phụ cùng với cường giả trong môn dường như đã đáp ứng, nghe nói ý tứ của tất cả các sơn môn lớn đều là như vậy. Nguyên Nhược Lan khẽ thở dài, nhìn thiếu nữ này rồi hỏi. Vậy thì Lan Lăng Sơn Trang lại chịu thiệt gì? Thiếu nữ này lập tức có chút hứng thú. Nghe nói Lan Lăng Sơn Trang càng thiệt hơn, nghe nói cường giả chuẩn đế duy nhất của bọn họ gọi là Lan Linh Tôn giả cũng nửa đừng muốn giết Lục Lâm Thiên vì báo thù cho đám người Lục Linh Tôn giả ở trong Tử Vong Thâm Uyên, kết quả cũng bị Lục Lâm Thiên đánh cho trọng thương, hồn anh phải đào tẩu. Thiếu nữ này hưng phấn nói xong, ánh mắt khẽ đảo, nói. Sư tỷ, Lan Lăng Sơn Trang này đúng thật là không may, cường giả chết trong tay Lục Lâm Thiên kia quả thực đúng là không ít. Sợ rằng thực lực chỉnh thể của Lan Lăng Sơn Trang đã giảm nhiều, khó trách Lan Lăng Sơn Trang lại vội vã muốn đối phó với Phi Linh Môn vậy. Ai? Nguyên Nhược Lan khẽ thở dài, nhìn dãy núi xa xa nói. Có lẽ Thiên Kiếm Môn đã chọn sai, chỉ tiếc hiện tại muốn quay đầu cũng khó. Trong Bắc Cung gia, ngoài một đình viện phong cách cổ xưa Đại Hộ Pháp Bắc Cung Nhất vội vàng tiến vào trong đình viện. Đại Hộ Pháp, có tin tức gì không? Bắc Cung Kình Thương tay cầm một cuốn cổ thư xa xưa bằng da, nhìn thấy Đại Hộ Pháp Bắc Cung Nhất đi vào lập tức khép lại cổ thư, ánh mắt có chút lo lắng. Thiên Mộc Thần Thụ có không ít chấn động, cũng không biết là tại sao. Bắc Cung Nhất chợt nói. Thần Nữ và Lục Lâm Thiên vẫn không có tin tức, Thần Mộc Thần Thụ tự phong tỏa kết giới, hiện tại cho dù là ai cũng không có cách nào đi vào. Đã suốt một tháng tại sao lại không có tin tức cơ chứ? Tộc trưởng. Thiên Mộc Thần Thụ bất kể như thế nào cũng không đả thương tộc nhân Bắc Cung gia chúng ta mới đúng, tại sao hiện tại lại không có tin tức, chẳng lẽ thực sự có nguy hiểm gì sao? Bắc Cung Nhất do dự một lát rồi mới hỏi Bắc Cung Kình Thương. Hiện tại ai cũng không biết, nếu lúc trước Thiên Mộc Thần Thụ đương nhiên không làm tổn hại tộc nhân Bắc Cung gia tộc chúng ta. Thế nhưng hiện tại Thiên Mộc Thần Thụ đã không rốn như trước, cho nên kết quả như thế nào cho dù là ai cũng không rõ. Bắc Cung Kình Thương nói. Tộc trưởng, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Bắc Cung Nhất nói. Tiếp tục phái người trông coi, một khi có động tĩnh gì lập tức báo cho ta biết. Bắc Cung Kình Thương nói. Ầm ầm. Ở trong không gian của Thiên Mộc Thần Thụ, phía trên bình nguyên bao la ầm ầm vang vọng, Thiên Mộc Thần Thụ che khuất bầu trời có quang mang quanh quẩn, thân cây khổng lồ ầm ầm lay động. Loại lay động này dường như không bình thường, bên trong quang mang quanh quẩn có thể nhìn ra đã ảm đạm không ít. Lúc sáng lúc tốc, quang mang lập lòe bất dịnh. Trong không gian bao la của Thiên Mộc Thần Thụ cũng không có bao lâu, quanh thân Lục Lâm Thiên tràn ngập lục mang tới tận cùng. Quang mang màu xanh tương liên với không gian này, giống như có thể hòa thành một thể với không gian, toàn thân có cảm giác sinh cơ bừng bừng. Phù! Thu lục mang quanh thân vào cơ thể, Lục Lâm Thiên lập tức mở hai mắt ra. Trong lúc lĩnh ngộ vừa rồi Lục Lâm Thiên có cảm giác đình trệ, đột nhiên dường như không có cách nào lĩnh ngộ. Thân thể còn có một loại cảm giác khó hiểu, giống như trong lòng cực kỳ lo lắng. Thế nhưng lĩnh ngộ trong thời gian ngắn này ngược lại Lục Lâm Thiên nhận được lợi ích không nhỏ. Trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc, tuy rằng Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thời gian ngắn, thế nhưng dường như lĩnh ngộ thuộc tính mộc còn ở trên các thuộc tính khác. Đây là thứ khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc. Lĩnh ngộ thuộc tính khác tới đâu trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ rõ ràng. Phần lớn thời gian hắn đều dùng trong việc lĩnh ngộ. Không nói là thời gian bên ngoài, lúc ở trong Huyền Vũ Hoàng tộc, khi còn ở trong Thiên Trụ giới vài chục năm hắn đều dùng đại bộ phận thời gian để lĩnh ngộ. Mà thuộc tính mộc lại không có quá nhiều tiến bộ. Mà chỉ lĩnh ngộ trong thời gian ngắn,
giống như vô thanh vô tức, lĩnh ngộ thuộc tính mộc dường như còn mạnh hơn các thuộc tính khác. Lúc này Lục Lâm Thiên không khiếp sợ mới là lạ. Dường như có chút không bình thường. Trong lúc Lục Lâm Thiên kinh ngạc vì tiến bộ của thuộc tính mộc, đồng thời trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Vừa rồi trong lúc lĩnh ngộ thuộc tính mộc hắn có một loại dự cảm không tốt, lĩnh ngộ thuộc tính mộc rõ ràng đang trì trệ. Đồng thời trong lòng có dự cảm không tốt khiến cho Lục Lâm Thiên bừng tỉnh lại. Loại dự cảm bất an này khiến cho tâm tình của hắn cực kỳ dao động. Trên phương diện tâm cảnh Lục Lâm Thiên tự biết mình không yếu. Chỉ là tu vi trên tâm cảnh của hắn đã tới cấp bậc cực cao. Diễn linh thánh quả, cùng với không gian dưới thiên đảo thu được chỗ tốt cực lớn, đều tăng cường tâm cảnh. Trên thanh long đỉnh của thanh long hoàng tộc, tâm cảnh lần nữa được đề cao. Quan trọng nhất là trong thạch thất ở cung điện trên đỉnh núi ở Tử Vong Thâm Uyên, vật xanh trắng kia có chỗ tốt cực lớn với tâm cảnh. Cho nên chỉ tính riêng tu vi tâm cảnh, Lục Lâm Thiên có cảm giác tâm cảnh của mình hiện tại có lẽ đã đạt tới tâm cảnh đế giả mà mọi người đồn đãi, cho dù không phải thì tuyệt đối cũng không kém bao nhiêu. Mà vừa rồi trong lòng có một cỗ dự cảm bất an làm dao động tâm tình của hắn. Lục Lâm Thiên trầm tư, cảm giác cỗ khí tức bất an này dường như không tới từ chính mình, dường như không có liên quan tới mình. Nghi hoặc, Lục Lâm Thiên nhìn về phía Vô Song, lúc này quanh thân Vô Song vẫn được lục mang bao phủ, không gian chung quanh quanh quẩn thuộc tính mộc nồng đậm. Chỉ là tất cả chuyện này khiến cho sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến. Vô Song có chút không ổn. Trong mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên có chút ngưng trọng, lúc này khí tức quanh quẩn quanh người Vô Song cực kỳ bất ổn, dường như lâm vào một loại trạng thái nào đó. Ầm ầm, không gian run run, cả thiên mộc thần thụ lay động, quang mang lập lòe, lúc sáng lúc tối. Khí tức trên người Bắc Cung Vô Song theo đó chấn động, lúc mạnh lúc yếu, giống như tương liên cùng với không gian này. Có liên quan tới thiên mộc thần thụ. Lục Lâm Thiên không khó cảm giác ra biến hóa bực này có quan hệ cực lớn với thiên mộc thần thụ. Hắn và Vô Song hiện tại đang ở trong thế giới của thiên mộc thần thụ, sợ rằng bất kể như thế nào đều không thể tỉnh tháo lại. Nếu như cưỡng ép để nàng tỉnh lại sợ rằng cũng có hậu quả không nhẹ, biện pháp duy nhất chính là để cho nàng tự động tỉnh táo lại. Thế nhưng nguyên nhân hiện tại dường như là đến từ thiên mộc thần thụ. Trừ phi thiên mộc thần thụ khôi phục bình thường, bằng không sợ rằng Vô Song rất khó tỉnh lại. Trong thế giới của thiên mộc thần thụ lĩnh ngộ thuộc tính mộc, không khác gì đem bản thân mình cùng với thiên mộc thần thụ hòa thành một thể. Thiên mộc thần thụ này làm sao vậy? Lục Lâm Thiên cảm giác thế giới bên trong thiên mộc thần thụ này có chút bấn an, khí tức bất an ngày càng kịch liệt, giống như có hai cỗ lực lượng đang tranh đoạt cái gì đó. Khí tức cực kỳ tán loạn. Lục Lâm Thiên nhớ rõ Bắc Cung Kình Thương đã từng nói qua, thiên mộc thần thụ này hơn ngàn năm qua rất có khả năng đã vượt qua bình cảnh. Dựa theo tình huống hiện tại xem ra, khí tức của thiên mộc thần thụ bạo động, hỗn loạn, có đôi khi lại chấn động kịch liệt. Còn có hai cỗ khí tức dường như đang tranh đoạt cái gì đó, khí tức này khiến cho người ta e dè, rõ ràng đây là cảm giác tẩu hỏa nhập ma. Dường như thiên mộc thần thụ này tẩu hỏa nhập ma. Sắc mặt Lục Lâm Thiên run run, tình huống này cực kỳ giống với nhân loại khi tu luyện bị tẩu hỏa nhập hoa, mà Vô Song lâm vào bên trong cũng chẳng khác nào nàng cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Phiền phức lớn rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nếu như thiên mộc thần thụ bị tẩu hỏa nhập ma mà nói, vậy thì Vô Song lúc này đang ở trong thế giới của thiên mộc thần thụ, lĩnh ngộ thuộc tính mộc, hòa tan thành một thể với thiên mộc thần thụ. Thiên mộc thần thụ bị tẩu hỏa nhập ma không khác gì nàng cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu không sớm thoát thân ra, hậu quả sợ rằng vô cùng nghiêm trọng. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Hắn có thể thoát thân ra là do hắn có tâm cảnh cực cao. Tâm cảnh của Vô Song còn chưa đạt tới cảnh giới có thể tự mình thoát thân ra. Không có cách nào, Lục Lâm Thiên do dự, khí tức bất an trong không gian này càng kịch liệt, khí tức chấn động ngày càng nhiều. Thế giới trong thiên mộc thần thụ dần dần ảm đạm, dường như thiên mộc thần thụ tẩu hỏa nhập ma ngày càng nghiêm trọng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên biến hóa, thật sự không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép để Vô Song tỉnh lại. Chỉ là hậu quả khi làm như vậy cũng cực kỳ nghiêm trọng. Ầm ầm, không gian lay động, bên trong thế giới chấn động không ngớt. Thiên mộc thần thụ vốn sáng chói, vô số lá cây rậm rạp, chẳng chịt lúc này ngày càng ảm đạm. Mỗi một lần lay động khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác giống như trong lòng bị một cái chùy lớn gõ một cái. Phụt, trong miệng Bắc Cung Vô Song đột nhiên phụt ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người bắt đầu ảm đạm.
Không được, chỉ có thể cưỡng ép thanh tỉnh. Lục Lâm Thiên cắn răng, lúc này trên người Bắc Cung Vô Song vừa mới phun ra máu tươi đột nhiên có một đạo quang trụ màu xanh đậm phóng lên trời. Ông bạn già, sao ngươi lại biến thành như vậy? Cơ hồ cùng lúc trên người Bắc Cung Vô Song có một âm thanh ung dung truyền ra. Tiếp đó chỉ thấy ở bên trong mi tâm của Bắc Cung Vô Song có một đạo lưu quang màu xanh lập tức bắn lên trên không trung. Quang mang đại thịnh, ở trong đạo lưu quang màu xanh kia trong giây lát có một thân ảnh hư ảo màu xanh xuất hiện, thân ảnh này bộ dáng chừng 40 tuổi, thân thể to lớn, khí vũ hiên ngang, có mấy phần tương tự với Bắc Cung Kình Thương. Trong lúc vô hình có một cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ. Thân ảnh hư ảo này xuất hiện lập tức có một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động lan tràn ra. Ầm ầm, thân ảnh hư ảo này xuất hiện, thiên mộc thần thụ ở trong không này lập tức đung đưa. Ông bạn già, ta tới giúp ngươi một tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thân ảnh màu xanh xuất hiện, mắt nhìn thiên mộc thần thụ đung đưa, trong tay có một đạo quang trụ màu xanh lướt đi. Dưới đạo quang trụ màu xanh này không gian ầm ầm run lên. Cả không gian lập tức có cảm giác tràn ngập sinh cơ. Đạo quang trụ màu xanh này lập tức đánh vào trong thiên mộc thần thụ. Dưới khí tức của đạo quang trụ màu xanh này Lục Lâm Thiên run rẩy mà phủ phục, giống như gặp phải uy năng mạnh mẽ nhất của thiên địa. Giống như đạo quang trụ màu xanh này đại biểu cho thiên địa, căn bản không có cách nào loại trừ uy áp này. Dưới uy áp không có cách nào loại bỏ này, vũ đan lục sắc đan điền trong cơ thể Lục Lâm Thiên xoay tròn, quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức bộc phát ra 6 loại quang mang thuộc tính dùng thuộc tính kim làm chủ. Đang từ từ quanh quẩn. Trên thiên mộc thần thụ, đạo quang trụ màu xanh kia đánh vào bên trong, khí tức của nó bắt đầu run lên, khí tức vốn đang tán loạn bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn không ít, giống như đang từ từ khôi phục. Ồ, tâm cảnh đế giả, thuộc tính mới. Lúc này, đôi mắt thâm thúy giống như lỗ đen trong không gian của thân ảnh màu xanh kia nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt này giống như chỉ cần liếc nhìn cũng có thể nhìn thấu Lục Lâm Thiên, con mắt nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Trong mắt có chút chấn động. Tiểu tử, ngươi không phải là tộc nhân của Bắc Cung gia chúng ta. Ngươi có quan hệ như thế nào với Bắc Cung gia? Tại sao lại ở trong thế giới của thiên mộc thần thụ? Nhìn 6 loại thuộc tính quanh người Lục Lâm Thiên, thân ảnh hư ảo màu xanh hỏi. Âm thanh ung dung vang vọng vào trong tai Lục Lâm Thiên. Vãn bối Lục Lâm Thiên là hôn phu của Vô Song, đến Bắc Cung gia chỉ muốn xin một đạo mộc hoàng khí chữa thương cho gia sư. Cũng không biết tại sao lại tới nơi này. Thân ảnh kia hỏi, trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, giống như căn bản không có cách cào cự tuyệt trả lời câu hỏi của thân ảnh màu xanh này. Thì ra là thế, khó trách các ngươi xuất hiện trong thế giới của ông bạn già ta. Ông bạn già ta tẩu hỏa nhập ma, không có cách nào tự mình điều khiển, sợ rằng vì không muốn làm tổn thương các ngươi cho nên mới đem các ngươi dẫn vào bên trong thế giới của mình. Điều này cũng làm cho các ngươi cơ duyên xảo hợp. Lĩnh ngộ thuộc tính mộc cực nhanh, chỉ là lại họa phúc tương liên. Ông bạn già ta tẩu hỏa nhập ma, nếu không giữ được thì hai người các ngươi cũng thảm. Vô Song bị hãm sâu vào, tiểu tử ngươi không ngờ lại có tâm cảnh đế giả cho nên mới có thể tỉnh táo lại. Thế nhưng nếu ông bạn già của ta không giữ được, người có tâm cảnh đế giả cũng khó mà trốn thoát khỏi không gian này. Thân ảnh màu xanh này nhìn Lục Lâm Thiên, giống như nhìn thấu Lục Lâm Thiên. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn thân ảnh bế nghĩa thiên hạ, to lớn mang theo khí thế bá tuyệt này mà gian nan hỏi, trong lúc vô hình có một cỗ uy áp áp chế trên người hắn. Ta gọi là Bắc Cung Ngạo Thế, hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn yếu ớt xung hợp với Vô Song mà thôi. Có thu hoạch trong thế giới của ông bạn già, nó cũng không cần ta nữa. Thân ảnh màu xanh nhìn Lục Lâm Thiên, dường như trong mắt có chút chấn động, có chút thâm ý nói. 4 loại thuộc tính thiên địa thổ, thủy. Hỏa, phong. Lúc trước ta đã suy diễn ra thuộc tính thứ 5 là thuộc tính mộc, khi đó trên đời này mới vận dụng được thuộc tính mộc. Không ngươi lại lần nữa suy diễn ra thuộc tính mới, hy vọng trên đời này ngày sau sẽ lại có nhiều hơn một loại thuộc tính. Ngươi là Bắc Cung lão tổ. Nghe vậy trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức rung động, lĩnh ngộ ra thuộc tính mộc, người này tuyệt đối là Bắc Cung lão tổ có 102 của Bắc Cung gia, phong hoa tuyệt đại trong lời đồn của mọi người. Vãn bối bái kiến lão tổ. Lục Lâm Thiên run lên, lập tức cung kính hành lễ, nhân vật như vậy không ngờ hắn lại có may mắn nhìn thấy, quả thực rất may. Ngươi là hôn phu của Vô Song, cho nên cũng coi như là nửa tộc nhân Bắc Cung gia. Ông bạn già của ta tẩu hỏa nhập ma,
bằng vào lực lượng của một đạo tàn hồn của ta cũng khó có thể tương trợ ông bạn già đang đột phá, không ngờ ngươi lại có tâm cảnh đế giả. Đoán chừng cơ duyên vô cùng sâu, tương trợ cho ông bạn già của ta đi, nếu như giúp đỡ hắn thành công, ông bạn già ta dựa thế đột phá chỗ tốt đối với ngươi tuyệt không ít. Thân ảnh màu xanh này khẽ mỉm cười nói với Lục Lâm Thiên. Vãn bối cũng muốn xuất thủ trợ giúp, chỉ là không biết trợ giúp như thế nào. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Ngươi đồng ý là được, bây giờ ngươi đang ở trong thế giới của ông bạn già ta. Chỉ cần chìm đắm vào trong thế giới của ông bạn già ta là ông bạn già có thể mượn tâm cảnh đế giả của ngươi. Bắc Cung lão tổ Bắc Cung Ngạo Thế nói. Vãn bối tuân mệnh. Lục Lâm Thiên gật đầu, không nói trước có thể đạt được chỗ tốt hay không, nếu như Thiên Mộc Thần Thụ không có cách nào khôi phục thì hắn và Vô Song cũng bị liên lụy, đương nhiên chuyện này Lục Lâm Thiên không phản đối. Một đạo tàn hồn yếu ớt của ta Vô Song cũng không dùng đến, ngươi cũng coi như đệ tử của Bắc Cung gia chúng ta. Lại lĩnh ngộ thuộc tính mới, coi như thành toàn cho ngươi. Hy vọng có thể trợ giúp thuộc tính mộc cùng với thuộc tính mới của ngươi. Hiện tại không cần làm gì, bắt đầu lĩnh ngộ đi. Bắc Cung Ngạo Thế nói, tàn hồn lập tức hóa thành một đạo quang trụ màu xanh tiến vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Siêu! Đạo quang trụ màu xanh này tiến vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên, trong sát na toàn thân Lục Lâm Thiên run lên, phảng phất như có một cỗ sinh cơ cực lớn đang lan tràn trong thân thể mình. Lục quang trước mắt lóe lên, Lục Lâm Thiên lập tức có cảm giác choáng váng, hai mắt nhắm lại. Lục Lâm Thiên nhắm mắt, trên khuôn mặt đồng thời có một cỗ quang mang màu trắng vô hình không biết từ khi nào không ngừng lan tràn ra, vô cùng kỳ dị, tương liên với không gian này. Siêu siêu, cả không gian lắc lư, chuyện vô cùng quỷ dị xảy ra. Chỉ thấy trong không gian lắc lư này vô số rễ cây màu xanh của Thiên Mộc Thần Thụ tương liên với quang cháo vô hình quanh thân Lục Lâm Thiên. Quang mang màu xanh quanh quẩn, trong lúc vô hình tạo thành một thể với quang mang màu trắng kia. Cùng một lúc, có không ít rễ cây của Thiên Mộc Thần Thụ kéo tới quanh thân Bắc Cung Vô Song, giống như tương liên với quang mang quanh thân xung quanh nàng. Quang mang quanh quẩn, nhìn qua cực kỳ hư ảo. Khi Lục Lâm Thiên nhắm hai mắt lại, ý thức giống như tiến vào một đạo quang mang xanh bía, xê không có chút do dự nào Lục Lâm Thiên tiến vào bên trong. Quang mang lắc lư, sát na này giống như xuyên việt vô số năm. Gợn sóng nhanh chóng lắc lư trước mặt Lục Lâm Thiên, có cảm giác giống như thời không loạn khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy giống như ý thức của mình đang xuyên việt. Biến hóa bực này giống như qua vô số năm, hoặc là chỉ trong nháy mắt, khi không gian biến hóa phía trước trở nên yên tĩnh thì Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Đây không phải ngoại giới sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói, lúc này trong tầm mắt của hắn chính là một mảnh sơn mạch vô tận, từng dãy núi không ngớt, núi sông hội tụ. Trời xanh mây trắng. Trên ngọn núi là mây mù lượn lờ, khắp nơi xanh biếc kinh người, tràn ngập kỳ hoa dị thảo, sinh cơ kinh người, tựa như tiên cảnh. Đây chính là nơi mà ban đầu hắn cùng với Vô Song đi tới Thiên Mộc Thần Thụ của Bắc Cung gia tộc. Không gian phía trước có bình nguyên bao la vô cùng, kỳ hoa dị thảo mọc khắp nơi trên mặt đất. Khí tức năng lượng thuộc tính mộc tràn ngập trong không gian này. Phía xa xa chính là Thiên Mộc Thần Thụ cực lớn giống như một ngọn núi, toàn thân san biếc giống như trống trời. Che phủ cả phiến không gian phía trước. Thiên Mộc Thần Thụ này giống như luôn ở trên bình nguyên này, chung quanh yên ắng, lưu quang màu xanh lập lòe, khí tức bàng bạc lan tràn ra. Mà trong lúc Lục Lâm Thiên đang kinh ngạc, lúc này Lục Lâm Thiên nhìn thấy dưới Thiên Mộc Thần Thụ có một thân ảnh to lớn đang khoanh chân ngồi dưới Thiên Mộc Thần Thụ. Quanh thân quanh quẩn năm loại quang mang. Bắc Cung lão tổ cũng là vũ giả ngũ hệ. Tâm thần Lục Lâm Thiên run lên. Đạo thân ảnh này chính là lão tổ của Bắc Cung gia, Bắc Cung Ngạo Thế. Mà quanh người lão tổ Bắc Cung gia lúc này có 5 loại quang mang thuộc tính lấy quang mang thuộc tính thổ làm chủ, không thể nghi ngờ lão tổ Bắc Cung gia cũng là vũ giả ngũ hệ. Trong lòng Lục Lâm Thiên rung động, chỉ thấy lão tổ Bắc Cung gia thuận tay kết thủ ấn khiến cho năng lượng thiên địa chấn động, cầu dẫn năng lượng thuộc tính trong thiên địa hội tụ. Dùng nhãn lực của Lục Lâm Thiên hiện tại không khó nhận ra lúc này Bắc Cung lão tổ đang lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Đây là trong ký ức của Bắc Cung lão tổ. Lục Lâm Thiên nhìn thấy cảnh này rốt cuộc cũng hiểu ra lúc này không ngờ hắn lại tới trong ký ức của Bắc Cung lão tổ. Bắc Cung lão tổ đang lĩnh ngộ thuộc tính mộc, một màn như vậy đối với Lục Lâm Thiên mà nói đương nhiên hắn hiểu rõ đại biểu cho việc gì. Trong giây lát hắn kích động, có thể tận mắt nhìn Bắc Cung lão tổ lĩnh ngộ đối với hắn mà nói, tuyệt đối là có chỗ tốt kinh người.
Nếu như có thể tìm hiểu thì ngày sau có thể giúp hắn bớt đi nhiều chỗ quanh co, chắc trở trên phương diện lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ. Lục Lâm Thiên ngưng thần, cẩn thận nhìn Bắc Cung lão tổ lĩnh ngộ. Mỗi một biến hóa của thủ ấn khiến cho Lục Lâm Thiên dần lún sâu vào. Trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, khí tức của Thiên Mộc Thần Thụ chấn động, quang mang màu trắng quanh thân Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng triệt để tương liên, hòa thành một thể với Thiên Mộc Thần Thụ. Lúc này ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, khí tức đang dần dần khôi phục lại bình thường, thời gian cũng từ từ trôi qua. Trong Bắc Cung gia tộc, tại kết giới của Bắc Cung gia chẳng biết từ khi nào bắt đầu có năng lượng thiên địa nhàn nhạt lặng lẽ hội tụ tới. Trạng vạng tối, mặt trời ngả về phía tây, quang mang đỏ như máu. Ánh trời chiều phủ lên trên sơn mạch giống như phủ thêm một tầng huyết quang. Giống. Ngao. Bên trong sơn mạch rộng lớn ngẫu nhiên có âm thanh yêu thú vang vọng. Tại một chỗ trong sơn mạch xanh biếc có không ít kiến trúc. Trong một đình viện, lúc này trong phòng có một đại hán mặc trường bào màu vàng, dáng người tụn tằn, mái tóc dài màu đen, tuổi chừng không tới 50. Đây chính là tông chủ tiền nhiệm của Vạn Thú Tông, hiện tại là Vạn Thú Tôn giả, Doãn Ngạc. Linh Nhi, người Hóa Vũ Tông tới rồi. Doãn Ngạc nhìn Lam Linh trước mắt, ánh mắt khẽ biến đổi, khẽ than thở nói. Sư phụ, Hóa Vũ Tông này còn tới làm gì? Y phục khiến cho người ta xôi trào trên người Lam Linh đã đổi thành một bộ váy dài màu lam nhạt khẽ quét xuống đất, đai lưng màu vàng nhạt buộc quanh vòng eo nhỏ nhắn, đem thân thể linh lung hoàn mỹ phát huy vô cùng tinh thế. Y phục như vậy khiến cho Lam Linh lúc này lại có chút bướng bỉnh, nhiều thêm mấy phần xuất trần, bớt đi một chút giã tính, lại có thêm một chút vũ mị. Chỉ là lúc ánh mắt nhìn về phía trước có chút chán nản. Doãn Ngạc nhìn Lam Linh nói. Người của Hóa Vũ Tông tới nói tới chuyện của Công Tôn Xuân Thu, nói là Công Tôn Xuân Thu cho dù chết, thế nhưng hôn sự cũng đã định, hy vọng con có thể sớm nhập môn. Sư phụ, Công Tôn Xuân Thu đã chết, con gả cho ai đây? Lam Linh nhìn thẳng Doãn Ngạc nói. Ánh mắt Doãn Ngạc khẽ đổi. Ý tứ của Hóa Vũ Tông chính là con gả cho tên Công Tôn Xuân Thu đã trở thành cát bụi kia, trở thành quá phụ của Công Tôn Xuân Thu. Hóa Vũ Tông cũng sẽ không bạc đãi con. Lam Linh nghe vậy nhìn Doãn Ngạc, ánh mắt biến đổi, nói. Sư phụ, đây cũng là quyết định trong tông sao? Doãn Ngạc nhíu mày, nhẹ giọng nói. Lam Linh, thân là tông chủ Vạn Thú Tông, con nên biết tất cả phải nghĩ cho sơn môn. Tất cả mọi người không thể chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Trong tông gần đây tổn thất rất nặng, nếu như con không gả đi. Điều kiện mà Hóa Vũ Tông đáp ứng với Vạn Thú Tông ta đương nhiên sẽ không còn. Dùng trí thông minh của con có lẽ cũng hiểu rõ. Hiểu, đương nhiên đệ tử hiểu. Lam Linh khẽ mỉm cười, trong nụ cười không chút che giấu sự bất đắc dĩ cùng với vô lực, nàng nói. Đệ tử sẽ nghe theo sự sắp xếp trong tông. Linh Nhi, ta biết chuyện này quả thực là làm khó cho con. Thế nhưng tất cả đã không thể quay đầu lại, con hiểu là tốt rồi. Doãn Ngạc nói. Trong Phi Linh Sơn Mạch, vào đêm, từng ngôi sao le lói trên bầu trời, ánh trăng bao phủ mặt đất. Không biết Lâm Thiên thế nào rồi, có thể thuận lợi đạt được Mộc Hoàng khí hay không? Trên một ngọn núi, thân thể hư ảo của Thánh Thủ Linh Tôn nhìn vầng trăng sáng, trong mắt có chút lo lắng. Có lẽ không có vấn đề quá lớn, có nhà đầu kia ở đó, Bắc Cung gia tộc cũng không làm khó tiểu tử kia quá mức. Thế nhưng Thiên Mộc Thần Thụ chính là trọng bảo của Bắc Cung gia, vô cùng khổng lồ. Muốn lấy một đạo mộc hoàng khi cũng không dễ. Nam Thúc nói. Đã lâu như vậy rồi cũng khiến ta có chút lo lắng a. Không được xảy ra chuyện gì. Thánh Thủ Linh Tôn chắp tay đứng, thân ảnh hư ảo này dường như so với trước kia còn hư ảo hơn không ít. Đoan Mộc Huynh, linh hồn thể của Huynh ngày càng yếu. Nếu như yếu hơn một chút nữa, sợ rằng có nghịch mệnh hồn quả thì hiệu quả cũng sẽ giảm bớt. Nam Thúc nói. Tất cả đều là số mạng. Nếu không thể khôi phục thì ta cũng đành chịu. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Trên một ngọn núi to lớn, ngọn núi này vô cùng khổng lồ, giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời, giống như một con rồng ngẩng đầu, khí thế phi phàm. Sáng sớm, sơn mạch chung quanh ngọn núi lờ mờ, xanh tươi mà ướt át. Đỉnh núi như ẩn như hiện trong mây mù, dãy núi phập phồng, dưới ánh sáng mặt trời phản xạ lại quang mang nhìn qua cực kỳ tráng lệ. Trên ngọn núi kia lúc này có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang khoanh chân mà ngồi, tuy rằng khoanh chân thế nhưng cũng không thể che giấu thân thể hoàn mỹ. Lúc này quanh thân thân ảnh xinh đẹp này có một đạo quang trụ màu trắng bao phủ.
một cỗ khí tức mênh mông từ trong cơ thể nàng tràn ra, bao phủ không gian chung quanh, khí tức mênh mông bao phủ trọn vẹn ngọn núi khổng lồ này. Bên trong khí tức mênh mông có một cỗ uy áp cực lớn lan tràn, khiến cho từng đạo khí tức trong sơn mạch phủ phục. Thân ảnh mềm mại lung linh ở trong quang cháo, vô số năng lượng không ngừng quanh quẩn rót vào trong cơ thể. Khí tức đang gần gần kéo lên, thậm chí là năng lượng còn khiến cho gợn sóng trong không gian lắc lư chấn động. Theo thời gian trôi qua, quang mang chung quanh thân thể mềm mại này đã ngày càng chói mắt. Đến thời điểm này, cả không gian chung quanh đột nhiên hung hăng run rẩy, quang mang chung quanh thân thể xinh đẹp kia run run, quang mang càng chói mắt. Gợn sóng trong không trung lúc này nhanh chóng nhộn nhạo. Siêu siêu. Bỗng nhiên phía trên thân ảnh xinh đẹp này có vô số tia sáng trắng phóng lên trời tạo thành từng đợt chấn động. Một cỗ khí tức khổng lồ lập tức phóng lên cao. Cả ngọn núi dưới cỗ khí tức cường hãn này run rẩy không thôi. Ngao, tiếp đó một tiếng rít gào giống như sói tru vang lên, quang mang quanh thân thể xinh đẹp lóe lên mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối hóa thành bản thể cửu vĩ yêu hồ. Đầu cửu vĩ yêu hồ này toàn thân trắng toát giống như tuyết, tinh tế mà tỉ mỉ. Sau lưng có 8 cái đuôi lớn dài mấy trăm thước đang bắn ra kình phong xuyên thấu không gian. Gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn ra chung quanh. Một cỗ khí tức chấn động nhân tâm lan tràn. Ngao! Đầu cửu vĩ yêu hồ 8 đuôi này xuyên thủng không gian, rít gào liên tục. Đột nhiên một cái đuôi lớn nữa được diễn sinh ra, mà khí tức trên đầu cửu vĩ yêu hồ khổng lồ này cũng nhảy lên một cấp độ mới. Ầm ầm! Trong nháy mắt, trên phía chân trời vừa rồi còn đang yên bình kia đột nhiên gió nổi mây phun. Cả phiến không gian có cảm giác giống như thiên hôn địa ám, uy thế che khuất bầu trời. Siêu! Trên ngọn núi xa xa, một đạo thân ảnh màu tím lập tức phá không xuất hiện, thân ảnh gầy gò, cao ngất, mặc trường bào màu tím. Bên trên trường bào còn thêu hoa văn tinh xảo, mái tóc dài màu đen sau lưng phiêu động, khí tức ổn định thế nhưng lại tạo cho người khác cảm giác bất an. Ngao ngao! Giờ phút này dưới uy áp kinh người kia cả phiến không gian lập tức vang lên vô số tiếng gầm gừ phủ phục, âm thanh vang vọng khiến cho không trung rung động. Siêu! Chỉ là đằng sau đuôi đầu cửu vĩ yêu hồ này, cái đuôi thứ 9 đang diễn sinh ra lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cả không trung đang gió nổi mây phun trong nháy mắt khôi phục lại như cũ. Còn kém một bước a. Nhìn biến hóa bực này, thân ảnh màu tím gầy gò mà cao ngất phía xa thì thào nói. Siêu! Khí tức trên đầu cửu vĩ yêu hồ khổng lồ ổn định lại, quang mang màu trắng quanh thân chớp động rồi hóa thành một đạo thân ảnh lung linh, y phục trắng như tuyết, khuôn mặt hoàn mỹ, lan tràn ra khí tức yêu mị như có như không. Yêu mị phong tình vạn trùng, đủ để quyến rũ tất cả chúng sinh. Thân ảnh xinh đẹp màu trắng này khẽ điểm nhẹ hư không, gợn sóng trong không gian lắc lư. Thân ảnh xinh đẹp tuyệt mỹ giống như một con bướm nhẹ nhàng rơi vào trên ngọn nói. Nữ tử như vậy trong thiên địa này cũng chỉ có Bạch Linh gia. Coi như là có nữ tử khác tuyệt mỹ như vậy thế nhưng cũng không có khí chất lạnh như băng, lạnh lùng và uy nghiêm hội tụ trên người tạo thành khí chất của nàng. Phù! Bạch Linh đáp xuống ngọn núi, khí tức thu liếm, một ngụm chọc khí từ đôi môi đỏ mọng được thở ra. Y phục màu trắng bao phủ thân thể mềm mại, đường cong linh lung khiến cho người khác nhìn vào tim đập thình thịch. Một đạo thân ảnh màu tím gầy gò cao ngất vô thanh vô tức xuất hiện bên người Bạch Linh. Đây chính là một lão giả có khuôn mặt hồng hào, tuổi chừng 60, khuôn mặt trắng nón, ngũ quan tinh xảo, rõ ràng tuổi chừng 60, thế nhưng thoạt nhìn lại thấy vô cùng trẻ tuổi, đặc biệt quỷ dị. Bái kiến Tử Hiên lão tổ. Bạch Linh dịu dàng bước lên phía trước hành lễ. Không tồi, sớm như vậy mà đã có thể đột phá tới bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá thành đế. Ánh mắt Tử Hiên lão tổ biến đổi, trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Chỉ tiếc một bước cuối cùng này là một cái hào rộng, khó như lên trời. Bạch Linh mím môi nói, đôi môi cũng vô cùng yêu mị, phảng phất như cả thiên địa cũng phải vì nó mà động lòng. Không nên nhụt chí, con đã đạt được truyền thừa của cường giả trong tộc. Muốn vượt qua bước này cũng không phải không được. Tăng thêm thiên phú bản thân của con sớm muộn cũng có thể vượt qua được bước này. Bây giờ con chỉ còn lĩnh ngộ kém một chút mà thôi. Tử Hiên lão tổ nói tiếp. Kỳ thật ta cũng muốn con đột phá muộn một chút, đột phá quá sớm, họa phúc song hành a. Sao lại nói như vậy? Bạch Linh nghi hoặc hỏi, ở giữa hai hàng lông mày lại có thêm một phần uy nghiêm mà cao quý, lạnh lùng, yêu mị và uy nghiêm cùng tồn tại, đẹp tới mức khiến cho người ta khó thở.
nữ tử xinh đẹp như vậy trên đời này cũng không thể tìm ra được người thứ hai. Hiện tại còn chưa phải lúc nói cho con biết, đến lúc đó con sẽ biết được. Lão giả mặc trường bào màu tím nói. Vâng. Bạch Linh khẽ gật đầu, trong đầu không khỏi nhớ tới nam tử mặc áo bào xanh kia, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, nói. Lão tổ, con nghĩ đoạn thời gian này con sẽ rời khỏi bổn tộc một chuyến. Cũng tốt, ra ngoài đi dạo đối với việc lĩnh ngộ của con cũng có trợ giúp. Dùng thực lực của con hiện tại người có thể động tới con cũng không có mấy người. Tử Hiên lão tổ nói. Trong Bắc Cung gia, năng lượng hội tụ trên sơn cốc ngày càng nồng nặc, trong lúc mơ hồ cả không gian run rẩy. Trong Bắc Cung gia, từng đạo thân ảnh xuất hiện ngoài sơn cốc, không ít cường giả đã đợi ở chỗ này. Ánh mắt cả đám đều cực kỳ kinh ngạc, trong kết giới phía trước cho dù là ai cũng không vào được cho nên năng lượng khủng bố bực này hội tụ khiến cho mọi người ngạc nhiên. Tộc trưởng, khí tức chấn động trong Thiên Mộc Thần Thụ ngày càng mạnh. Trên một ngọn núi, Bắc Cung Nhất nhìn năng lượng thiên địa chấn động rồi nói với Bắc Cung Kình Thương. Năng lượng chấn động như vậy, Thiên Mộc Thần Thụ đang đột phá sao? Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương chớp động, không ngừng suy đoán. Bắc Cung Nhất nói. Tộc trưởng, Lục Lâm Thiên và thần nữ còn chưa có động tĩnh gì, liệu có thể gặp nguy hiểm hay không? Bây giờ chúng ta cũng không có cách nào, trước mắt kết giới cũng không thể đi vào được, hiện tại cũng chỉ có thể xem vào tạo hóa của hai người. Bắc Cung Kình Thương nói. Trong không gian của Thiên Mộc Thần Thụ, quang mang màu trắng quanh thân Lục Lâm Thiên cùng với Thiên Mộc Thần Thụ tương liên với nhau, lưu quang quanh quẩn, cả không gian run rẩy. Một cỗ khí tức bừng bừng sinh cơ ngày càng cường hãn. Mà trên khuôn mặt Lục Lâm Thiên có một cỗ quang mang màu xanh chấn động không ngớt, giống như không ngừng nhảy lên. Toàn thân có một cỗ năng lượng thuộc tính mộc lan tràn. Nếu như có cường giả Bắc Cung gia nhìn thấy lúc này tuyệt đối sẽ kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì lúc này Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính mộc còn trên tất cả tộc nhân của Bắc Cung gia. Sợ rằng người trong Bắc Cung gia có thể so sánh với hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà nếu như có cường giả Bắc Cung gia biết rõ Lục Lâm Thiên chỉ lĩnh ngộ trong khoảng thời gian ngắn mà đạt tới độ cao như vậy nhất định sẽ sụp đổ. Khí tức quanh thân Bắc Cung Vô Song cùng với không gian tương liên, quang mang màu xanh quanh thân đại thịnh. Khí tức bắt đầu kéo lên, thời gian trôi qua, Bắc Cung Vô Song có cảm giác trong đan điền mình bắt đầu có cảm giác no đủ. Trong vô số rễ cây chằng chịt, năng lượng thiên địa bàng bạc rót vào khiến cho khí tức của nàng trong lúc mơ hồ giống như muốn lần nữa đột phá. Ầm ầm. Bên ngoài sơn cốc, mặt đất run rẩy, trên kết giới vô hình kia, năng lượng trên không trung hội tụ khiến cho gợn sóng trong không gian không ngừng chấn động, một cỗ khí tức bàng bạc theo đó mà lan tràn ra. Khí tức chấn động ngày càng mạnh. Khí tức này thật mạnh, kết giới của Thiên Mộc Thần Thụ dường như đang biến mất a. Chung quanh sơn cốc lúc này đã có không ít cường giả Bắc Cung gia tộc. Cũng có không ít cường giả đang chạy tới, từng đạo ánh mắt cực kỳ nghi hoặc và kinh ngạc. Khí tức trên kết giới ngày càng mạnh, cơ hồ tất cả trưởng lão đều bị uy áp cực lớn. Ầm ầm. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, trên không trung của sơn cốc có một tiếng sấm vang vọng, kết giới rốt cuộc cũng rạn nứt. Kết giới rạn nứt, gợn sóng trong không gian phía trên kết giới cũng biến mất không thấy gì nữa. Năng lượng thiên địa bàn bạc giống như hồng thủy trút xuống. Tiếp đó trong sơn cốc xuất hiện một dạng núi cực lớn, trong sơn mạch chính là một bình nguyên rộng lớn. Một cây đại thụ che trời xuất hiện, tuy rằng khoảng cách khá xa, thế nhưng vẫn xuất hiện trong ánh mắt của vô số người. Trong không trung, năng lượng trong thiên địa giống như cơn hồng thủy hóa thành một cơn lốc rót vào trong cái cây cực lớn kia. Là Thiên Mộc Thần Thụ. Cơ hồ tất cả trưởng lão Bắc Cung gia thốt lên. Trong 1000 năm qua vô số cường giả cũng đã từng gặp qua Thiên Mộc Thần Thụ trong Bắc Cung gia cho nên nhìn thấy cây đại thụ che khuất bầu trời này lập tức nhận ra được. Ầm ầm. Trên phía chân trời yên tĩnh lúc này đột nhiên phong vân biến sắc. Trong nháy mắt có vô số mây đen dày đặc kéo tới. Cả không gian của Bắc Cung gia tộc run rẩy, mặt đất cũng run rẩy không thôi. Trong Bắc Cung gia tộc bỗng nhiên phong vân biến sắc, mây đen dày đặc bao phủ. Cả không gian đột nhiên lờ mờ, mặt đất lắc lư. Con sông trong sơn mạch lập tức cuồn cuộn, điện mang không ngừng lóe lên khiến cho lòng người rung động. Tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Lúc này cả Bắc Cung gia tộc đã rối loạn, tuyệt đối rối loạn. Một cỗ khí tức mịt mờ lập tức xuất hiện trong sơn cốc. Dị tượng thiên địa, đây là dị tượng thiên địa.
Dị tượng thiên địa, nhất định là thiên mộc thần thụ đột phá tạo thành dị tượng thiên địa. Đây là thiên mộc thần thụ đột phá. Dưới điện mang, chúng cường giả Bắc Cung gia tộc không nhịn được mà kêu lên một tiếng rung động. Cơ hồ tất cả cường giả đều biết, tương truyền chỉ có đế giả xuất thế, đan dược đế phẩm xuất thế, thần khí xuất thế thì mới có thể dẫn tới dị tượng thiên địa. Mà tình huống lúc này không có người luyện chế thần khí cùng đan dược. Vậy cũng chỉ có loại thứ nhất, đế giả xuất thế sẽ khiến cho thiên địa biến sắc. Thiên mộc thần thụ đột phá tạo thành dị tượng thiên địa, rốt cuộc đã tới một bước kia rồi sao? Thiên mộc thần thụ sắp đột phá xưng đế sao? Chúng cường giả trong Bắc Cung gia tộc run sợ, nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn ngập sự rung động. Thiên mộc thần thụ đột phá, là vận hạnh của Bắc Cung gia tộc ta. Nhìn đại thụ che khuất bầu trời phía trên sơn mạch, đại thụ che trời tại thành dị tượng thiên địa, Bắc Cung Kình Thương rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa, toàn thân kích động mà run rẩy. Hắn biết, thực lực của thiên mộc thần thụ tuy rằng cường hãn, thế nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mà không có cách nào đột phá thành đế. Thế nhưng thực lực cũng không kém đế giả là bao. Mà lúc này nếu như thiên mộc thần thụ đang đột phá xưng đế, thực lực không cần phải nói. Thời điểm này Bắc Cung gia tộc lại có thêm một cường giả như vậy bảo sao Bắc Cung Kình Thương hắn không hưng phấn. Huống chi sau khi thiên mộc thần thụ đột phá, chỗ tốt mang lại cho Bắc Cung gia tộc chỉ sợ không chỉ có vậy. Trong thế giới của thiên mộc thần thụ, lúc này dường như Lục Lâm Thiên đang ở trong một trạng thái huyền ảo nào đó. Tất cả sự vật bên ngoài hắn không có một chút cảm giác nào, mà khí tức trong cơ thể lúc này đang nhanh chóng tăng lên, chỉ là hắn cũng không có cảm giác. Trên quang mang màu rắn, rễ cây rập rạp, chằng chịt màu xanh giống như xúc tu liên kết với nhau. Từng cỗ năng lượng vốn từ trên rễ cây màu xanh này rót vào trong thiên mộc thần thụ thì lúc này lại tiến vào trên người Lục Lâm Thiên. Năng lượng bàng bạc chút xuống, âm dương linh vũ quyết trong cơ thể Lục Lâm Thiên tự động vận chuyển, thôn vệ lực lượng đang tiến vào cơ thể. Chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển thành chân khí tinh thuần. Năng lượng cực kỳ bàng bạc không ngừng rót vào, khí tức trên người Lục Lâm Thiên nhanh chóng kéo lên. Cách Lục Lâm Thiên không xa, quanh thân Bắc Cung Vô Song cũng có vô số rễ cây chằng chịt, năng lượng bàng bạc màu xanh không ngừng rót vào bên trong. Một cỗ năng lượng thuộc tính mộc nồng đậm ở quanh thân Bắc Cung Vô Song tuôn ra. Sau đó giống như một sợi tóc lượn lờ quanh thân thể nàng, xen lẫn một cỗ năng lượng thiên địa hội tụ tới. Cuối cùng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể mềm mại kia, cứ thế tuần hoàn không ngớt. Khí tức trên người Bắc Cung Vô Song đã sớm dừng lại ở Vũ Tôn Bát Trọng đỉnh phong. Lúc này khí tức trên người Bắc Cung Vô Song kéo tới trình độ không thể nào áp chế nổi. Một đạo khí tức phóng lên trời, trong lúc mơ hồ khí thế này dùng thế như trẻ tre, đem bình cảnh vô hình đánh tan. Phanh! Rốt cuộc khí tức không thể nào áp chế được nữa, quang mang màu xanh đại thịnh. Trong đan điền của Bắc Cung Vô Song vang lên một tiếng trầm đỡ Upsilon, C, một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn ra khiến cho không gian chung quanh chấn động. Cùng lúc ở trong rễ cây màu xanh có một cỗ năng lượng giống như hồng thủy trút xuống. Khí tức quanh thân Bắc Cung Vô Song càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt từ Vũ Tôn Bát Trọng đỉnh phong đột phá lên Vũ Tôn Cửu Trọng. Khí tức ổn định dừng lại trên Vũ Tôn Cửu Trọng. Trong không gian ý thức của Lục Lâm Thiên, không biết đã xảy ra chuyện gì mà Lục Lâm Thiên từ trong lĩnh ngộ bừng tỉnh. Bắc Cung Lão Tổ đang làm cái gì? Lục Lâm Thiên nghi hoặc, lúc này dưới thiên mộc thần thụ, Bắc Cung Lão Tổ đã đứng dậy, trường bào màu xanh trên người tung bay. Từng đạo thủ ấn phức tạp chậm rãi kết xuất, thủ ấn này dường như cực kỳ tương tự với thái cực kiếp trước. Lúc nhanh lúc chậm trong lúc mơ hồ hòa tan thành một thể với thiên địa. Bắc Cung Lão Tổ đánh ra thủ ấn, quang mang màu xanh lập tức quanh quẩn, một cỗ năng lượng bắt đầu hội tụ. Tiểu tử, đây là vũ khí thuộc tính mộc mà ta lĩnh ngộ gọi là sinh sinh bất tức, chính là dùng năng lượng thuộc tính mộc tạo thành không gian. Ở trong không gian của sinh sinh bất tức có thể làm cho bản thân khôi phục rất nhanh đồng thời còn có được năng lượng cuồn cuộn không dứt, khiến cho sinh cơ của đối thủ trôi qua. Tu luyện tới tình trạng nhất định, đối phó một ít người thực lực thấp còn có thể áp chế khiến hắn trở thành phế nhân. Còn có không ít tác dụng khác, người tự mình lĩnh ngộ đi. Một âm thanh vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là phương pháp tu luyện sinh sinh bất tức, chẳng lẽ là vũ khí thiên cấp? Nghe thấy đạo âm thanh này tâm thần Lục Lâm Thiên có chút vui mừng, vội vàng tập trung ý thức vào trên người Bắc Cung Lão Tổ, ghi nhớ phương pháp tu luyện của vũ khí. Dưới thiên mộc thần thụ, sau khi thủ ấn trong tay Bắc Cung Lão Tổ được kết,
quang mang màu xanh quanh thân đại thịnh, hai trên hai mắt Bắc Cung lão tổ có một đạo quang mang màu xanh quanh quẩn. Đột nhiên hóa thành một vòng quang mang xanh đậm lấy bản thân làm trung tâm hóa thành một vòng quang mang cực lớn bao phủ không gian to lớn. Siêu! Không gian to lớn này bị quang mang xanh đậm bao phủ, chỉ trong nháy mắt có một cỗ năng lượng đáng sợ lan tràn. Chung quanh quang mang, từng vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Mà dưới màn quang mang màu xanh cực lớn này, khí tức sinh cơ trên người Bắc Cung lão tổ đột nhiên tăng lên nhiều, không ngừng thôn phệ sinh cơ của vạn vật, khí tức nhanh như thiểm điện lan tràn ra chung quanh. Không gian thôn phệ sinh cơ vạn vật nhanh chóng lan tràn ra, gợn sóng trong không gian nứt vỡ từng khúc. Cả không gian bị hủy diệt thành cho tàn lộ ra hư không. Ngay cả không gian cũng mất đi sinh cơ, chỉ có một mình Bắc Cung lão tổ là có sinh cơ rào rạt trong không gian này. Nhìn qua không gian bị hủy diệt sinh cơ kia, khí tức hủy diệt này khiến cho tâm thần Lục Lâm Thiên run lên, cảm thấy phủ phục. Vũ kỹ khủng bố này nếu thi triển ra so với không gian tử vực của đại hộ pháp Bắc Cung nhất thi triển ra còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tất cả chỉ trong nháy mắt, Lục Lâm Thiên ý thức được không gian hắn đang đứng bắt đầu thu nhỏ lại. Thiên Mộc Thần Thụ và Bắc Cung lão tổ bắt đầu vặn vẹo rồi tiêu tán, cuối cùng biến mất không còn tung tích. Khi ý thức Lục Lâm Thiên tỉnh táo lại thì hai mắt lập tức mở ra, trong hai mắt đen kịt có tinh quang giống như thực chất bắn ra. Tinh quang tràn ngập, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Năng lượng thật mạnh. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, lúc này trong cơ thể hắn có một cỗ năng lượng cực lớn hội tụ tới. Dưới sự luyện hỏa của âm dương linh vũ quyết hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền. Năng lượng này không chứa bất kỳ tạp chất gì, chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển hóa thành chân khí. Trong đan điền, chân khí đang mạnh mẽ tăng lên, khí tức cũng vậy. Chỉ là hiện tại đan điền của hắn vô cùng khổng lồ mênh mông, nếu như muốn lấp đầy chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Tâm thần tràn ra, Lục Lâm Thiên cũng phát hiện ra khí tức trên người Bắc Cung Vô Song cách đó không ra đang chậm rãi tăng lên. Thế nhưng bởi vì âm dương linh vũ quyết cho nên tốc độ tăng trưởng khí tức của hắn nhanh hơn không ít. Ầm ầm, trong Bắc Cung ra giống như gió nổi mây phun. Đột nhiên ở trong năng lượng bàng bạc giống như cơn lốc kia bắn ra quang mang chói mắt mang theo điện mang khiến cho tim người khác đập nhanh lan tràn ra chung quanh. Phía xa một đạo quang trụ khổng lồ từ trên trời trút xuống Thiên Mộc Thần Thụ khổng lồ. Ầm ầm, Thiên Mộc Thần Thụ run lên, giống như thiên địa rung chuyển, trên thân thể che khuất bầu trời có một cỗ quang mang màu xanh bộc phát ra, giống như một mặt trời màu xanh cực lớn khiến cho hai mắt người ta không dám nhìn thẳng. Quang mang màu xanh đậm phóng lên trời, chiếu rọi cả không gian. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt khiến cho tim tất cả tộc nhân Bắc Cung gia đập nhanh hơn. Mộc hoàng khí trong cơ thể cùng với chân khí thuộc tính mộc bị áp chế tuyệt đối. Quang mang màu xanh cực lớn này thu lại, không gian run run, một đạo thân ảnh hùng vĩ, lăng không mà đứng xuất hiện. Quanh thân được quang mang màu xanh nồng đậm bao phủ. Ầm ầm, cả không gian thiên địa giờ phút này giống như có thứ gì tỉnh lại. Không gian chung quanh bỗng nhiên vỡ nát tạo thành một cái khe lớn, một cỗ uy áp cực lớn từ trên 9 tầng trời phủ xuống. Dưới uy áp này phong vân kích động, thiên địa run rẩy, cơ hồ tất cả tộc nhân Bắc Cung gia tộc quỳ xuống mặt đất. Mà ngay cả Bắc Cung Kình Thương cũng không nhìn được uy áp bực này mà quỳ một chân xuống đất. Cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều mang theo sự nóng bỏng nhìn về phía thân ảnh màu xanh kia. Đế giả, đây là đế giả chi khí. Thiên Mộc Thần Thụ đột phá thành đế. Cả đám cường giả Bắc Cung gia dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên không trung, không thể che giấu được sự kích động trong lòng. Trên không trung, thân ảnh màu xanh kia trên người được quang mang màu xanh bao phủ, sau lưng là điện mang dường như đang được thiên địa tẩy lễ, dưới uy áp này mọi người phủ phục giống như thần tích. Đồng thời, thiên địa trên đại lục phong vân biến sắc, phong vân ngập trời, tiếng sấm rền vang vọng, yếu thú, linh thú rít gào. Sóng biển cuồn cuộn, biển gầm vang vọng, cuồng phong rít gào. Vạn Mộc Lâm có biến, toàn lực tìm hiểu tin tức trong Bắc Cung gia tộc. Dị tượng thiên địa, đến từ Vạn Mộc Lâm, đến từ Bắc Cung gia. Trong thiên địa lúc này có không ít cường giả xuất hiện trên không trung, đều là hư ảnh đặt chân lên không trung. Tâm thần dò xét bốn phía, ánh mắt rung động nhìn về phía Vạn Mộc Lâm. Trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, trong nháy mắt này Lục Lâm Thiên nương theo vô số năng lượng từ trong rễ cây trút xuống, lúc này bỗng nhiên có một cỗ lực lượng cực lớn trút xuống. Bên trong cỗ năng lượng này còn có cảm giác đặc biệt, giống như là năng lượng tâm cảnh bàng bạc trong nháy mắt phóng tới. Năng lượng như vậy Lục Lâm Thiên khó có thể chống đỡ, trong đầu run lên, bất tỉnh.
siêu. Thân thể mềm mại của Bắc Cung Vô Song đang khoanh chân ngồi đồng thời hôn mê mà ngã xuống cùng lúc với Lục Lâm Thiên. Động tĩnh cực lớn trong Bắc Cung gia cũng không có kéo dài quá lâu, tất cả yên tĩnh trở lại. Phía xa xa, đạo lưu quang màu xanh kia thu liếm, một thân ảnh màu xanh xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người. Người này mặc một bộ trường bào màu xanh, tuổi chừng hơn 40, 50 tuổi. Hai mắt nhắm chặt, làn da trắng nõn mang theo màu sơ, ngũ quan thanh tú mang theo một loại cảm giác không thể nói rõ. Khí chất trên người khó mà nói hết được, đủ loại cảm giác hội tụ lại một chỗ. Thân ảnh màu xanh này gầy gò, thế nhưng lại tạo thành cảm giác to lớn. Trên đầu là một mái tóc xanh kỳ lạ, mái tóc này khiến cho người khác líu lưỡi, toàn thân mặc trường bào màu xanh, cũng là do vô số lá cây tạo thành, trên người tàn ra cảm giác sinh cơ bừng bừng. Cỗ khí tức này giống như có thể khiến cho vạn vật trong thiên địa sống lại vậy. Nhìn thân ảnh màu xanh lơ lửng trên phía chân trời xa xa, cường giả Bắc Cung gia không nói nên lời, đều lặng lặng đứng đợi, ánh mắt kích động. Siêu! Mãi một lúc lâu sau thân ảnh màu xanh này mới mở hai mắt ra. Đôi mắt thâm thúy mà đen nhanh, hiện lên màu mê người cùng với quang mang màu xanh vô cùng thanh tịnh giống như giọt sương mai. Tràn ngập cao quý và ưu nhã, giống như vầng trăng trên bầu trời đêm vậy. Đại hán mặc áo bào xanh này mở hai mắt ra, ánh mắt quét nhìn không gian một lần, sau đó lại đảo qua chúng cường giả Bắc Cung gia. Toàn thân chúng cường giả Bắc Cung gia run lên, giống như bị người khác nhìn vào là có thể bị nhìn thấu tâm linh vậy. Tộc trưởng đương nhiệm Bắc Cung Kình Thương của Bắc Cung gia bái kiến Thiên Mộc tiền bối. Trên ngọn núi, Bắc Cung Kình Thương thả người nhảy lên không trung, quỳ một gối trên hư không cung kính hành lễ với đại hán này. Bái kiến Thiên Mộc tiền bối. Chúng cường giả Bắc Cung gia cũng thả người nhảy tới sau lưng Bắc Cung Kình Thương, cung kính quỳ một chân hành lễ. Trong mắt tuyệt đối cung kính, dùng thân phận của Thiên Mộc thần thụ, hiện tại chính là người có bối phận cao nhất trong Bắc Cung gia. Tất cả mọi người cũng chỉ xem như vãn bối. Tất cả xuống đi. Đại hán áo xanh nhìn chúng cường giả Bắc Cung gia, thân ảnh lóe lên, bàn tay khẽ phất, một đạo lưu quang màu xanh tuôn ra. Siêu. Cùng một lúc không gian ở đây lập tức biến mất tại chỗ. Mọi người trong Bắc Cung gia xuất hiện bên ngoài sơn cốc nhìn thấy thân ảnh đại hán mặc áo xanh kia biến mất mới chậm rãi đứng dậy. Cũng không biết bao lâu sau Lục Lâm Thiên tỉnh lại, trong đầu mờ mịt. Đồng thời còn có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Đạo quang mang màu trắng bao phủ thân thể và rễ cây màu xanh bao bọc chung quanh hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng kêu khẽ vang lên, Bắc Cung Vô Song cũng tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp mở ra, ánh mắt quét nhìn bốn phía, trước tiên nhìn Lục Lâm Thiên bên cạnh không xa, vẻ mặt lúc này mới nhẹ nhõm đi một chút. Vô Song, nàng thế nào rồi? Lục Lâm Thiên cũng thở dài một hơi. Vô Song bình yên vô sự là tốt rồi. Thiếp không sao, còn nhận được chỗ tốt cực lớn. Bắc Cung Vô Song kết thủ ấn, cảm nhận biến hóa trong cơ thể, lúc này nàng đã từ Vũ Tôn bát trọng đột phá lên Vũ Tôn cửu trọng. Không những thế còn đạt tới Vũ Tôn cửu trọng trung kỳ. Mà trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc cũng đã đạt tới trình độ cực cao, truyền thừa thu được từ lão tổ trong thần điện cũng đã dung hợp không sai biệt lắm. Tuy rằng hiện tại nàng còn chưa thể sử dụng được, thế nhưng nếu tiếp tục đột phá, sợ rằng sớm muộn cũng là nước chảy thành sông. Mà còn có một chuyện khiến cho Bắc Cung Vô Song cực kỳ khiếp sợ, trong lúc mơ hồ bản thân àng hồn mê dường như đã trải qua chuyện gì đó, giống như đột phá bình chướng, khiến cho phương diện tâm cảnh của nàng hiện tại cực cao. Giờ phút này Bắc Cung Vô Song có một cảm giác giống như bao quát tất cả, đây là một loại bao quát tuyệt đối cùng với áp chế trên phương diện tâm cảnh, loại chỗ tốt này đương nhiên Bắc Cung Vô Song hiểu rõ cho nên mới cực kỳ khiếp sợ. Vũ Tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đang cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Trên phương diện tu vi hiện tại không ngờ hắn đã đạt tới Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong. Từ Vũ Tôn bát trọng đột phá tới Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, Lục Lâm Thiên tự biết năng lượng bàng bạc cần thiết đáng sợ tới bực nào. Mà từ Vũ Tôn cửu trọng muốn đạt tới Vũ Tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, tuy rằng còn chưa đột phá tới Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng năng lượng cần thiết tuyệt đối so với số năng lượng cần khi đột phá từ Vũ Tôn bát trọng tới cửu trọng còn khổng lồ gấp mấy lần. Mà ở trong thế giới của Thiên Mộc thần thụ không ngờ hắn lại đột phá tới Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, lúc trước từ Vũ Tôn bát trọng đột phá tới Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, hắn đã thôn vệ 6 Vũ Tôn cửu trọng, còn có Mộc Hoàng linh dịch tương trợ.
thế nhưng bây giờ lại dễ dàng đột phá tới vũ tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác không thể tin nổi. Thế nhưng trong lòng cũng lập tức vui mừng. Trừ việc tu vi tăng lên, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm nhận rõ ràng được mình có tiến bộ cực lớn. Trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc còn vượt quá khỏi 5 loại thuộc tính kim, thủy, hỏa, thổ, phong, không những thế còn vượt xa không ít. Loại tiến bộ này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác, sợ rằng bây giờ hắn thúc dục vũ khí thuộc tính mộc cũng giống như hạ bút thành văn. Có thể làm cho mình vận dụng năng lượng thuộc tính mộc tới mức độ lớn nhất, giống như bản thân hắn có thể sinh ra sự cộng minh mạnh mẽ với năng lượng thuộc tính mộc. Trên tâm cảnh cũng có sự tiến bộ cực lớn a. Trong lúc vô hình tâm cảnh cũng có sự tiến bộ, lúc này Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Dường như dưới cỗ năng lượng cực lớn trước khi hắn hôn mê kia đã khiến cho tâm cảnh của hắn nhận được chỗ tốt cực lớn. Cỗ năng lượng kia tác dụng lên phương diện tâm cảnh. Lâm Thiên, dường như chàng tiến bộ không ít. Bắc Cung Vô Song đứng dậy, thân thể mềm mại bay bổng, hai mắt sáng ngời lộ ra sinh cơ nồng đậm, nhìn qua cũng khiến cho tâm thần mọi người nhộn nhạo. Lục Lâm Thiên đứng dậy nhìn Bắc Cung Vô Song, từ trên khí thức mà xem rõ ràng lĩnh ngộ thuộc tính mộc của Bắc Cung Vô Song đã tới một tầng thứ cực cao. Tuyệt đối không thua kém hắn, trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên thậm chí còn cảm giác khí thức trên người Bắc Cung Vô Song lúc này đã đạt tới một tình trạng khủng bố, giống như lúc trước hắn đối mặt với sư bá Thánh Linh Lão Tổ vậy. Cảm nhận khí thức biến hóa, Lục Lâm Thiên cũng có chút nghi hoặc. Chàng đang làm gì vậy? Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại. Ta đang nhìn xem bộ dáng của nàng hiện tại xinh đẹp hơn hay là bộ dáng già nua lúc trước xinh đẹp hơn. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Bắc Cung Vô Song dịu dàng nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Vậy chàng thấy thế nào? Ta cảm thấy đều đẹp như nhau. Lục Lâm Thiên nói. Lại miệng lưỡi trơn tru, tốt nhất nên nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Bắc Cung Vô Song trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, những lời này của Lục Lâm Thiên khiến cho trong lòng nàng vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, khuynh thành. Coi như là không ra được, ở với nàng trong này cũng không quá tịch mịch. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt đánh giá chung quanh, trong lòng đã sớm suy nghĩ xem làm sao có thể ra ngoài. Vậy thì Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh thì làm sao bây giờ? Bắc Cung Vô Song nói. Hai tiểu oa nhi, đừng nói những lời buồn nôn đó nữa, ta nghe mà cũng cảm thấy nổi da gà. Ngay khi Bắc Cung Vô Song vừa mới nói xong, một âm thanh ung dung vang lên. Gợn sóng trong không gian lóe lên, hai người lập tức cảm thấy hoa mắt. Tiếp đó trong nháy mắt xuất hiện ở trong một không gian khác. Đây là... Ở trong không gian này có vô số kỳ hoa dị thảo, Lục Lâm Thiên đánh giá bốn phía, đây rõ ràng là bình nguyên cực lớn trên thiên mộc thần thụ, thiên mộc thần thụ cực lớn kia vẫn đang sừng sững đứng trong không gian. Toàn thân thiên mộc thần thụ màu xanh ngắt, bao phủ cả không gian, lá cây rậm rạp chẳng chịt phóng ra sinh cơ bàng bạc khiến cho lòng người rung động. Quay mắt về phía sinh cơ nồng đậm. Lục Lâm Thiên không còn cảm thấy uy áp nữa, ngược lại còn có cảm giác cực kỳ thân cận. Dường như khí tức của thiên mộc thần thụ trong lúc vô hình tương liên với hắn. Lâm Thiên, chúng ta đi ra rồi. Bắc Cung Vô Song xuất hiện, ánh mắt đánh giá bốn phía, rốt cuộc cũng ra khỏi thế giới của thiên mộc thần thụ, trên khuôn mặt xuất hiện sự sợ hãi cùng với vui mừng. Chúng ta đi ra rồi. Trên mặt Lục Lâm Thiên hiện lên sự kinh hỉ. Ít nhất hai người bọn hắn cũng không bị nhốt trong thế giới của thiên mộc thần thụ. Đi ra rồi cao hứng như vậy sao? Đừng quên ở bên trong các ngươi nhận được chỗ tốt cực lớn. Âm thanh vang lên, gợn sóng sau lưng Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Vô Song lóe lên, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hai người. Người này mặc trường bào màu xanh, ước chừng hơn 40 tuổi. Tối đa cũng chỉ 50 tuổi, thân hình gầy gò, thế nhưng lại tạo thành cảm giác to lớn cho người khác. Lục Lâm Thiên cùng với Bắc Cung Vô Song quay đầu lại, nhìn thân ảnh màu xanh này. Người này có một mái tóc dài màu xanh cực kỳ kỳ lạ, trường bào màu xanh giống như đường vân trên lá cây, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Người này xuất hiện, ở trong không gian này giống như có một cỗ khí tức khiến cho người dân sống lại. Đây là... Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, khí chất trên thân người này rất là phức tạp, hỗn loạn. Trong lúc vô hình có một cỗ uy áp lan tràn ra khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động, lập tức quỳ một gối trên mặt đất hành lễ. Vãn bối bái kiến thiên mộc tiền bối. Thần nữ Bắc Cung Vô Song Bắc Cung gia tộc bái kiến thiên mộc tiền bối.
Bắc Cung Vô Song sững sờ, nhìn thấy Lục Lâm Thiên hành lễ cũng lập tức phục hồi tinh thần lại rồi cung kính hành lễ. Tất cả đứng lên đi. Đại hán trung niên mỉm cười, đôi mắt đen nhánh mà thâm thúy có chút mê người. Lúc này Lục Lâm Thiên cùng với Bắc Cung Vô Song mới đứng dậy, nhìn thân ảnh mặc trường bào màu xanh, bên trong ánh mắt thâm thúy mang theo lục mang nhàn nhạt giống như sương sớm. Hai người thầm nghĩ đây là hình dáng nhân loại của Thiên Thụ Thần Mộc hay sao? Ở trong thế giới của Thiên Thụ Thần Mộc, Lục Lâm Thiên đã từng nghe Bắc Cung Lão Tổ nói qua, Thiên Mộc Thần Thụ đang đột phá thì tẩu hỏa nhập ma, lúc này có lẽ Thiên Mộc Thần Thụ đã hoàn toàn khôi phục lại đột phá. Hắn và Vô Song đột phá sợ rằng không thoát khỏi liên quan với Thiên Mộc Thần Thụ. Người chính là Thiên Mộc Tiền Bối sao? Bắc Cung Vô Song kích động, nhìn đại hán mặc trường bào màu xanh này toàn thân có chút run rẩy. Ngươi là nha đầu kia sao? Đạt được truyền thừa của chủ nhân cũng coi như là cơ duyên không ít. Trong thế giới của ta tu vi lại tiến thêm một bước, cũng coi như là cơ duyên của ngươi. Dùng thiên phú của chủ nhân năm đó, thời điểm còn bằng tuổi ngươi cũng không có tu vi cùng với lĩnh ngộ bực này. Về sau nên cố gắng tu luyện. Đại hán mặc trường bào màu xanh nhìn Bắc Cung Vô Song mỉm cười, hắn đúng là hình dáng nhân loại của Thiên Thụ Thần Mộc. Thiên Thụ Thần Mộc nói xong, ánh mắt nhìn lên người Lục Lâm Thiên. Trong đôi mắt giống như sương mai kia có chút cao quý và yêu nhã, giống như vầng trăng trong bầu trời đêm, hắn nói. Tiểu tử ngươi càng không tệ, so với chủ nhân năm đó còn mạnh hơn. Lĩnh ngộ thuộc tính mới, vũ giả toàn hệ, lại là linh vũ song tu. Rõ ràng chỉ có tu vi tôn cấp thế nhưng trên phương diện tâm cảnh đã tới cấp độ đế giả. Thậm chí tâm cảnh so với đế giả bình thường còn mạnh hơn. Cũng bởi vì tâm cảnh đế giả của ngươi ta mới có thể khôi phục và đột phá. Coi như là ta thiếu nợ ngươi một phần ân tình, nếu như không có ngươi hỗ trợ tâm cảnh, coi như có một đạo tàn hồn của chủ nhân giúp ta nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho ta khôi phục. Không có cách nào giúp ta tiếp tục đột phá. Vậy chúc mừng Thiên Mộc Tiền Bối đột phá, không biết Thiên Mộc Tiền Bối sau khi đột phá đã là cấp độ gì rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên rung động, Thiên Mộc Thần Thụ đột phá, không biết có phải là cấp độ đế giả hay không. Vật thông linh đột phá tới tình trạng này dường như cũng không có tư liệu nào nói tới, cho nên Lục Lâm Thiên cũng không biết được rốt cuộc đột phá tới tình trạng gì, cấp độ gì. Thiên Mộc Thần Thụ nhìn Lục Lâm Thiên nói. Dựa theo cách nói của các ngươi có thể gọi là đế giả. Đế giả. Lục Lâm Thiên cùng Bắc Cung Vô Song đều run lên, quả thực chính là đế giả. Thiên Mộc Thần Thụ nhìn hai người, ánh mắt như sương mai kia vui vẻ nói. Ta đột phá tới đế cấp. Các ngươi dưới cơ duyên xảo hợp lại ở trong thế giới của ta, cũng đạt được chỗ tốt cực lớn. Nhà đầu nhà ngươi tuy rằng hiện tại đã là vũ tôn cửu trọng, thế nhưng tâm cảnh đã tới đế giả. Sợ rằng sau khi phóng xuất ra khí tức đế giả cũng đủ hù dọa không ít người. Tăng thêm đạt được truyền thừa của chủ nhân, đợi một thời gian nữa muốn đột phá tới đế giả cũng không có bao nhiêu độ khó. Ít nhất trên phương diện tâm cảnh đã suôn sẻ không có trở ngại. Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu. Chỗ tốt cực lớn này đương nhiên nàng cũng biết rõ. Chuyện lớn như đột phá đế cấp cho dù không chuẩn bị thỏa đáng, thế nhưng ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ đột phá giống như bản thân nàng trải qua một lần đột phá đế giả vậy. Sau này đột phá tự nhiên sẽ là chuyện nước chảy thành sông. Coi như là có phiền phức cùng với khó khăn thì cũng sẽ trở nên nhỏ đi. Thậm chí trên người có tâm cảnh đế giả, phóng thích ra hù dọa một ít tôn cấp cũng không thành vấn đề. Có thể dưới tình huống bất ngờ trấn nhiếp đối thủ. Còn ngươi nữa, tâm cảnh của ngươi đã sớm tới đế giả. Chỉ là còn chưa vững chắc, thậm chí tâm cảnh này còn cao hơn so với đế giả bình thường. Ngay cả ta thậm chí còn không nhìn thấu, đoán chừng ngươi đã từng phục dụng qua thiên tài địa bảo nào đó. Bằng không nhất định khó có thể đạt tới tình trạng này. Tăng thêm trong cơ thể ngươi có đế giả chi nguyên, cùng với chỗ tốt đạt được lúc này cho nên nếu muốn đột phá đế giả có lẽ không phải vấn đề quá lớn. Thiên Mộc Thần Thụ nói với Lục Lâm Thiên. Ngươi lại lĩnh ngộ thuộc tính mới, chỉ là cần phải lĩnh ngộ rất nhiều, muốn để cho nó tới đại thành cũng không dễ, nên cố gắng tu luyện cho tốt. Đa tạ Thiên Mộc tiền bối. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, trên phương diện tâm cảnh hắn đạt được chỗ tốt cực lớn. Lớn nhất là từ vật trắng xanh trong tử vong thâm uyên, còn lại là ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, chỗ tốt đạt được thực sự cực lớn. Cũng không cần cảm ơn ta. Ta còn phải đa tạ ngươi mới phải. Bằng không ta tẩu hỏa nhập ma vô cùng phiền phức. Thiên Mộc Thần Thụ nói. Thiên Mộc tiền bối, sao người lại tẩu hỏa nhập ma?
Bắc Cung Vô Song do dự một chút rồi hỏi Thiên Mộc Thần Thụ. Thiên Mộc Thần Thụ cười cười, sợi tóc màu xanh phiêu động, lan tràn ra sinh cơ, nói. Ước chừng đã hơn 1.000 năm trước, khi ta thử đột phá thì đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ngừng một lát, Thiên Mộc Thần Thụ tiếp tục nói. Chẳng qua khi đó bản thân ta cũng không biết mà thôi. Đối với linh vật thiên địa như ta mà nói, tuy rằng có thiên địa chiếu vố, trên cơ bản đều có thiên phú dị bẩm, thế nhưng muốn đột phá càng thêm khó khăn. Chuẩn bị rất lâu cũng không cách nào đột phá. Dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma vô cùng nghiêm trọng. Thời điểm nghiêm trọng nhất sốt cuộc ta cũng không có cách nào khống chế chính mình, cho nên 1.000 năm trước ta mới thông chi cho tộc nhân Bắc Cung ra đừng có tới quấy rầy ta. Thì ra là thế. Bắc Cung Vô Song nhíu mày, hóa ra Thiên Mộc Thần Thụ vào 1.000 năm trước đã có chút tẩu hỏa nhập ma. Vì không muốn làm ảnh hưởng tới tộc nhân Bắc Cung gia tộc cho nên mới không để cho tộc nhân Bắc Cung gia tộc tới gần. Lúc hai người các ngươi tiến vào ta đang chuẩn bị đột phá, cũng đang lâm vào trong tẩu hỏa nhập ma. Thiên Mộc Thần Thụ nhìn Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Vô Song nói. Về sau mộc hoàng khí của nha đầu kia khiến cho ta thanh tỉnh trong giây lát. Ta biết rõ bản thân mình không có cách nào bảo trì trạng thái thanh tỉnh, hai người các ngươi đã xông tới. Rơi vào đường cùng ta mới kéo hai người vào trong thế giới của ta. Đa tạ Thiên Mộc tiền bối. Bắc Cung Vô Song hành lễ. Thiên Mộc Thần Mộc nhìn Bắc Cung Vô Song nói. Ta còn phải đa tạ các ngươi, không ngờ ngươi lại đạt được truyền thừa của chủ nhân. Trên người còn chưa hoàn toàn dung hợp với một đạo tàn hồn của chủ nhân. Tăng thêm tâm cảnh đế giả của tiểu tử kia cho nên ta mới có thể chuyển nguy thành an. Lục Lâm Thiên mỉm cười, quả thực vận khí của ba người không tệ. Các ngươi tới là muốn có mộc hoàng khí. Thiên Mộc Thần Thụ nói với Bắc Cung Vô Song và Lục Lâm Thiên. Vâng, lúc này Lục Lâm Thiên mới nhớ tới mục đích chính của mình khi tới đây là vì muốn thu được một đạo mộc hoàng khí của Bắc Cung gia tộc. Mộc hoàng khí thì tộc nhân Bắc Cung gia đều có, không cần phải lấy mộc hoàng khí trên người ta. Chẳng lẽ là vì cứu người sao? Thiên Mộc Thần Thụ suy tư một lát rồi hỏi Lục Lâm Thiên. Vãn bối cần một đạo mộc hoàng khí trên người tiền bối chữa thương cho gia sư, kính xin Thiên Mộc tiền bối thành toàn. Lục Lâm Thiên hành lễ, hắn nhất định phải đạt được một đạo mộc hoàng khí. Một đạo mộc hoàng khí mà thôi, cũng không phải quá khó, cầm đi đi. Thiên Mộc Thần Thụ mỉm cười, phất tay về phía bản thể Thiên Mộc Thần Thụ khổng lồ. Một đạo ánh sáng màu xanh lướt ra rồi rơi vào trong tay hắn. Đây chính là một trạc cây nhỏ bằng cánh tay trẻ con. Lá xanh lắc lư mang theo sinh cơ bàng bạc lan tràn, lập tức giao trà cây này cho Lục Lâm Thiên. Đây là mộc hoàng khí sao? Điều này vượt quá dự tính của Lục Lâm Thiên, một cái trà cây chính là một đạo mộc hoàng khí sao? Trà cây này tuy rằng bất phàm, phóng ra sinh cơ bàng bạc, chỉ là lại làm cho Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc. Lâm Thiên, đây là mộc hoàng khí, đủ để cho sư phụ chàng khôi phục. Tuyệt đối nhiều chứ không ít. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Lâm Thiên rồi nhìn Thiên Mộc Thần Thụ nói. Đa tạ Thiên Mộc tiền bối thành toàn. Được rồi, các ngươi đi đi, nếu không đi ra người bên ngoài sợ rằng đều sốt ruột. Mặt khác gọi tộc trưởng đương nhiệm của Bắc Cung ra ngày mai tới chỗ ta một chuyến, ta có chuyện muốn giao cho hắn. Thiên Mộc Thần Thụ nói. Vâng, Bắc Cung Vô Song cung kính nói, hai người lần nữa cung kính hành lễ, sau đó mới rời đi. Trạng vạng tối. Ánh chiều tà bao phủ không gian, từng dãy núi xa xa được phủ thêm ánh nắng chiều rực rỡ, dưới ánh chiều tà giống như một đầu hỏa mãng. Bên ngoài sơn cốc, Cực Lạc Tam Quỷ cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư vẫn chờ bên ngoài sơn cốc, thời gian cũng đã không ngắn. Không ngờ Thiên Mộc Thần Thụ trong Bắc Cung gia lại đột phá thành đế, về sau Bắc Cung gia lại có một siêu cấp cường giả khủng bố. Bốn người đứng trên một tảng đá cực lớn ngoài sơn cốc. Âm quỷ vẫn còn đang rung động. Thời gian từ lúc Thiên Mộc Thần Thụ đột phá đã qua 3 ngày, thế nhưng sự rung động trong lòng bốn người vẫn chưa hề giảm bớt. Bốn người nhớ tới thời điểm Thiên Mộc Thần Thụ đột phá đế giả, bốn người phủ phục xưng thần. Dưới cỗ uy áp cực lớn kia bọn họ căn bản khó có thể chống cự. Trong lòng còn có chút sợ hãi, đây cũng là lần đầu tiên bốn người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khủng bố khi đột phá đế giả. Tại sao nhị thiếu gia cùng thiếu phu nhân còn chưa đi ra? Liệu có gặp nguy hiểm hay không? Lệ quỷ lo lắng hỏi, bọn họ ở đây đã 3 tháng rồi, không lo lắng không được. Tuyết sư, nhị thiếu gia không sao chứ? Dương quỷ nhìn Thiên Sĩ Tuyết sư hỏi,
tu vi ba người tuy rằng mạnh hơn thiên sĩ tuyết sư nhiều. Bất quá đối với thiên sĩ tuyết sư cực kỳ khiêm tốn. Thiên sĩ tuyết sư là tòa kỵ của nhị thiếu gia, vẫn đi theo bên người nhị thiếu gia. Thực lực bản thân cũng cực kỳ cường hãn, lại đi theo sát bên người nhị thiếu gia, Cực Lạc Tam Quỷ đương nhiên không dám đắc tội. Chủ nhân có lẽ không có việc gì. Thiên sĩ tuyết sư nói, nếu chủ nhân gặp chuyện không may thì huyết hồn ấn trên người hắn sẽ có phản ứng. Siêu. Thiên sĩ tuyết sư vừa dứt lời, trên sơn cốc truyền ra âm thanh gợn sóng chấn động. Lập tức có hai đạo thân ảnh nhảy ra. Một nam một nữ, hai người xuất hiện, trong lúc vô hình lan tràn ra khí tức khiến cho người ta run sợ. Trong Bắc Cung gia tộc, đêm tới, thiên địa lập tức biến thành màu xám bạc, khói bếp màu trắng cùng với sương chiều giao hòa thành một chỗ giống như một cánh cửa gỗ trong không gian, như ẩn như hiện, mờ ảo, cũng làm toát lên phong cách cổ xưa. Cũng không biết từ đâu tới, mỗi khi mặt trời ngả về phía tây lập tức có côn trùng đêm tạo thành đoàn lượn vòng, chim chóc nhẹ giọng kêu trong các rừng cây. Thế nhưng không biết tại sao lại líu díu vỗ cánh bay về phía xa. Ở trong không gian này tất cả cực kỳ tự nhiên, nếu không tính tới những kiến trúc hùng vĩ và cổ xưa kia thì rất khó có ai nghĩ tới đây là không gian của Bắc Cung gia tộc. Từ trong miệng Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Vô Song, biết được tất cả mọi chuyện xảy ra trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, Bắc Cung Kình Thương cùng với Bắc Cung Nhất chấn động, khuôn mặt vì rung động mà run run. Hai người Bắc Cung Vô Song và Lục Lâm Thiên cũng không có một chút giấu giếm nào. Đặc biệt là Lục Lâm Thiên nói một đạo tào hồn của Bắc Cung Lão Tổ đã từng xuất hiện qua, Bắc Cung Kình Thương, Bắc Cung Nhất kích động không thôi, thiếu chút nữa chảy nước mắt. Lão Tổ Bắc Cung ngạo thế của Bắc Cung gia tộc, đó chính là tồn tại khiến cho Bắc Cung gia tộc kiêu ngạo, khiến cho Bắc Cung gia tộc trở thành một trong lục đại nhân hoàng tộc, nhân vật phong hoa tuyệt đại. Bắc Cung Kình Thương và Bắc Cung Nhất biết được Bắc Cung Vô Song lại một lần nữa đột phá tới Vũ Tôn Cửu Trọng, lĩnh ngộ thuộc tính mộc cũng tiến nhanh. Tâm cảnh đạt tới đế giả thì hai người Bắc Cung Kình Thương, Bắc Cung Nhất không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỗ tốt thu được quả thực quá khủng bố, đặc biệt là lĩnh ngộ thuộc tính mộc, tâm cảnh được đề cao. Đây quả thực chính là chuyện tốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tầm quan trọng của chuyện này hai người không cần nói cũng biết, bởi vậy cho nên mới rung động. Thực lực của thần nữ ở bên ngoài sợ rằng khó ai có thể chống lại. Bắc Cung Nhất sợ hãi than, thân là thần nữ của Bắc Cung gia tộc. Vũ Tôn Cửu Trôi trung kỳ, thực lực tuyệt đối không phải đám người có tu vi đồng cấp bên ngoài có thể so sánh được. Thực lực như vậy cho dù trong đám người trưởng lão hiện tại, người có thể chiến với thần nữ một trận cũng chỉ có đại trưởng lão Bắc Cung Chi, chỉ là dưới sự áp chế của Mộc Hoàng khí thì đại trưởng lão cũng khó có thể chống lại được. Lâm Thiên, tu vi của ngươi lần nữa lại mạnh hơn không ít a. Bắc Cung Kình Thương nhìn qua nhi nữ mình, sau đó lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Vô Song đạt được chỗ tốt nhiều như vậy, Lục Lâm Thiên tuyệt đối cũng nhận được không ít. Có một đạo tàn hồn của Bắc Cung Lão Tổ chỉ dạy, lĩnh ngộ thuộc tính mộc có không ít tiến bộ. Mặc khác Bắc Cung Lão Tổ còn tặng tiểu tử một bộ vũ kỹ gọi là sinh sinh bất tức. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói, lĩnh ngộ thuộc tính mộc cũng không yếu. Chỉ riêng vũ kỹ sinh sinh bất tức của Bắc Cung Lão Tổ cũng có uy lực cường hãn. Cái gì, người tu luyện sinh sinh bất tức? Bắc Cung Kình Thương lập tức nghẹn họng, nhìn chân chối hỏi Lục Lâm Thiên. Đúng vậy, là Bắc Cung Lão Tổ dạy. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, Bắc Cung Lão Tổ dạy vũ kỹ đã nói rõ cho hắn. Vũ kỹ cực kỳ cường hãn, vạn nhất là thứ bí truyền của Bắc Cung gia, đến lúc đó có thể còn bị quy cho là học trộm, cho nên Lục Lâm Thiên mới cảm thấy mình nên nói rõ trước thì tốt hơn. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không biết, sinh sinh bất tức này chính là vũ kỹ trấn tộc của Bắc Cung gia. Tuyệt đối là trọng bảo của Bắc Cung gia tộc. Từ xưa tới nay cũng chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện, huống chi nếu như thực lực không đủ, lĩnh ngộ không đủ thì không có cách nào tu luyện. Tiểu tử, người có biết sinh sinh bất tức là vũ kỹ gì hay không? Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Lâm Thiên thật lâu, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đây là do Bắc Cung Lão Tổ chỉ dạy hắn có thể làm như thế nào cơ chứ? Tiểu tế biết rõ. Sinh sinh bất tức này chính là vũ kỹ mà Bắc Cung Lão Tổ lĩnh ngộ sáng tạo ra, chuyện khác cũng không biết. Lục Lâm Thiên nói, hắn cũng chỉ có biết như vậy mà thôi. Sinh sinh bất tức chính là vũ kỹ thiên cấp, cũng là vũ kỹ trấn tộc của Bắc Cung gia ta. Ngươi tu luyện thì tu luyện, bất quá ta cũng phải nói cho ngươi biết, ngươi không thể truyền sinh sinh bất tức này ra ngoài, bằng không ta không tha cho ngươi. Bắc Cung Kình Thương bất đắc dĩ nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tế đã biết. Lục Lâm Thiên nghiêm mặt gật đầu,
sinh sinh bất tức này cũng không tồi. Về sau có cơ hội dùng không biết sẽ như thế nào. Cơ duyên của tiểu tử ngươi cũng không nhỏ, tu vi cùng với cấp độ hiện tại đã tới một bước kia rồi chứ. Bắc Cung Kình Thương hiếu kỳ hỏi Lục Lâm Thiên, khí tức của Lục Lâm Thiên hắn cũng không có cách nào khẳng định, thế nhưng cũng cảm giác được Lục Lâm Thiên tiến bộ không ít. Lục Lâm Thiên nhìn Bắc Cung Kình Thương, sờ sờ mũi nói. Bẩm nhạc phụ, tiểu tế tiến bộ chậm chạp, mới là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong mà thôi, sợ rằng tới đế cấp còn rất xa. Vô sỉ! Đại hộ pháp Bắc Cung Nhất lập tức phục hồi ính thần lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lục Lâm Thiên. Chỉ có chút thời gian như vậy đã đột phá tới vũ tôn cửu trọng mà hắn còn nói đột phá chậm, tên này quả thực đủ vô sỉ, dường như cố ý đả kích người khác vậy. Đại hộ pháp Bắc Cung Nhất cũng biết, lúc trước Lục Lâm Thiên tới Bắc Cung gia tộc cũng chỉ là vũ tôn bát trọng mà thôi, trước trận chiến với đại trưởng lão mới đột phá tới vũ tôn cửu trọng. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, quả thực tiến bộ quá nhanh. Thân là cường giả tôn cấp, Bắc Cung Nhất là đại hộ pháp càng biết rõ từ vũ tôn cửu trọng tới vũ tôn đỉnh phong khó khăn ra sao. Chuyện này so với từ vũ tôn nhất trọng cho tới vũ tôn cửu trọng còn khó hơn. Đáng giận nhất chính là tiểu tử này còn nói chậm, quả thực khiến cho người khác hận không thể ra tay với hắn. Đại hộ pháp dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lục Lâm Thiên, đồng thời trong lòng rung động. Lúc trước Lục Lâm Thiên vừa mới đột phá tới vũ tôn cửu trọng là có thể đánh bại đại trưởng lão một chân bước tới đế cấp. Hiện tại đã là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong tăng thêm lĩnh ngộ thuộc tính một lần nữa tiến bộ. Còn có vũ kỹ chấn tộc sinh sinh bất tức của Bắc Cung gia, thực lực quả thực vô cùng đáng sợ. Bắc Cung Nhất không dám nghi ngờ, nếu như một ít chuẩn đế vận khí kém mà đúng với yêu nghiệt như Lục Lâm Thiên này mà nói, sợ rằng hơn phân nửa sẽ phải chạy trối chết. Lục Lâm Thiên này chính là yêu nghiệt. Căn bản không thể so sánh như người bình thường. Biến thái. Bắc Cung Kình Thương trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, dứt khoát không thèm để ý tới Lục Lâm Thiên nữa. So sánh tốc độ tu luyện với tiểu gia hỏa biến thái này mà nói quả thực hắn không chịu đựng nổi. Lại còn làm cho bản thân tức giận, tốt nhất nên nhắm mắt làm ngơ thì hơn. Phụ thân, Thiên Mộc tiền bối nói ngày mai người tới gặp tiền bối. Bắc Cung Vô Song nói với phụ thân. Ta biết rồi. Còn có biết Thiên Mộc tiền bối tìm ta có chuyện gì không? Bắc Cung Kình Thương suy tư một lát rồi hỏi. Không biết. Bắc Cung Vô Song lắc đầu nói. Phụ thân, ngày mai con muốn cùng Lâm Thiên đi tới Phi Linh Môn và Lục Gia. Cũng đã lâu chưa về Lục Gia, con cũng có chút nhớ phụ mẫu bên kia. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương có chút biến hóa, nói. Đây cũng là chuyện nên làm, mang một ít lễ vật cho phụ mẫu của con bên đó. Nói khi có thời gian ta sẽ đi bái phỏng bọn họ. Chỉ là con phải sớm trở về, bằng không ta cũng sẽ nhớ con. Cảm ơn phụ thân. Bắc Cung Vô Song gật đầu. Đã nhiều năm rồi, rốt cuộc lần này nàng cũng có thể trở về vấn an phụ mẫu cùng với thân nhân Lục Gia, trên khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười. Đại hộ pháp, phái ra mấy cường giả tùy thân hậu tạ tiểu thư. Bắc Cung Kình Thương quay đầu nói với Bắc Cung Nhất. Vâng, tộc trưởng, ta sẽ đi sắp xếp. Bắc Cung Nhất gật đầu, thần nữ Bắc Cung gia đi ra ngoài, dù sao cũng phải chuẩn bị một chút, chuyện này đại biểu cho toàn bộ Bắc Cung gia tộc. Phụ thân, không cần đâu, con cùng với Lâm Thiên ở cùng một chỗ là tốt rồi. Lại nói hiện tại con cũng không cần cường giả trong tộc bảo vệ, cũng không có nguy hiểm. Bắc Cung Vô Song lắc đầu, từ trước tới nay nàng cũng không phải là người cao điệu. Cũng thích hiền tính. Lại nói tu vi thực lực của nàng hiện tại cường giả bình thường trong tộc căn bản không có cách nào bảo vệ nàng bảo vệ bọn họ mới chính xác hơn. Thần nữ, chuyện này không được, bây giờ người là thần nữ của Bắc Cung gia, bất kể như thế nào bên người không thể không có người hầu hạ. Yên tâm đi, ta sẽ bảo bọn họ không được quấy rầy người. Bắc Cung Nhất nói, Vô Song, nghe đại hộ pháp đi, bây giờ con là thần nữ của Bắc Cung gia tộc. Đại biểu Bắc Cung gia tộc khi đi ra ngoài, cũng không thể quá khó coi. Bắc Cung Kình Thương kéo tay Bắc Cung Vô Song, nói. Phụ thân nói lại lần nữa, nhất định phải sớm trở về, đừng để cho cha nhớ con. Con biết rồi mà phụ thân. Bắc Cung Vô Song gật đầu nói. Lâm Thiên, có nghe hay không, để cho Vô Song trở về sớm một chút. Bắc Cung Kình Thương nói với Lục Lâm Thiên. Vâng. Lục Lâm Thiên gật đầu, thầm nghĩ. Đây là nhi nữ của người, cũng là hôn thê của con. Có trở về hay không thì lúc đó nói sau.
Trước kia bởi vì thực lực của hắn và Vô Song quá yếu cho nên ở Bắc Cung gia tộc sẽ an toàn hơn nhiều. Mà bây giờ thực lực của hắn và Vô Song đã tới tình trạng nhất định, cho nên cũng không còn như xưa nữa. Bắc Cung Kình Thương buông tay Bắc Cung Vô Song, quay người nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, phi linh môn của con có không ít phiền toái, có một ít chuyện cố gắng đừng cho Vô Song ra tay thì tốt hơn, có một ít chuyện về sau con sẽ biết. Tiểu tế đã biết. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong lòng suy đoán sợ rằng chuyện này có không ít quan hệ tới Bắc Cung gia tộc, thậm chí là Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc. Có lẽ là nguyên nhân mà Thập Đại Hoàng tộc không xuất thế. Phụ thân, nếu như có người trêu vào con thì làm sao? Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười, kéo tay Bắc Cung Kình Thương rồi hỏi. Nếu như có người dám trêu vào con, vậy thì con không cần phải khách khí. Bất kể là ai tiêu diệt là được. Trời có sập thì còn có phụ thân ở đây, còn có cả Bắc Cung gia ở đây. Coi như là tam tông tứ môn, tứ các tứ đảo cũng không được. Bọn họ nếu dám ra tay con cũng không cần nương tay. Nếu như có lão quỷ đi ra con cứ nói cho ta. Ta sẽ diệt hắn. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương nhảy lên, nước miếng văng tung tóe nói, trong âm thanh mang theo sự bá đạo. Ai dám động vào nhi nữ của Bắc Cung Kình Thương hắn? Nghe vậy Lục Lâm Thiên sững sờ rồi cười khổ. Trong lòng thầm nghĩ, có nên làm cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Khôn Dương Đảo cùng với những sơn môn kia cố ý trêu vào Vô Song hay không? Đến lúc đó Bắc Cung gia tộc xuất mã có thể giải quyết cho hắn không ít phiền toái. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên cũng chỉ tùy tiện nghĩ mà thôi. Địch nhân của hắn tự tay hắn đối phó thì sẽ tốt hơn. Nhờ thế lực của người khác cũng không giống tính cách của hắn. Con biết rồi phụ thân, con gái của người cũng không phải dễ chọc. Yên tâm đi. Bắc Cung Vô Song mỉm cười, trong lòng rất hạnh phúc. Cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười mang theo sự hạnh phúc. Lục Lâm Thiên rời khỏi đình viện về đình viện mình đặt chân, lúc này không gian chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Một đường cưỡi thiên mộc độc long thú, núi non màu xanh sừng sững ở phía chân trời. Trên không trung, từng vì sao mờ mịt bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên khoanh chân mà ngồi, mộc hoàng khí hắn cũng đã thu được. Thiên mộc thần thụ đột phá tới đế cấp, hiệu quả của mộc hoàng khí sợ rằng cũng tốt nhất. Nói không chừng có thể tăng tỷ lệ cho sư phụ thánh thủ linh tôn khôi phục. Lần này tới Bắc Cung ra một chuyến, tuy rằng có không ít phiền toái, cũng chậm mấy tháng, thế nhưng tổng thể thu hoạch còn lớn hơn phiền toái. Đủ để làm cho Lục Lâm Thiên cười thầm. Cảm nhận tu vi thực lực mình hiện tại, vũ tôn cửu trọng đỉnh phong. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, sợ rằng cho dù gặp lại đại trưởng lão Bắc Cung Chi, hắn tuyệt đối có thể chiến thắng nhẹ nhõm. Không biết gặp chuẩn đế thì sẽ thế nào, nếu như có cơ hội cũng nên thử một lần. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, thủ ấn trong tay vung lên, trên nắm tay lập tức có quang mang lóe lên, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Trong vết nứt, quang mang đen kịt lóe lên. Dưới lực đạo như vậy, Lục Lâm Thiên có cảm giác phố tôn cửu trọng bình thường dưới một quyền này của hắn tuyệt đối có thể đánh tan đối phương thành mảnh vỡ. Trừ phi đối phương có thủ đoạn phòng ngự đặc thù thì lại khác. Suy nghĩ một phen, một lát sau Lục Lâm Thiên khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Trong không gian tàn hồn của Bắc Cung Lão Tổ, Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ trong ý thứ đó. Tuy rằng nhìn qua Bắc Cung Lão Tổ lĩnh ngộ thuộc tính, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc cũng thu được lợi ích không nhỏ. Trong quá trình này Lục Lâm Thiên không quên, dụng ý thực sự của Bắc Cung Lão Tổ chính là để cho hắn có cảm ngộ trên lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Đó mới là trọng điểm lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Vạn vật không rời, ngũ hành tương sinh tương khắc. Lục Lâm Thiên cũng đã lưu ý trên phương diện thuộc tính kim, mượn lĩnh ngộ của Bắc Cung Lão Tổ, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính kim hắn cũng được chỉ điểm không ít. Lục Lâm Thiên có cảm giác bản thân như hiểu ra khá nhiều. Nếu như Bắc Cung Lão Tổ còn có mặt trên đời mà nói cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Lục Lâm Thiên tùy tiện nhìn qua cũng có cảm ngộ cùng với chỉ điểm, chuyện này quá kinh người. Đây không phải chỉ là tập luyện động tác, cũng không phải khoa tay múa chân, đây chính là lĩnh ngộ thuộc tính. So với tu luyện chân khí cùng với linh lực, thậm chí so với tăng cường linh hồn lực còn khó hơn. Chuyện này đối với người bình thường mà nói, biến ảo như vậy có thể nhớ kỹ đã không tệ rồi. Coi như là thiên phú tốt, trên phương diện thuộc tính mộc có thể thu được tiến bộ đã là người khá tốt rồi. Ít nhất cũng phải là người có cấp bậc thiên phú như đám người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam. Mà hiện tại Lục Lâm Thiên có thể từ trong đó mượn cơ hội lĩnh ngộ thuộc tính mới của mình.
chỉ nhìn một lần có rất nhiều cảm ngộ, tuyệt đối dọa người. Thế nhưng người ngoài không thể không biết, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính, Lục Lâm Thiên gần đây đều rất mạnh. Thời gian người khác dùng để tu luyện chân khí và linh lực thì Lục Lâm Thiên lại dùng để lĩnh ngộ thuộc tính. Tăng thêm Lục Lâm Thiên thân là linh giả, linh hồn lực rất mạnh. Đối với việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính trong lúc vô hình có thêm không ít ưu thế. Sau đó lại nhận được không ít chỗ tốt trên vô tự thiên thự, làm cho tốc độ lĩnh ngộ thuộc tính của Lục Lâm Thiên càng lúc càng nhanh, dường như có thể nhanh chóng trở nên thân thiết với năng lượng thuộc tính, lĩnh ngộ như hổ thêm cánh. Trong lúc lĩnh ngộ thuộc tính, tiến bộ gần đây của Lục Lâm Thiên chỉ sợ bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Tuyệt đối có thể hù chết một mảng lớn người, tốc độ so với bay cũng không sai bao nhiêu. Màn đêm bao phủ trời xanh, vầng trăng không ngừng chiếu sáng mặt đất. Trong phi linh môn, trong đình viện, đám người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, Hổ Viêm Thiên Tôn, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Hỏa Xí Tôn Giả, Băng Mộc Tôn Giả, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng đều có mặt. Người thiên địa mình có ý gì? Trong đình viện, sắc mặt chúng cường giả hoài nghi. Khấu Phi Yến nhíu mày nói. Thiên địa minh này truyền tới tin tức, hy vọng chúng ta giao ra Tật Phong Tôn Giả, chuyện này sợ rằng không chỉ như vậy, không biết đằng sau còn có dụng ý gì. Băng Mộc huynh, Nam Lão nói thế nào? Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh hỏi Băng Mộc Tôn Giả. Tất cả mọi chuyện đợi Lâm Thiên trở về rồi quyết định, mọi chuyện không cần để ý tới. Băng Mộc Tôn Giả nói, đây cũng là ý tứ của Nam Thúc. Nếu đã là ý của Nam Lão thì thiên địa minh này tạm thời chúng ta không cần để ý tới. Bọn họ có bản lĩnh thì cứ tới. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Có độc hồn khôi lỗi trong tay, trên người hắn cũng có thủ đoạn có thể chiến với siêu cấp cường giả một trận. Chuyện này khiến cho dũng khí trong lòng hắn tăng lên không ít. Trong Bắc Cung gia tộc, trong lúc Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian một đêm cơ hồ thoáng qua là biến mất. Sáng sớm, cả Bắc Cung gia tộc đều được một làn sương mỏng bao phủ. Bên trong sơn mạch bốn phía lá cây phất phơ, theo gió chập chờn. Phù! Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại, miệng thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Lĩnh ngộ trong một đêm ngắn ngủi cũng có hiệu quả không tệ. Cảm nhận chân khí cùng với linh lực trong cơ thể, sắc mặt Lục Lâm Thiên biến hóa. Nếu như có cơ hội phù hợp hắn nên thôn phệ linh lực đột phá trên phương diện linh giả. Cấp độ vũ giả đã là vũ tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mà linh giả chỉ là linh tôn bát trọng, khác biệt quá lớn. Hắn tu luyện âm dương linh vũ quyết cho nên cần linh vũ phải đồng thời đột phá. Cho nên kế tiếp cần phải chú trọng đột phá trên phương diện linh giả. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, trong sơn mạch, rừng cây dưới ánh nắng mặt trời như được nhuộm một màu sương ngắt. Trong không gian tràn ngập sương mù như có như không, cơn gió mát mẻ nhẹ nhẹ thổi qua sơn mạch. Trên một quảng trường nhỏ, vô số thân ảnh xuất hiện trên quảng trường, chung quanh còn có vài đầu thiên mộc độc long thú. Vô Song, sớm trở về một chút. Bắc Cung Kình Thương nói với Bắc Cung Vô Song, hắn có chút không nỡ. Được, con sẽ cố gắng trở lại sớm. Bắc Cung Vô Song dịu dàng mỉm cười, gật đầu nói. Tiểu tế bái biệt nhạc phục. Lục Lâm Thiên tiến lên hành lễ. Được rồi, đi đi. Bắc Cung Kình Thương gật đầu, tiễn hai người rời đi. Đương nhiên cũng không chỉ có hai người, trừ Cực Lạc Tam Quỷ và Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thần nữ ra bên ngoài, Bắc Cung Nhất sắp xếp bốn hộ pháp tôn cấp, còn có tám người là vương cấp cửu trọng, bát trọng. Còn có hai đầu thiên mộc độc long thú đi theo. Nếu không phải Bắc Cung Vô Song lần nữa yêu cầu ít người hơn một chút thì số người Bắc Cung Nhất sắp xếp còn gấp mấy lần hiện tại. Trong Bắc Cung gia tộc có đường hầm không gian đi tới Đại Lục Linh Vũ cùng với cổ vực. Lục Lâm Thiên lựa chọn đi Âu Tuyết cổ vực, từ đường hầm không gian đi tới cổ vực, lại từ cổ vực đi tới Phi Linh Môn cũng không cần thời gian quá rìa. Trong một sơn mạch, không gian chấn động, lập tức có mười mấy đạo thân ảnh từ trong gợn sóng nhảy ra. Đám người này chính là Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song, Cực Lạc Tam Quỷ, còn có bốn hộ pháp tôn cấp cùng tám vương cấp cao trọng của Bắc Cung gia tộc. Giống. Trong sơn mạch, một tiếng giống vang vọng, Thiên Sĩ Tuyết Sư hóa thành bản thể. Lục Lâm Thiên ý bảo 12 người của Bắc Cung gia tộc không cần cưỡi thiên mộc độc long thú. Tuy rằng huyết mạch của thiên mộc độc long thú không thấp, tốc độ cũng nhanh. Thế nhưng so với Thiên Sĩ Tuyết Sư mà nói thì chênh lệch không ít.
huống chi dùng tu vi của Thiên Sĩ Tuyết Sư hiện tại, tốc độ của hai đầu thiên mộc độc long thú kia sợ rằng ngay cả bóng lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng không thể đuổi kịp. Lục Lâm Thiên muốn sớm ngày trở lại Phi Linh Môn cho nên cũng không muốn làm lỡ thời gian một chút nào. Ngoài Phi Linh Môn vô cùng náo nhiệt giống như ngày thường. Khi Thiên Sĩ Tuyết Sư xoay quanh Phi Linh Môn, chúng cường giả đã tiến lên nghênh đón. Rốt cuộc đã trở về. Trên ngọn núi, hai đạo thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Bái kiến trưởng môn. Trong đình viện ở Hậu Sơn, Lục Lâm Thiên nhảy xuống Thiên Sĩ Tuyết Sư, chúng cường giả Phi Linh Môn hành lễ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trên người Bắc Cung Vô Song và 12 cường giả Bắc Cung gia tộc. Trong lúc vô hình đều bị uy áp cực lớn, đặc biệt là nữ tử tuyệt mỹ kia khiến cho người khác nhìn vào không khỏi rung động. Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ, Nhan Kỳ cùng chúng nữ nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia mà không khỏi kinh ngạc. Bích Ba thần nữ Bắc Cung Vô Song. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, còn có Lộc Sơn lão nhân cùng một ít người khác sau khi kinh ngạc lập tức nhận ra Bắc Cung Vô Song. Ban đầu ở trên Bình Nham đảo bọn họ đã từng thấy qua. Chẳng qua khi đó nàng vẫn còn là Lục Vô Song, về sau bọn họ mới nghe nói Lục Vô Song đã trở về Bắc Cung gia tộc, một trong lục đại nhân hoàng tộc, trở thành đại tiểu thư của Bắc Cung gia tộc. Chư vị miễn lễ. Lục Lâm Thiên Ý bảo mọi người không cần đã lễ, đến trước người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến nói. Đông lão, Oánh tỷ, Khấu phó trưởng môn, trong môn không có việc gì chứ? Trưởng môn, không có chuyện gì quá lớn. Chỉ có một chút việc nhỏ. Khấu Phi Yến nói. Được, vậy đợi lát nữa rồi nói sau. Lục Lâm Thiên gật đầu trở lại Phi Linh Môn, có một ít chuyện cũng không quan trọng bằng việc khôi phục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, hắn nhìn Bắc Cung Vô Song nói. Vô Song, chúng ta đi gặp Nam Thúc đi. Được, Bắc Cung Vô Song gật đầu, thân ảnh hai người lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Thực lực thật mạnh, thân ảnh Bắc Cung Vô Song biến mất. Vô số cường giả Phi Linh Môn lúc này mới cảm thấy uy áp trên người biến mất, người có thực lực thấp một chút lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nhưng mà lúc này coi như Bắc Cung Vô Song rời đi, uy áp trên người bọn họ biến mất, thế nhưng khí tức vô hình trên người bốn hộ pháp tôn cấp của Bắc Cung gia kia trong lúc vô hình khiến cho bọn họ bị áp chế. Vô Song bái kiến Nam Thúc. Trong đình viện trên ngọn núi, Vô Song hành lễ với Nam Thúc. Đám người Băng Mộc Tôn giả, Hắc Phủ, Thiên Địa Nhị Lão cũng có mặt ở đó. Từ trong thần điện đi ra sao? Dường như tu vi tiến bộ không ít. Nam Thúc ý bảo Vô Song miễn lễ, ánh mắt nhìn vào trên người Bắc Cung Vô Song vô cùng nghi hoặc. Khí tức trên người Bắc Cung Vô Song lúc này ngay cả hắn cũng không có cách nào khẳng định. Không nhiều lắm, khí tức có chút không đúng, chẳng lẽ là đế giả? Nam Thúc nghi hoặc, từ trên người Bắc Cung Vô Song ngay cả hắn cũng cảm nhận được một cỗ uy áp. Ánh mắt biến ảo, lập tức kinh ngạc nói. Vũ Tôn cửu trọng. Đúng vậy. Bắc Cung Vô Song mỉm cười gật đầu. Chẳng lẽ ở trong thần điện có cơ duyên lớn hay sao? Nam Thúc có chút nghi hoặc, tu vi tiến bộ nhanh như vậy cũng khiến cho hắn rung động. Sợ rằng đạt được chỗ tốt cực lớn này trong thần điện. Khí tức này dường như có chút không đúng. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Bắc Cung Vô Song, khí tức trong lúc mơ hồ khiến cho toàn thân hắn phát run lên. Vị này có lẽ chính là Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối A. Vãn bối bái kiến Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối. Vô Song dịu dàng cười, mắt nhìn thân ảnh hư ảo của Thánh Thủ Linh Tôn, không cần suy đoán quá nhiều cũng biết được người này là ai. Miễn lễ, tiểu tử Lâm Thiên này quả thực có diễm phúc quá sâu a. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Bắc Cung Vô Song, khí chất thanh nhã giống như trời sinh này không phải là thứ mà nữ tử bình thường có thể có được. Tiền bối quá khen rồi. Bắc Cung Vô Song mỉm cười, lườm qua Lục Lâm Thiên, nụ cười khuynh thành. Sư phụ, đệ tử đạt được mộc hoàng khí trên thiên mộc thần thụ rồi. Lục Lâm Thiên nhìn Thánh Thủ Linh Tôn nói. Đạt được rồi sao? Dùng tâm cảnh của Thánh Thủ Linh Tôn hiện tại, lúc này cũng không nhịn được mà run rẩy. Nam Thúc nghe vậy, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Thánh Thủ Linh Tôn muốn khôi phục, hiện tại cũng chỉ kém mộc hoàng khí trên người thiên mộc thần thụ mà thôi. Lập tức Thánh Thủ Linh Tôn và Nam Thúc cùng hỏi Lục Lâm Thiên làm sao có thể đạt được mộc hoàng khí trên người thiên mộc thần thụ. Bọn họ cũng đoán ra được muốn có được mộc hoàng khí cũng không phải chuyện đơn giản. Lục Lâm Thiên cười khổ, liền nói chuyện đánh bại đại trưởng lão Bắc Cung Chi, sau đó tiến vào trong không gian của thiên mộc thần thụ,
trùng hợp gặp Thiên Mộc Thần Thụ đang đột phá và tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng tiến vào trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, may mắn nhìn thấy một đạo tàn hồn của Bắc Cung Lão Tổ, cuối cùng Thiên Mộc Thần Thụ đột phá thành đế. Hắn và Bắc Cung Vô Song đều có tâm cảnh đế giả, tất cả mọi chuyện đều nói qua một lần. Nghe Lục Lâm Thiên nói xong, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc, Hắc Phú, Băng Mộc Tôn giả còn có Thiên Địa Nhị Lão không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Lục Lâm Thiên chiến thắng Bắc Cung Chi một chân đạt tới đế cấp cũng đủ để khiến cho bọn họ kinh ngạc. Mà tất cả thu hoạch của hắn ở bên trong Thiên Mộc Thần Thụ cũng khiến cho bọn họ không dám tưởng tượng. Không ngờ ở trong Bắc Cung gia tộc ngươi lại có thể nhìn thấy một đạo tàn hồn của Bắc Cung Lão Tổ. Đạt được cơ duyên lớn như vậy cũng là vận khí của ngươi. Nam Thúc bất đắc dĩ nói, từ lúc còn ở Lục gia đã như vậy, chỗ tốt trong thiên địa này dường như đều bị tiểu tử này thu vào túi. Khó trách trên người nha đầu kia lại có khí thức cực kỳ quỷ dị giống như đế giả. Thì ra tâm cảnh đã đặt chân vào đế giả, sợ rằng sau này muốn đột phá thành đế chỉ là chuyện làm chơi ăn thật. Thánh Thủ Linh Tôn khẽ nói, khó trách ngay từ đầu trên người Bắc Cung Vô Song hắn đã cảm thấy một cỗ khí tức không tầm thường. Lâm Thiên, khí tức trên người con dường như không giống như trên người Vô Song. Theo đạo lý mà nói tâm cảnh của con hiện tại có lẽ cũng là đế giả, thế nhưng dường như ẩn giấu không ít. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Lục Lâm Thiên, thân là linh hồn thể, hắn càng cảm nhận được sự bất đồng giữa khí tức của hai người. Lần này quan trọng nhất là đạt được Mộc Hoàng khí. Lục Lâm Thiên nói, khí tức trên người hắn và Vô Song có chút khác biệt, Lục Lâm Thiên đoán, sợ rằng chuyện này có liên quan tới vật trắng xanh trong Tử Vong Thâm Uyên. Hắn đã sớm có tâm cảnh đế giả, Thiên Mộc Thần Thụ cùng với Bắc Cung Lão Tổ đều đã nói qua, dường như còn không phải là tâm cảnh đế giả tầm thường, Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới những thứ này. Đoan Mộc Huynh, hiện tại Mộc Hoàng khí đã có, vậy thì chúng ta cũng nên chuẩn bị khôi phục thôi. Nam Thúc nói. Vậy thì làm phiền lão đệ rồi. Thánh Thủ Linh Tôn gật đầu nói, đợi lâu như vậy bây giờ có thể khôi phục, trong lòng hắn đương nhiên có chút kích động. Cuối cùng Lục Lâm Thiên và Nghĩa Phụ Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói tới chuyện từng gặp đám người Lan Lăng Sơn Trang, không ngờ đám người Thánh Thủ Linh Tôn lại biết rõ việc này. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, lúc này mới từ trong miệng Sát Phá Quân biết được không lâu sau khi hắn đi Bắc Cung gia tộc. Thiên Địa Minh đã tới ba lượt, nói với Đế Đạo Minh, để Phi Linh Môn giao ra Tật Phong Tôn giả. Ngược lại chuyện Lan Linh Tôn giả lại không nói một tôi chứ, đoán chừng chuyện chuẩn đế đi cướp giết người khác cuối cùng còn phải dùng hồn anh chạy trốn, Lan Lăng Sơn Trang cũng không biết xấu hổ tới mức đó, cho nên cũng không nói ra. Chỉ là chuyện này đã truyền ra khắp đại lục, người biết rõ không ít. Lâm Thiên, chuyện của Thiên Địa Minh con định xử lý thế nào? Nam Thúc hỏi Lục Lâm Thiên, đương nhiên hắn biết rõ Tật Phong Tôn giả này đã không còn, đã sớm bị cắn nuốt sạch sẽ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, khóe miệng nở nụ cười lạnh nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới tường ngăn. Tự con xử lý là được. Lần trước Thiên Địa Minh chịu thiệt không nhỏ, sợ rằng chuyện như vậy cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Không tránh khỏi việc hành động sau lưng. Nam Thúc nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, mặc kệ Thiên Địa Minh này sau lưng muốn làm gì, có một ít chuyện cũng phải sớm giải quyết. Khoản sổ sách đám người Khôn Dương đảo, Lan Lăng Sơn Trang đánh lén hắn, chuyện này không thể dễ dàng buông tay như vậy. Cuối cùng mọi người thương nghị, ngày mai chuẩn bị khôi phục cho Thánh Thủ Linh Tôn, lúc này hai người Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Vô Song mới rời khỏi đình viện trên ngọn núi. Hai người rời khỏi đình viện đã tới trạng vạng tối, trong tầng mây có vài tia nắng nhàn nhạt chiếu xuống. Vô Song tỷ, sư phụ. Lục Lâm Thiên cùng Bắc Cung Vô Song quay về phía đình viện của mẫu thân La Lan Thị. Hai người vừa mới tới đình viện thì đã có người nhận ra hai người Bắc Cung Vô Song, Lục Lâm Thiên. La Lan Thị, Lục Trung, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, còn có Lục Tiểu Bạch và Lục Kinh Vân chạy tới. Lục Kinh Vân chạy tới trước người Lục Lâm Thiên. Tâm Đồng. Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười đáp xuống mặt đất, nhị nữ lập tức ôm nhau. Sư phụ, tại sao lâu như vậy người mới trở về? Cái đầu nhỏ của Lục Kinh Vân ngẩng lên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Bối nhi trên vai nó không ngừng phun ra nuốt vào, khí tức ngày càng mạnh. Vì căn cơ của bối nhi, Lục Lâm Thiên cũng không để cho bối nhi phục dục quá nhiều yêu linh đan, cho nên tu vi của bối nhi hiện tại cũng chỉ là ngũ giai hậu kỳ mà thôi. Vô Song bái kiến mẫu thân. Một lát sau Bắc Cung Vô Song cùng Lục Tâm Đồng mới buông nhau ra, Bắc Cung Vô Song đi tới trước người La Lan Thị hành lễ.
Bái kiến đại tiểu thư. Lục Tiểu Bạch hành lễ với Bắc Cung Vô Song, trong lòng vẫn coi Bắc Cung Vô Song là đại tiểu thư. La Lan thì mỉm cười, lập tức kéo tay Bắc Cung Vô Song vào trong đình viện, nhiều năm trôi qua đã không gặp nàng, cũng có nhiều lời muốn nói. Lục Lâm Thiên cùng Lục Kinh Vân đi tới một bên, còn có hai người Dương Quá và Lục Tiểu Bạch ở bên cạnh. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên thỏa mãn chính là lúc này Lục Kinh Vân đã bắt đầu tu luyện âm dương linh vũ quyết, trong khoảng thời gian ngắn đã là vũ đồ và linh đồ chính thức. Lục Kinh Vân từ nhỏ đã được Nam Thúc tự mình chỉ dạy, căn cơ vô cùng kiên cố, thể chất tuyệt đối cường hãn. Thiên phú của bản thân nó cũng cực kỳ cường hãn, trời sinh linh vũ song tu, thiên phú tu luyện, tốc độ tu luyện của nó Lục Lâm Thiên không có chút lo lắng nào. Chỉ duy nhất nói một câu với Lục Kinh Vân là tu luyện căn cơ cho tốt. Lục Lâm Thiên cũng không quên chúc mừng Lục Tiểu Bạch có nhi tử. Lần trước trở về Lục Tiểu Bạch cũng không ở trong phi linh môn cho nên hắn cũng không gặp. Lục Tiểu Bạch mỉm cười, tâm tình cực tốt, Nam Thúc đã tự mình xem qua, thể chất của nhi tử hắn so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Tuy rằng không có cách nào có thiên phú bằng kẻ biến thái như Lục Kinh Vân, thế nhưng Nam Thúc cũng có chút thỏa mãn. Chỉ là còn quá nhỏ, hiện tại tu luyện vẫn còn quá sớm. Trò chuyện với đại ca Dương Quá một lúc về chuyện trong Bắc Cung gia tộc, Lục Lâm Thiên đi tới đại điện của Phi Linh Môn. Hắn đã sớm thông chi cho đệ tử thông báo chúng cường giả phụ trách 6 đường đi tới đại điện chờ. Trong đại điện, Cực Lạc Tam Quỷ đang cùng mọi người nói tới chuyện nửa đường gặp cường giả chuẩn đế của Lan Lăng Sơn Trang cướp giết, cuối cùng bị thu thập phải dùng hồn anh mà trốn. Rồi nhị thiêu gia đánh bại đại trưởng lão Bắc Cung Chi của Bắc Cung gia tộc ra sao? Nói tới nước miếng văng tung tóe khiến cho chúng cường giả Phi Linh Môn nghe ký không thôi. Chuẩn đế của Lan Lăng Sơn Trang phải dùng hồn anh mà trốn khiến cho mọi người vô cùng hả hê. Lục Lâm Thiên tới đại điện, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Mọi người phát hiện ra trưởng môn vô thanh vô tức tới đại điện, lúc này chúng cường giả mới kinh hãi, thực lực trưởng môn càng lúc càng cường hãn. Mọi người hành lễ, Lục Lâm Thiên ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Trong khoảng thời gian này Phi Linh Môn cũng không có chuyện gì. Chỉ là trong cổ vực, Phi Linh Môn và đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo ngày càng va chạm lớn, chỉ là vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói tới chuyện thiên địa minh 3 lần phát ra tin tức tới Phi Linh Môn yêu cầu thả Tật Phong Tôn Giả, mỗi một lần ngôn ngữ đều vô cùng mạnh mẽ, giống như không giao ra Tật Phong Tôn Giả thì thiên địa minh sẽ không để ý tất cả mà ra tay với Phi Linh Môn. Tin này Lục Lâm Thiên cũng biết được từ trong miệng nghĩa phụ Nam Thúc và Băng Mộc Tôn Giả. Đối với việc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ nói mọi người tạm thời không cần để ý. Ám đường nhìn chằm chằm vào động tĩnh của Thiên Địa Minh là được. Hiện tại quả thực không có sức để ý tới Thiên Địa Minh. Tất cả mọi chuyện đợi sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn khôi phục rồi nói sau. Lục Lâm Thiên nghe qua một ít tình hình gần đây của Phi Linh Môn. Hiện tại Phi Linh Môn ngày càng phát triển giống như mặt trời ban trưa. Người mỗi ngày muốn gia nhập Phi Linh Môn nối liền không dứt, đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể gia nhập. Mà trọng tâm trong lòng Lục Lâm Thiên chính là đám người trẻ tuổi cho nên cố ý hỏi tình huống đám người trẻ tuổi. Trong đám người trẻ tuổi, đám người nổi bật nhất chính là Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt. Tu vi của mấy người này đều đột phá tới soái cấp, đặc biệt là Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc ở bên ngoài hiện tại cũng có chút danh khí. Trừ những người này ra hiện tại trong Phi Linh Môn cũng xuất hiện không ít người trẻ tuổi nổi bật. Mỗi 2 năm đều diễn ra Đại hội Đế Đạo Minh 1 lần. Đệ tử trẻ tuổi của Phi Linh Môn cũng không thua kém, đương nhiên muốn làm được như lần Đại hội thứ nhất, Phi Linh Môn chiếm top 3 thì khó có thể làm được. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi trong Phi Linh Môn có tài nguyên cùng với cường giả chỉ đạo, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng thua kém hơn đám sơn môn như Tam Tông Tứ Môn. Nửa canh giờ sau, Lục Lâm Thiên mới rời khỏi đại điện đi thẳng tới đỉnh viện phía hậu sơn. Trong phòng, một đạo thân ảnh xinh đẹp đang chờ Lục Lâm Thiên, miệng mỉm cười. Cường giả Phi Linh Môn của chàng hiện tại không ít, những ngày này nhất định chàng vô cùng mệt mỏi a. Ngẩng đầu nhìn nam tử áo xanh trước mắt, trong mắt Bắc Cung Vô Song hiện lên chút đau lòng cùng áy náy, miệng nói. Thật xin lỗi, lúc chàng cần người hỗ trợ nhất thì thiếp lại không có cách nào tới bên chàng. Về sau mặc kệ chàng làm gì thì bên cạnh chàng đều có thiếp. Nha đầu ngốc. Lục Lâm Thiên mỉm cười, kéo Bắc Cung Vô Song vào ngực mình, cúi đầu hít hương thơm từ mái tóc, cảm nhận mùi hương quyến thuộc, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc. Bắc Cung Vô Song ngẩng đầu lên,
đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Lâm Thiên nói. Những năm này ta rất nhớ chàng. Ta cũng vậy. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, cúi đầu nhìn Bắc Cung Vô Song, đôi môi nhẹ nhàng cúi xuống. Bắc Cung Vô Song khẽ nhắm mắt, lập tức đáp lại. Lục Lâm Thiên ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, hai tay vuốt ve tấm lưng mềm mại trơn bóng của Bắc Cung Vô Song, cuối cùng rơi xuống bờ mông rắn chắn, cảm nhận sự co giãn của nó. Tiếng thở dốc mềm mại từ trong miệng Bắc Cung Vô Song vang lên, cái lưỡi thơm thơ tho trong miệng chăm chú đáp lại Lục Lâm Thiên. Hai tay Lục Lâm Thiên di chuyển vô cùng nhau, thân thể mềm mại như bông, nhấm nháp nước miệng ngọt ngào xen lẫn mùi hương của cơ thể giống như ngọc dịch khiến cho hắn không nhịn được mà say mê, máu tươi sôi sục. Một lát sau, trên giường, bộ váy trên người Bắc Cung Vô Song rớt xuống, thân thể hoàn mỹ hiện lên. Bộ ngực cao ngất, ngạo nghễ trắng nõn mê người, thân thể thon dài, đường cong linh lung, da thịt trắng như tuyết. Lục Lâm Thiên rốt cuộc không cách nào nhịn được nữa, đem thân thể mềm mại này ôm vào trong ngực, Bắc Cung Vô Song chăm chú đáp lại, hai thân thể bắt đầu dây dưa. Một lát sau Lục Lâm Thiên đột nhiên ưỡn ngực, Độc Long ngẩng đầu, dục ngựa dơ roi, Bắc Cung Vô Song đáp lại, đã lâu không nhận ân trạch cho nên lúc này cũng có chút ít đau đớn. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người triền miên. Một đêm trôi qua, trong Phi Linh Môn, mặt đất sáng sớm còn được phủ một tấm vải bằng xương mỏng, liếc nhìn lại mông lung giống như tiên cảnh, gió sớm khẽ thổi, lá cây xào xạc rung động. Sáng sớm, hậu sơn Phi Linh Môn đã bị phong tỏa, ai cũng không thể tiến vào một bước. Bên ngoài một ngọn núi khổng lồ, Nam Thúc tự mình bố trí một đạo cấm chế. Trong ngọn núi, trong một mật thất mới tạo thành, đám người thánh thủ Linh Tôn, Nam Thúc, Kim Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Thiên Địa Nhị Lão, Bắc Cung Vô Song, Lục Lâm Thiên, Hắc Vũ đều có mặt ở trong đó. Không gian trong mật thất không nhỏ, sắc mặt 10 người đều vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt thánh thủ Linh Tôn có chút chớp động, dùng linh hồn thể khôi phục, hắn cảm thấy có thể thực hiện, thế nhưng kết quả như thế nào chính bản thân hắn cũng không biết. Sư phụ, nhất định sẽ thành công thôi. Lục Lâm Thiên nói với sư phụ thánh thủ Linh Tôn. Được, làm khổ con rồi, những vật cần thiết muốn thu thập đều không phải chuyện dễ dàng. Thánh thủ Linh Tôn nhìn đệ tử mình, trong mắt hiện lên sự cảm kích. Nghịch mệnh hồn quả cùng với mộc hoàng khí trên thiên mộc thần thụ không phải là vật bình thường. Những năm này vì thay hắn tìm kiếm nghịch mệnh hồn quả, hắn hiểu rõ Lục Lâm Thiên tốn rất nhiều tâm tư. Bắt đầu đi. Nam Thúc nói, bàn tay vung lên, cửu long xích viêm đỉnh bắn ra. Khí tức nóng bỏng lan tràn, ông ông vang vọng trong mật thất. Nghĩa phụ, cái cửu long xích viêm đỉnh này chẳng lẽ đã? Cửu long xích viêm đỉnh vừa mới xuất hiện, sắc mặt Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Khí tức bên trên cửu long xích viêm đỉnh so với trước kia dường như hoàn toàn là hai vật khác nhau, khí tức nóng bỏng khiến cho lòng người rung động. Cửu long xích viêm đỉnh chính là hồn linh khí bổn mạng của ta, hiện tại đã tấn chức lên thần khí. Nam Thúc nhìn cửu long xích viêm đỉnh rồi nói với Lục Lâm Thiên. Sư phụ ngươi muốn khôi phục thì phải khôi phục thân thể trước, cuối cùng thân thể hồn anh phải dung hợp với thân thể thì mới coi như thành công. Chỉ là cái thân thể này còn không biết làm sao có thể hoàn toàn khôi phục. Thánh thủ Linh Tôn vung tay lên, trong linh ngọc sàng có một thân thể giống như một đạo lưu quang xuất hiện. Một cỗ thân thể xuất hiện trong mật thất. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào, thân thể này chính là một cỗ thây khô, sinh cơ toàn thân đều không có, da bọc xương. Cơ bắp trên người héo rút, một kiện trường bào bao quanh thân thể, hốc mắt hõm sâu, tóc dài rối tung, mang theo một cỗ khí tức âm trầm. Sư phụ, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, tuy rằng thây khô này biến dạng không ít, thế nhưng trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên vẫn có thể nhìn ra, thân thể hồn anh của sư phụ thánh thủ Linh Tôn chính là thân thể này. Mà thân thể hắn mai táng ở trong một hạp gốc ở Sơn Mạch Vũ Đô chỉ là một cỗ khôi lỗi của sư phụ thánh thủ Linh Tôn mà thôi. Thân thể này không còn một chút sinh cơ nào, muốn khôi phục sợ rằng không dễ. Kim Huyền nói, vậy thì phải nhìn trọng bảo của Bắc Cung gia tộc. Một đạo mộc hoàng khí trong thiên mộc thần thụ có hiệu quả giống như trong lời đồn đãi hay không? Thánh thủ Linh Tôn nói, thân thể của mình hắn là người rõ ràng nhất. 5.000 năm trước đại nạn tới, hắn cưỡng ép đột phá thế nhưng lại không thành công. Đại nạn vừa đến, sinh cơ trên người hao hết, hắn cũng có một ít thủ đoạn cho nên mới lưu lại thân thể hồn anh trong linh ngọc sàng cho tới bây giờ. Đồn rằng chỉ có một đạo mộc hoàng khí trong thiên mộc thần thụ mới có thể khởi tử hồi sinh. Sư phụ! Sinh cơ của thân thể này hoàn toàn biến mất,
nếu như không được có thể đổi lại một cỗ thân thể khác hay không? Lục Lâm Thiên hỏi Thánh Thủ Linh Tôn, thân thể này chẳng khác gì một cỗ xác ướp, không có bất kỳ sinh cơ nào, cho nên lúc này Lục Lâm Thiên có chút bận tâm. Đổi một cỗ thân thể khác chẳng khác gì là đoạt xá, như vậy cũng không tốt. Nếu như đoạt xá thì lúc trước ta đã đoạt xá rồi. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Lục Lâm Thiên nói. Dùng thân thể người khác, bất kể là thân thể gì đều không thể chính thức dung hợp cùng linh hồn. Thân thể người khác có từ nhỏ làm sao có thể so sánh với thân thể của chính mình được. Cho nên coi như ta dùng thân thể người khác khôi phục, không nói về sau có thể tiếp tục đột phá hay không, coi như khôi phục tu vi cùng thực lực khi trước cũng khó. Lục Lâm Thiên gật đầu, kỳ thực trong lòng Lục Lâm Thiên đã nghĩ tới, bây giờ trên người hắn còn có một cỗ thân thể đế giả, nếu như sư phụ có thể sử dụng, hiệu quả sợ rằng cũng không tệ. Chỉ tiếc thân thể người khác, bất kể dùng thế nào đều không thể bằng thân thể của chính mình, cũng hạn chế sự tăng tiến tu vi sau này. Bắt đầu đi. Nam Thúc quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Một đạo mộc hoàng khí trên người Thiên Mộc Thần Thụ đâu? Nghĩa phụ, đây. Một đạo quang mang màu xanh trong tay Lục Lâm Thiên lóe lên, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một trà cây lớn bằng cánh tay trẻ con, lá xanh lắc lư, mang theo sinh cơ bàng bạc lan tràn. Nhánh cây của Thiên Mộc Thần Thụ. Dưới sinh cơ bàng bạc này tất cả mọi người đều nhìn vào trà cây của Thiên Mộc Thần Thụ trên tay Lục Lâm Thiên, sắc mặt kinh ngạc. Lâm Thiên, chuyện để cho Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối khôi phục chàng giao cho thiếp đi. Ngay khi Lục Lâm Thiên định đưa cho Nam Thúc nhánh cây của Thiên Mộc Thần Thụ thì Bắc Cung Vô Song bước lên, thân thể mềm mại nhìn Lục Lâm Thiên dịu dàng nói. Chuyện này, Lục Lâm Thiên sững sờ, Vô Song chỉ là vũ giả, chẳng lẽ cũng có bổn sự này sao? Lục Lâm Thiên theo quán tính nhìn về phía Nam Thúc. Ta cũng quên nha đầu nhà ngươi, có thần nữ của Bắc Cung gia ở đây, bước này so với ta thì ngươi còn nắm chắc hơn nhiều. Nam Thúc nhìn Bắc Cung Vô Song mỉm cười nói. Vô Song sẽ cố gắng hết sức. Bắc Cung Vô Song nói với Nam Thúc, lấy trà cây Thiên Mộc Thần Thụ trong tay Lục Lâm Thiên, nhìn Thánh Thủ Linh Tôn nói. Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối, vãn bối sẽ cố hết sức. Về phần thành công hay không vãn bối cũng không biết, tiền bối chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi, ngươi là thần nữ của Bắc Cung gia tộc, trên phương diện này nếu như ngươi không làm được sợ rằng Nam Lão Đệ càng không được. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Theo hắn biết tộc nhân Bắc Cung gia tộc tự mình ra tay thì hiệu quả so với người bên ngoài còn cao hơn. Bắc Cung Vô Song gật đầu, lập tức nói với mọi người. Chư vị, mời chư vị lùi về phía sau một chút. Mọi người nghe vậy đều lùi về phía sau một chút. Lục Lâm Thiên cũng lùi lại mấy bước, ánh mắt vẫn nhìn về phía Bắc Cung Vô Song, không biết Vô Song có thủ đoạn gì khôi phục thân hình của sư phụ. Nhìn mọi người lùi ra phía sau, Bắc Cung Vô Song hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng bước lên, chậm rãi đi tới thân thể khô héo của Thánh Thủ Linh Tôn trong mật thất. Thủ ấn biến hóa, một đạo chân khí màu xanh đậm lập tức bao phủ thân thể Thánh Thủ Linh Tôn, để cho thân thể lơ lửng trước mặt nàng. Cùng lúc thủ ấn trong tay Bắc Cung Vô Song lần nữa biến hóa, hai đạo tinh quang màu xanh từ trong hai mắt bắn ra. Khí tức quanh thân đột nhiên tăng vọt, một cỗ uy áp cực mạnh từ quanh thân lan tràn ra. Mà dưới uy áp này cả không gian trong mật thất run lên. Đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Địa Nhị Lão, Hắc Phủ đều bị một cỗ áp bách. Siêu siêu. Đạo quang trụ màu xanh trong tay Bắc Cung Vô Song rót vào trong cơ thể Thánh Thủ Linh Tôn. Trong đạo quang trụ màu xanh này có một cỗ mộc hoàng khí. Đạo mộc hoàng khí này dường như Bắc Cung Vô Song đã phóng thích ra tới tận cùng. Mộc hoàng khí thật mạnh. Hai người Nam Thúc, Kim Huyền lúc này đều kinh ngạc. Mộc hoàng khí này dường như đã vượt quá cấp độ bình thường, dường như có thể khống chế thiên địa. Mộc hoàng khí này quá mạnh mẽ. Dưới uy áp, áp bách trên người đám người Hắc Vũ, Thiên Địa Nhị Lão ngày càng lớn. Đạo quang trụ màu xanh rót vào trong thân thể Thánh Thủ Linh Tôn, toàn bộ thân thể Thánh Thủ Linh Tôn lập tức có lục quang quanh quẩn. Phía trên làn da, vô số lỗ chân lông có lục quang lan tràn ra. Bộ váy trên người Bắc Cung Vô Song phiêu động, trà cây vừa mới lấy trong tay Lục Lâm Thiên lúc này cũng xuất hiện trong tay nàng. Trà cây màu xanh này dường như đang hô ứng với mộc hoàng khí quanh thân Bắc Cung Vô Song. Lục quang đại thịnh, sinh cơ phóng ra, tạo thành từng chiếc lá cây lớn nhỏ không đồng đều trên lòng bàn tay, lưu quang quanh quẩn, huyền ảo không nói nên lời. Siêu một tiếng, một cái lá cớ lập tức xuất hiện trong tay Bắc Cung Vô Song, mấy đạo thủ ấn trong tay Bắc Cung Vô Song biến hóa.
Cái lá cây màu xanh này lập tức bành trướng tới hơi 2-3 mét trong tay Bắc Cung Vô Song, lục quang đại thịnh, gân lá bên trên có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như kinh mạch trong cơ thể, vô cùng rập rạp, chẳng chịt, phóng ra một cỗ sinh cơ cùng với năng lượng vô cùng khiến cho lòng người rung động. Siêu! Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bắc Cung Vô Song liền đem cái lá cây này bao phủ thân thể Thánh Thủ Linh Tôn, vừa vặn đem thân thể Thánh Thủ Linh Tôn bao phủ vào bên trong. Trong lúc mơ hồ dung hợp với thân thể của Thánh Thủ Linh Tôn. Lá cây màu xanh bao phủ, một cỗ sinh cơ cực lớn lập tức tiến vào trong thân thể khôi héo của Thánh Thủ Linh Tôn, cả thân thể đột nhiên rung động. Lâm Thiên, hộ pháp giúp thiếp, thiếp cần một chút thời gian. Âm thanh của Bắc Cung Vô Song truyền ra, lập tức khoanh chân ngồi trong mật thất. Lục quang trong tay tương liên với phiến lá kia, giống như muốn đem phiến lá cây này dung hợp với thân thể Thánh Thủ Linh Tôn. Vô Song có lẽ cần một chút thời gian, ta cũng phải luyện chế đan dược. Nam Thúc dứt lời, cánh tay vung lên, nắp đỉnh cửu long xích viêm đỉnh bắn lên, tâm thần khẽ động, từng đạo lưu quang từ trong nhẫn chữ vật bắn ra. Lưu quang thu liếm, không ít linh dược xuất hiện giữa không trung trước mặt Nam Thúc. Nhìn qua những linh dược này, sau khi xác định không có vấn đề, Nam Thúc mới đem không ít linh dược ném vào trong cửu long xích viêm đỉnh. Nam lão đệ, giao cho ngươi. Thánh Thủ Linh Tôn nói, yên tâm đi. Nam Thúc nhìn qua Thánh Thủ Linh Tôn nói, Đoan Mộc huynh, có lẽ nếu như huynh đồng ý. Thánh Thủ Linh Tôn ngắt lời Nam Thúc, khẽ mỉm cười nói. Nam lão đệ, dùng tạo nghệ trên phương diện đan dược của lão đệ, chẳng lẽ không có cách nào so sánh cùng với đế giả chính thức sao? Nếu huynh đã tín nhiệm ta như vậy, ta cũng chỉ có thể cố hết sức. Trên phương diện luyện đan, ta cũng có vài phần tự tin. Coi như là linh đế cũng không thể mạnh hơn ta. Trong mắt Nam Thúc bắn ra tinh quang, lộ ra sự tự tin. Mặc dù hắn chỉ là chuẩn đế, thế nhưng trên phương diện luyện chế đan dược lại có một cỗ khí thế báo đạo, danh hiệu Thiên Linh Đan Tôn năm đó tuyệt đối không chỉ là hư danh. Vậy là được rồi, sinh cơ của ta giao cho lão đệ cùng Vô Song. Thánh Thủ Linh Tôn mỉm cười nói. Nam Thúc gật đầu, hít sâu một hơi, trường bào run lên, thân ảnh lóe lên. Lập tức khoanh chân ngồi trước cửu long xích viêm đỉnh. Cũng không thấy có động tác gì mà ở trong cửu long xích viêm đỉnh lập tức xuất hiện hỏa diễm nóng bỏng ngập trời. Siêu! Nam Thúc bấm tay, một nhánh đan dược bất phàm lập tức xuất hiện trong tay hắn, toàn thân màu xanh lục, có năng lượng bàng bạc lan tràn ra. Linh dược này được một đạo quang mang trong tay Nam Thúc bao phủ, bị ném vào trong cửu long xích viêm đỉnh, hỏa diễm nóng bỏng lập tức bao phủ linh dược. Siêu! Linh dược bất phàm này vốn rất khó bị luyện hóa, thế nhưng dưới hỏa diễm của cửu long xích viêm đỉnh lại bị luyện hóa, một cỗ sương mù màu trắng bắt đầu xuất hiện. Nam Thúc lại lần nữa ném không ít linh dược vào trong cửu long xích viêm đỉnh, từng bước luyện hóa, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến Lục Lâm Thiên kinh ngạc. So với Nam Thúc mà nói, trên phương diện luyện chế đan dược hắn còn kém xa, mỗi một cái giơ tay nhấc chân này Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được độ khó ra sao. Tạo nghệ của Nam lão đệ trên phương diện đan dược quả thực độc bộ một phương A. Thánh Thủ Linh Tôn thì thào nói, dùng nhãn lực của hắn, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của Nam Thúc hắn đều có thể nhìn ra được. Sư phụ, nghĩa phụ đang luyện chế loại đan dược nào vậy? Lục Lâm Thiên thấp giọng hỏi. Thứ nghĩa phụ con định luyện chế là một loại đan dược thượng cổ. Gọi là nghịch mệnh dung hồn đan, chủ tài liệu của đan dược này chính là nghịch mệnh hồn quả. Nghịch mệnh hồn quả này bản thân là thiên tài linh bảo, trên đời này cũng không có bao nhiêu, cho nên loại đan dược này cũng chỉ tồn tại trên lời đồn mà thôi. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, hy vọng Nam Thúc có thể luyện chế thành công. Nếu như ngay cả Nam Thúc cũng không luyện chế thành công mà nói, sợ rằng thiên hạ này cũng không có ai dám cam đoan nhất định có thể luyện chế thành công. Một gốc linh dược bị Nam Thúc luyện hóa, thời gian từ từ trôi qua. Đám linh dược đặt trước cửu long xích viêm đỉnh dần dần bị ném vào trong dược đỉnh. Nam Thúc lần này luyện đan cũng cực kỳ cẩn thận. Nếu như luyện chế đan dược thất bại mà nói chuyện Thánh Thủ Linh Tôn khôi phục không biết phải đợi tới khi nào, chủ tài liệu như nghịch mệnh hồn quả chỉ có một khỏa. Bắc Cung Vô Song tiếp tục khống chế lá cây màu xanh trong tay bao phủ thân thể Thánh Thủ Linh Tôn. Lá cây màu xanh của Thiên Mộc Thần Thụ bao phủ, trên thân thể của Thánh Thủ Linh Tôn không ngờ lại xuất hiện một tia sinh cơ. Lá xanh này dường như cũng đang hoàn toàn dung hợp với thân thể của Thánh Thủ Linh Tôn. Một ngày sau, toàn bộ lá xanh đều dung hợp vào trong thân thể của Thánh Thủ Linh Tôn, cổ tay màu trắng của Bắc Cung Vô Song vung lên.
lần nữa lại khống chế một chiếc lá xanh bao phủ thân thể thánh thủ linh tôn. Bắc Cung Vô Song hết sức cẩn thận đem mộc hoàng khí đánh vào trong cơ thể thánh thủ linh tôn, Nam Thúc đang luyện chế một gốc linh dược. Đám người Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng đều ở bên ngoài mật thất, không dám tạo thành một chút tiếng động nào, sợ quấy rầy Nam Thúc đang luyện đan và Bắc Cung Vô Song. Tất cả mọi người đều khẩn trương, dường như so với hai người Bắc Cung Vô Song và Nam Thúc còn khẩn trương hơn rất nhiều. Ba ngày sau, Bắc Cung Vô Song đem chiếc lá thứ ba hoàn toàn dung hợp với thân thể thánh thủ linh tôn. Thân thể thánh thủ linh tôn đã khôi phục sinh cơ với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy, làn da khô héo bắt đầu có chút sáng bóng. Trước người Nam Thúc, ở trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Khí tức nóng bỏng lan tràn ra, cả không gian đều bị phủ lên một mảnh đỏ thẫm, chỉ là lúc này người ở trong mật thất cũng không phải là người thường. Mà ở trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh lúc này bắt đầu có một cỗ năng lượng bàng bạc lan tràn. Thời gian 3 ngày, cơ hồ tất cả linh dược trước người Nam Thúc đều bị luyện hóa, một cỗ năng lượng lan tràn ra. Từng đạo linh dịch ở trong góc Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Thủ ấn Nam Thúc biến hóa, trong nhẫn chữ vật có một cái hộp ngọc xuất hiện. Một vật trắng tinh xuất hiện trong tay. Linh quả màu trắng này có hình dáng giống như một đứa trẻ, có mắt, mũi, tay chân, có góc cạnh giống như một con búp bê màu trắng, toàn thân lan tràn năng lượng bàng bạc tới tận cùng. Trên người linh quả dường như còn có một đôi mắt, hai mắt nhỏ kia dường như còn có thể chuyển động, trên thân thể lan tràn ra năng lượng ngập trời. Nghịch mệnh hồn quả. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn vào linh quả màu trắng, đây chính là nghịch mệnh hồn quả tạo ra thiên kiếp lần trước, tuyệt đối là trọng bảo. Siêu. Thủ ấn Nam Thúc biến hóa, lập tức đem nghịch mệnh hồn quả này ném vào trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Hỏa diễm hừng hực trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh lập tức bao phủ linh quả. Lúc này mọi người càng thêm khẩn trương, thời gian lần nữa trôi qua 3 ngày. Trong vòng 3 ngày Bắc Cung Vô Song đã đem chiếc lá thứ 6 đánh vào trong cơ thể của Thánh Thủ Linh Tôn. Trên thân thể của Thánh Thủ Linh Tôn sinh cơ ngày càng nồng đậm, Bắc Cung Vô Song vẫn còn tiếp tục. Ầm ầm. Mà lúc này, ở trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh của Nam Thúc truyền tới động tĩnh cực lớn. Cả Cửu Long Xích Viêm đỉnh cực lớn lay động, ầm ầm rung chuyển. Đám người Lục Lâm Thiên, Kim Huyền, Thánh Thủ Linh Tôn, Dương Quá, Lục Tâm Đồng lập tức nhìn vào Cửu Long Xích Viêm đỉnh cùng Nam Thúc. Nghịch mệnh hồn quả có động tĩnh. Mọi người nhìn vào, ở trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh của Enma Thúc có một đạo quang tụ màu trắng lao ra khỏi Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Ở trong đạo quang trụ màu trắng lập tức xuất hiện một đầu cự long màu trắng cực lớn. Ngao! Cự long màu trắng cực lớn này rít gào, toàn thân được lân phiến màu trắng bao trùm. Thân thể khổng lồ ngạo nghễ phóng lên trời giống như muốn lao ra khỏi Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Thân thể giống như muốn chấn vỡ Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Chói! Thủ ấn Nam Thúc biến hóa, ở trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh lập tức có một cỗ chấn động vô hình lan tràn. Bao phủ cự long màu trắng bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Cự long màu trắng khổng lồ lúc này cũng không bành trướng trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh nữa, thế nhưng trong không gian của Cửu Long Xích Viêm đỉnh trong lúc vô hình lại có chấn động lan tràn. Giống như mở rộng vô số lần, trong nháy mắt cự long màu trắng bành trướng tới hơn ngàn mét. Mà cự long màu trắng khổng lồ này vẫn bị vây khốn trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh, không có cách nào thoát ra. Mọi người kinh ngạc, Lục Lâm Thiên cũng trợn mắt. Nhìn qua biến hóa của Cửu Long Xích Viêm đỉnh giống như nhìn qua màn hình ở kiếp trước. Coi như Cửu Long có biến hóa ra sao, to lớn thế nào thì Cửu Long Xích Viêm đỉnh cũng không có thay đổi, chỉ là không gian bên trong nó mở rộng hơn mà thôi. Cùng lúc đó sắc mặt Nam Thúc ngưng trọng, thủ ấn trong tay Nam Thúc không ngừng biến ảo, linh lực quanh thân phô thiên cái địa tuôn ra. Ở trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh lập tức có 9 đầu Cửu Long bằng lửa bắn ra. Ngao ngao. 9 đầu cự long bằng lửa này vừa mới xuất hiện, tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng, lập tức bao phủ đầu cự long màu trắng kia. Ngao! Cự long màu trắng gào thét, ngẩng đầu mà đứng, dường như đang phản kháng với 9 đầu cự long bằng lửa kia. Toàn thân có một cỗ năng lượng cực lớn lan tràn, chung quanh thân thể khổng lồ xuất hiện khe nứt đen kịt. Mà khí tức trên người nó khiến cho tất cả mọi người ở phía xa không khỏi run rẩy. Không ngờ nghịch mệnh hồn quả lại mạnh tới tình trạng này. Muốn luyện hóa nó sợ rằng cũng không dễ. Trong mắt Thánh Thủ Linh Tôn hiện lên sự ngưng trọng. Đầu cự long màu trắng rít gào với 9 đầu cự long bằng hỏa diễm, lập tức 9 đầu cự long bằng hỏa diễm kia vây công đầu cự long màu trắng. Đầu cự long màu trắng kia không chút do dự va chạm với 9 đầu cự long kia.
cả cửu long xích viêm đỉnh rung rung. Ngao ngao, thập long tranh đoạt trong cửu long xích viêm đỉnh, cự long màu trắng rơi vào thế hạ phong, thế nhưng lại giống như liều chết phản kháng. Chín đầu cự long bằng lửa tuy rằng chiếm thế thượng phong, thế nhưng dường như cũng có chỗ cố kỵ, cũng không dám quá ép đối phương. Phiền phức, nghịch mệnh hồn quả có một chút linh trí tuy rằng không cao, thế nhưng cũng biết phản kháng. Sợ rằng ép nó quá, có khả năng nó sẽ tự bạo, đến lúc đó hiệu quả cũng sẽ giảm bớt hơn nhiều. Thánh thủ linh tôn ngưng trọng nói. Sư phụ, vậy có biện pháp gì không? Lục Lâm Thiên cũng nhìn ra được biến hóa trong cửu long xích viêm đỉnh, đầu cửu long màu trắng này chính là linh trí cùng với bổn nguyên của nghịch mệnh hồn quả biến thành. Linh trí của nghịch mệnh hồn quả này cực cao, ép nó quá nó sẽ tự bạo. Ta cùng một người dùng linh hồn lực tiến vào trong cửu long xích viêm đỉnh, phụ trợ ta luyện hóa nghịch mệnh hồn quả này, bằng không sẽ phiền phức. Thủ ấn trong tay Nam Thúc biến hóa, nói với mọi người. Lục Lâm Thiên nhíu mày, để linh hồn tiến vào trong đó, ở đây tuy rằng là cường giả, thế nhưng trên phương diện linh hồn thì linh giả còn đỡ hơn một chút. Mà trong mọi người chỉ cho hắn, Lục Tâm Đồng còn có sư phụ thánh thủ linh tôn là linh giả, sư phụ nhất định không được. Mà Lục Lâm Thiên cũng lo lắng cho Lục Tâm Đồng, linh hồn tiến vào trong cửu long xích viêm đỉnh, nếu không cẩn thận thì linh hồn cũng sẽ hóa thành hư ảo, đến lúc đó linh hồn sẽ bị trọng thương, vậy thì người phù hợp cũng chỉ có bản thân hắn mà thôi. Con tới. Lục Lâm Thiên bước lên một bước tới trước cửu long xích viêm đỉnh, mọi người cũng không nói gì, người thích hợp cũng chỉ có Lục Lâm Thiên mà thôi. Siêu. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, thủ ấn biến hóa. Một đạo quang mang trong mi tâm lập tức bắn đi, tiến vào trong cửu long xích viêm đỉnh. Siêu siêu. Trong hỏa diễm nóng bỏng ngập trời, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, quanh thân được năng lượng linh hồn bàng bạc bao phủ, lúc ni áp mới có thể ngăn cản nhiệt độ của hỏa diễm, thế nhưng linh hồn cũng bị đốt cháy tới đau đớn. Tổng mật thất, mọi người càng thêm lo lắng. Lúc này ở trong cửu long xích viêm đỉnh, trong thập long còn có thân ảnh linh hồn của Lục Lâm Thiên cũng xuất hiện trong đó. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì đạo linh hồn này cũng hóa thành hư ảo, đến lúc đó linh hồn Lục Lâm Thiên cũng sẽ bị trọng thương. Ngao! Âm thanh rít gào vang lên, Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, ở trong không gian có hỏa diễm ngập trời thập long đang giằng co. Cự long màu trắng đã bị ép tới một góc, thế nhưng vẫn đang ngẩng đầu phản kháng. Thân ảnh lóe lên, Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện trước người cự long màu trans. Ngao! Cự long màu trắng nhìn Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt chớp động, dường như nhận ra Lục Lâm Thiên, ánh mắt hằm hằm kia cũng trở nên ngoan ngoãn hơn đôi chút. Nhìn phản ứng của cự long màu trắng, Lục Lâm Thiên cũng có chút nghi hoặc. Suy nghĩ một lát hắn lập tức nhớ tới, khi ở Tổng Thánh Linh Cốc hắn đã từng giúp cự long màu trắng này ngăn cản qua một đạo thiên lôi, sợ rằng cự long màu trắng này vẫn còn nhớ rõ hắn. Ngươi còn nhận ra ta sao? Lục Lâm Thiên do dự rồi hỏi cự long màu trắng. Cự long màu trắng nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt cực lớn chớp động, giống như nghe hiểu hoặc giả cũng không hiểu. Ta không biết ngươi nghe có hiểu hay không, ta muốn nói với ngươi một chuyện, ta cần ngươi để sư phụ ta khôi phục, cho nên ta phải luyện hóa ngươi. Ngươi cũng là vật thông linh, nếu như không phải như vậy ta cũng sẽ không luyện hóa ngươi. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài nói. Ca ca đang làm gì vậy? Nhìn qua Lục Lâm Thiên dường như đang thương lượng với đầu cự long màu trắng kia thứ gì đó, Lục Tâm Đồng cực kỳ nghi hoặc. Tiếng vang bên trong không gian của cửu long xích viêm đỉnh đương nhiên mọi người không nghe được. Nghịch mệnh hồn quả này dường như ở trước mặt Lâm Thiên không cuồng bạo như vậy, hình như cực kỳ ngoan ngoãn. Thánh thủ linh tôn cũng cực kỳ nghi hoặc nói. Ta hiểu rồi, ban đầu ở Thánh Linh Cốc Lâm Thiên đã thay nghịch mệnh hồn quả kia ngăn cản một đạo lôi kiếp cho nên lúc này nghịch mệnh hồn quả mới nhận ra được Lâm Thiên. Kim Huyền nói. Còn có chuyện này sao? Ánh mắt thánh thủ linh tôn khẽ đảo. Trong cửu long xích viêm đỉnh, cự long màu trắng nhìn chín đầu cự long bằng hỏa diễm chung quanh, ánh mắt chớp động, một tiếng rít gào vang lên. Ngao! Tiếng rít gào vang vọng, trong miệng đầu cự long màu trắng kia trong khoảng khắc có một đạo quang mang màu trắng lướt đi. Ở trong quang mang màu trắng trong lúc mơ hồ có một con rồng nhỏ, độc nhất vô nhị ở bên trong. Siêu! Đạo quang mang màu trắng này lơ lửng trước người Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên nhìn qua đạo lưu quang màu trắng này. Cảm nhận đạo lưu quang màu trắng này cũng không phải là công kích. Do dự một chút, Lục Lâm Thiên giơ tay lên, nắm đạo lưu quang màu trắng này vào trong tay. Ngao! Cự long màu trắng nhìn Lục Lâm Thiên,
nhìn thấy Lục Lâm Thiên thu đạo lưu quang màu trắng vào trong tay, miệng rít lên một tiếng, dường như khẩn cầu cái gì đó. Người bảo ta giữ lại nó. Nhìn hai mắt cự long màu trắng, Lục Lâm Thiên cảm giác được, năng lượng bên trong đạo lưu quang màu trắng này dường như có không ít quan hệ với cự long màu trắng kia. Cự long màu trắng này lần nữa rít gào một tiếng, cái đầu cực lớn kia không ngờ lại gật gật, rõ ràng nó có hiểu được câu nói của Lục Lâm Thiên. Hoặc là hiểu rõ ý tứ của Lục Lâm Thiên, tiếng rít vừa dứt, thân ảnh khổng lồ ầm ầm tiêu tán trong không gian nóng bỏng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành nghịch mệnh hồn quả giống như hình người kia. Siêu! Cùng một lúc chín đầu cự long bằng hỏa diễm thu nhỏ lại, hóa thành chín đạo hỏa diễm nóng bỏng, bao phủ trên người nghịch mệnh hồn quả. Lâm Thiên, xuất hiện đi! Cảnh tượng trước mặt Lục Lâm Thiên dần dần biến mất, đạo lưu quang linh hồn trở lại trong mi tâm. Hai con mắt đang nhắm mở ra, trong tay xuất hiện một đạo lưu quang màu trắng, không ngừng lan tràn ra năng lượng kinh người. Cái này là vật gì? Lục Lâm Thiên đứng dậy, cũng không quấy rầy nghĩa phụ Nam Thúc, thân ảnh trở lại sát biên giới mật thất, nhìn đạo lưu quang màu trắng trong tay mà không khỏi nghi hoặc. Nếu như ta suy đoán không sai, đây là linh chủng của nghịch mệnh hồn quả. Kim Huyền nói, thân ảnh lóe lên, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn qua đạo lưu quang màu trắng trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Linh chủng là vật gì? Lục Lâm Thiên cũng không biết thứ này là vật gì, cảm nhận thứ này có quan hệ cực lớn với nghịch mệnh hồn quả, khí tức giống như đúc. Thánh thủ Linh Tôn lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc, trả lời Lục Lâm Thiên. Linh chủng chính là thứ linh vật lưu lại, giống như là hạt giống của thực vật bình thường, trứng của yêu thú, linh thú, giống như là thai nhi của sinh linh vậy. Nói như vậy đây là hậu đại của nghịch mệnh hồn quả. Lục Lâm Thiên nhìn qua đạo lưu quang màu trắng trong tay, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Hẳn là như thế, nghịch mệnh hồn quả này sợ đã biết bản thân mình trời sinh sẽ trở thành đan dược, chỉ là lại cực kỳ tín nhiệm con cho nên mới lưu lại một đạo linh chủng. Sau đó mới can tâm bị luyện hóa, đồng thời lưu lại một đạo linh chủng cho con là hy vọng con có thể kéo dài nó. Thánh thủ Linh Tôn nói, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ duy trì nó, tiếp theo tuyệt đối sẽ không luyện hóa. Cho ngươi tồn tại giống như thiên mộc thần thụ, cho dù là ai cũng không thể động tới ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn đạo lưu quang màu trắng trong tay, tâm thần thu lại, đem linh chủng do nghịch mệnh hồn quả lưu lại bỏ vào trong một hộp ngọc. Lục Lâm Thiên thu nó vào trong nhẫn chữ vật, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú vào trong cửu long xích viêm đỉnh, Nam Thúc lúc này vẫn đang luyện hóa. Thời gian từ từ trôi qua. Bắc Cung Vô Song cũng đem từng phiến lá cây của Thiên Mộc Thần Thụ đánh vào trong cơ thể của Thánh Thủ Linh Tôn. Tổng cộng đã qua 10 ngày, Bắc Cung Vô Song đã đánh vào trong thân thể Thánh Thủ Linh Tôn 10 phiến lá cây. 10 chiếc lá của Thiên Mộc Thần Thụ dung hợp vào trong thân thể Thánh Thủ Linh Tôn bắt đầu lan tràn ra sinh cơ bàng bạc. Thân thể vốn khô héo lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Chỉ là khuôn mặt vẫn còn trắng bệch. Ngoài biên giới mật thất. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cửu long xích viêm đỉnh. Đã là ngày thứ 13, tại sao còn chưa thành công? Lục Lâm Thiên nhìn qua cửu long xích viêm đỉnh thì thào nói, hôm nay đã là ngày thứ 13 rồi. Nghịch mệnh dung hồn đan không dễ luyện chế. Thánh thủ Linh Tôn nói. Sư phụ, nghịch mệnh dung hồn đan là đan dược cấp độ gì? Chẳng lẽ là chuẩn đê sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Thánh thủ Linh Tôn nói. Nghịch mệnh dung hồn đan chính là tồn tại kỳ lạ, đồn rằng loại đan dược này không có phẩm giai. Tại sao lại không có phẩm giai? Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc hỏi. Theo ghi chép từ thượng cổ là như vậy, cho nên sau khi luyện chế thành công sẽ như thế nào cũng không ai biết được. Thánh thủ Linh Tôn nói. Nghe vậy Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, vừa định nói tiếp thì cửu long xích viêm đỉnh đột nhiên run rẩy, âm thanh siêu siêu vang vọng không ngừng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lúc này ở trong cửu long xích viêm đỉnh có một cỗ năng lượng cực kỳ nồng đậm giống như núi lửa từ bên trong phun trào ra. Ngao! Một tiếng rồng ngâm vang vọng, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy ở bên trong năng lượng bàng bạc kia có một đầu cự long màu trắng cực lớn. Sắp thành công sao? Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn vào trong cửu long xích viêm đỉnh. Ầm ầm! Trong phi linh môn, không trung yên tĩnh đột nhiên gió nổi mây phun, lôi vân chẳng chịt, cả không gian lắc lư không ngớt. Năng lượng thiên địa bàng bạc kéo tới hậu sơn. Xảy ra chuyện gì? Cơ hồ tất cả đệ tử phi linh môn bị kinh động, cả đám đều kinh ngạc. Hẳn là động tĩnh ở bên trong. Ngoài ngọn núi,
Cực Lạc Tam Quỷ khoanh chân ngồi hộ pháp bên ngoài ngọn núi, đảm bảo cho dù là ai cũng không thể tiến tới gần. Ngao! Ở trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, năng lượng bàng bạc bên trong ngày càng nồng nặc, về sau cơ hồ Cửu Long Xích Viêm Đỉnh run rẩy không ngớt. Cả mật thất tràn ngập một cỗ năng lượng khiến cho lòng người rung động. Năng lượng bàng bạc kia lập tức tạo thành một đầu cự long bằng năng lượng. Có 8 phần tương tự với cự long màu trắng do nghịch mệnh hồn quả biến thành. Năng lượng lan tràn, đôi mắt đang nhắm của Nam Thúc cũng chậm rãi mở ra, nhìn qua cảnh này, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ vui mừng, thủ ấn biến hóa nói. Đoan Mộc huynh, lúc này không tới còn đợi tới khi nào nữa. Nam lão đệ, đa tạ. Thánh thủ linh tôn nói một tiếng, thân thể linh hồn hư ảo hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Siêu! Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, thân ảnh thánh thủ linh tôn vừa mới xuất hiện thủ ấn lập tức biến hóa, thân thể hư ảo hóa thành khổng lồ vài trăm mét. Ngao! Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, cự long màu trắng kia nhìn thấy thánh thủ linh tôn, trong mắt hiện lên sự cảnh giác. Tới đây! Ánh mắt thánh thủ linh tôn lóe lên, miệng khẽ hút một cái về phía cự long màu trắng. Một cỗ hấp lực lớn xuất hiện khiến cho cự long màu trắng muốn chạy trốn, thế nhưng trong lúc vô hình ở trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh lại có một lực lượng nào đó khiến cho nó không có cách nào giãy giụa, hóa thành một đoàn sương mù năng lượng bị thánh thủ linh tôn hít vào trong miệng. Thánh thủ linh tôn hít năng lượng giống như cự long kia, toàn thân run rẩy. Siêu siêu. Cùng một lúc, Bắc Cung Vô Song dung hợp chiếc lá thứ 13 vào trong thân thể của thánh thủ linh tôn, sinh cơ trên thân thể thánh thủ linh tôn phun trào. Hai mắt nhắm chặt mở ra, trong mắt hiện lên quang mang trống rỗng. Vô Song, chuẩn bị tốt chưa? Nam Thúc hỏi Bắc Cung Vô Song. Đã chuẩn bị tốt, có lẽ không thành vấn đề. Bắc Cung Vô Song nói, trên khuôn mặt tinh xảo lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Liên tục tiêu hao như vậy cho dù nàng có tu vi vũ tôn cửu trọng trung kỳ cũng khó mà chịu đựng nổi. Đoan Mộc huynh, có thể khôi phục hay không thì phải xem vận khí. Nam Thúc nói. Thủ ấn trong tay biến hóa, ở trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh có một đạo lưu quang lướt ra. Thân thể hồn anh của thánh thủ linh tôn rót vào trong mi tâm của thân thể tràn ngập sinh cơ kia. Siêu! Linh hồn tiến vào trong thân thể run lên, phóng ra một cỗ năng lượng kinh người, ánh mắt trống rỗng kia nhắm lại. Vô Song, có thể tiến hành bước cuối cùng, có mộc hoàng khí trên thiên mộc thần thụ lại thêm nghịch mệnh dung hồn đan là đủ, còn lại phải xem vận khí. Nam Thúc thu hồi Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, lách mình đi tới bên người Bắc Cung Vô Song. Vâng, Bắc Cung Vô Song gật đầu, muốn chuẩn bị một bước cuối cùng. Chậm đã, lúc này Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, thân thể bước ra mấy bước đi tới bên người Bắc Cung Vô Song và Nam Thúc. Nghe Lục Lâm Thiên nói, đám người Bắc Cung Vô Song, Nam Thúc, Lục Tâm Đồng, Thiên Địa Nhị Lão, Hắc Phủ có chút nghi hoặc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, một thân thể trong nhẫn chữ vật xuất hiện trước người hắn. Thân thể này cũng là da bọc xương, mái tóc dài màu đen trên đầu giống như mạng nhện, rối loạn mất trật tự. Thế nhưng khí tức trên thân thể khô héo này lại khủng bố, chung quanh thân thể hắn, thậm chí còn có gợn sóng trong không gian lắc lư. Phóng ra uy áp khiến cho linh hồn đua đớn, toàn thân vô hình bị uy áp cực lớn. Uy áp thật mạnh. Ánh mắt mọi người run lên. Uy áp cường hãn này khiến cho linh hồn mọi người cảm thấy áp lực cùng đau đớn kịch liệt. Linh lực trong cơ thể cùng với chân khí giống như đình trệ. Đây là thân thể đế giả. Nam Thúc, Kim Huyền lập tức sợ hãi than. Khí tức trên thân thể này tuyệt đối là thân thể đế giả. Lúc còn sống nhất định là một vị đế giả. Thân thể đế giả. Lúc này Bắc Cung Vô Song cũng khiếp sợ, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc, dường như cũng phát hiện ra khí tức bàng bạc trên thân thể kia. Đối với đám người Dương Quá, Thiên Địa Nhị Lão mà nói, thân thể đế giả này bọn họ đã gặp qua trong Tử Vong Thâm Uyên, đây chính là thân thể đế giả quỷ dị mà bọn họ đã gặp. Xuất ra thân thể đế giả, Lục Lâm Thiên không có chút chần chờ nào, từng đạo thủ ấn quỷ dị được kết, một đạo quang trụ bằng linh lực đánh vào trong thân thể đế giả. Siêu! Tiếp đó trong nháy mắt trên thân thể đế giả này có một vòng quang mang màu trắng quanh quẩn, một cỗ khí tức khủng bố từ trên thân thể không ngừng khuếch tán ra. Khí tức khủng bố vô cùng khiến cho lòng người rung động. Ra! Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thủ ấn biến hóa, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra. Lập tức đem đạo quang trụ màu trắng này hút ra từ trên mi tâm của thân thể đế giả này.
Bên trên quang trụ màu trắng này có một cỗ khí tức mênh mông giống như biển cả, chói mắt khiến cho chúng cường giả cũng khó có thể mở hai mắt ra được. Dưới khí tức mênh mông bực này, đám người Hắc Vũ, Thiên Địa Nhị Lão run rẩy, Lục Tâm Đồng và Dương Quá cũng vậy. Chỉ có Nam Thúc, Kim Huyền và Bắc Cung Vô Song là chịu uy áp nhỏ hơn không ít. Thế nhưng người bị uy áp nhỏ nhất có lẽ chính là Bắc Cung Vô Song. Khí tức ở trong đạo quang trụ màu trắng kia lúc này chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung. Mơ hồ có một cỗ năng lượng thiên địa quỷ dị khiến cho lòng người rung động. Đế giả chi nguyên. Ánh mắt Nam Thúc, Kim Huyền lập tức biến đổi, trong mắt hiện lên sự khiếp sợ. Bên trong đạo quang trụ màu trắng này chính là đế giả chi nguyên. Sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt, lúc này xuất ra đế giả chi nguyên hắn đã phí không ít khí lực. Thủ ấn tiếp tục biến hóa, trên người thân thể đế giả này Lục Lâm Thiên đã sớm biết rõ có đế giả chi nguyên. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn không có cách nào dung hợp hoàn mỹ với thân thể đế giả này, thế nhưng đế giả chi nguyên lại tuyệt đối hữu dụng với sư phụ hắn. Đương nhiên, lúc này Lục Lâm Thiên cũng không khẳng định đế giả chi nguyên hữu dụng hoàn toàn với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Đế giả chi nguyên chính là một loại đồ vật vô cùng huyền diệu và khó giải thích. Cho nên hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không có nắm chắc, hắn cũng chỉ hy vọng loại bảo vật này hữu dụng với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Siêu! Đạo quang trụ màu trắng kia ngày càng chói mắt, khí tức khiến cho lòng người run sợ, e thủ ấn Lục Lâm Thiên biến hóa, đạo quang trụ màu trắng này bá ra, nhanh như thiểm điện bắn vào trong mi tâm của thân thể Thánh Thủ Linh Tôn. Siêu! Quang mang chói mắt trên đế giả chi nguyên biến mất không thấy gì nữa, tiến vào trong thân thể Thánh Thủ Linh Tôn khiến cho Thánh Thủ Linh Tôn run lên. Từ mi tâm, cả thân thể bắt đầu được quang mang màu trắng bao phủ, cực kỳ quỷ dị. Hít! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, xuất ra đế giả chi nguyên trong thân thể đế giả này khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch giống như trải qua một hồi đại chiến. Lục Lâm Thiên cũng không biết xuất ra đế giả chi nguyên trong thân thể đế giả lại tiêu hao kinh người như vậy. Vô Song, được rồi. Lục Lâm Thiên nói với Bắc Cung Vô Song, lần nữa thu thân thể đế giả này vào trong nhẫn chữ vật. Thân thể đế giả dù sao cũng là trọng bảo, có tác dụng lớn. Sinh sinh bất tức, phòng ấn. Bắc Cung Vô Song nghe vậy gật đầu, thủ ấn đánh xuống. Một phiến lá cây bành trướng, lần nữa bao trùm thân thể Thánh Thủ Linh Tôn, giống như là gói bánh vậy, đem thân thể Thánh Thủ Linh Tôn bao phủ ở bên trong. Dưới lá cây màu xanh bao phủ, sinh cơ quanh quẩn, chậm rãi rơi vào trong bệ đá trên mật thất. Phụt! Bắc Cung Vô Song làm xong chuyện này trong mắt hiện lên sự vui vẻ, miệng lập tức phun ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt hơn không ít. Vô Song! Thân thể Lục Lâm Thiên lóe lên, đi tới bên người Bắc Cung Vô Song, có chút lo lắng hỏi. Thiếp không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều mà thôi. Chuyện nhỏ! Bắc Cung Vô Song nói. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Thánh Thủ Linh Tôn đang bị lá cây bao phủ trên bệ đá, nàng nói. Thân thể Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối khôi phục rất tốt. Thế nhưng có thể thành công hay không thì phải xem một bước cuối cùng này. Ít nhiều cũng đa tạ hai vị, ta thay mặt chủ nhân đa tạ hai vị tương trợ. Hắc Phú tiến lên, ánh mắt có chút kích động nhìn Nam Thúc và Bắc Cung Vô Song, quỳ xuống đất hành lễ. Hắc Phú, ngươi làm gì vậy? Một cỗ lực lượng vô hình trong tay Nam Thúc tuôn ra, nâng Hắc Phú dậy. Hắc Phú thúc không cần phải khách khí, Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối là sư phụ của Lâm Thiên, cũng là sư phụ của ta vậy. Bắc Cung Vô Song nói. Hiện tại quan trọng nhất là Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối có thể thành công. Nhất định chủ nhân có thể. Chủ nhân nhất định có thể thành công. Hắc Phú kiên định nói. Mọi người lui ra đi, chuyện này sợ rằng cần thời gian không ngắn. Nam Thúc nhìn Thánh Thủ Linh Tôn được lá cây của Thiên Mộc Thần Thụ bao phủ trên bệ đá, trong lòng có chút lo lắng, cho dù thành công hay không thì hiện tại cũng phải chờ đợi. Trong khoảng thời gian này hắn là Thánh Thủ Linh Tôn đã chờ HTN bằng hữu. Thương thế tẩu hỏa nhập ma của hắn nếu không phải có Thánh Thủ Linh Tôn thì cũng khó có thể khôi phục. Những năm này hai người ở cùng nhau nghiên cứu thảo luận trận pháp, đan dược, khôi lỗi. Tình bằng hữu cực kỳ sâu. Hy vọng sư phụ có thể thuận lợi khôi phục. Lục Lâm Thiên nhìn sư phụ được lá cây của Thiên Mộc Thần Thụ bao phủ trên bệ đá, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ đợi, khôi phục thân thể và luyện chế nghịch mệnh dung hồn đan thuận lợi, chỉ là dung hợp lại là một chuyện khác. Mọi người rời khỏi mật thất, Nam Thúc bố trí một đạo cấm chế lên mật thất, lúc này mọi người mới rời khỏi. Bái kiến nhị thiếu gia,
thiếu phu nhân. Nam thúc mở ra cấm chế, mọi người đi ra. Cực Lạc Tam Quỷ hành lễ với Lục Lâm Thiên. Tam Quỷ, bên ngoài không có chuyện gì chứ? Lục Lâm Thiên nhẹ giọng hỏi. Bẩm nhị thiếu gia, hẳn là không có chuyện gì. Lệ Quỷ trả lời, ba người hộ pháp ở hậu sơn, nếu như Phi Linh Môn có chuyện gì lớn thì cũng khó có thể tránh thoát được tâm thần dò xét của bọn họ. Ba người các ngươi từ giờ trở đây ở chỗ này hộ pháp. Trừ ta cùng với nghĩa phụ gia không cho phép kẻ nào đặt chân vào đây nửa bước. Người vi phạm giết không tha, nếu như có người đi vào thì các ngươi xách đầu mình tới gặp ta. Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói với ba người. Vâng. Cực Lạc Tam Quỷ gật đầu đáp, sư phụ thánh thủ linh tôn của nhị thiếu gia đang ở bên trong khôi phục đương nhiên không thể bị quấy rầy. Cực Lạc Tam Quỷ cũng biết tầm quan trọng của vấn đề này, đương nhiên không dám chủ quan chút nào. Có Cực Lạc Tam Quỷ ở đây hộ pháp, lại có cấm chế của Nam Thúc, Lục Lâm Thiên cũng yên tâm. Huống chi nơi này là ở trong Phi Linh Môn, nếu như muốn quấy rầy tới việc khôi phục của sư phụ trừ phi Phi Linh Môn không thể chống lại mà thôi. Loại tình huống này trừ phi là thiên địa minh xâm phạm, bằng không cũng khó có thể xảy ra. Vô Song, nàng đang nhìn gì vậy? Lục Lâm Thiên nhìn Bắc Cung Vô Song đang nhìn chung quanh, ánh mắt đánh giá bốn phía. Lâm Thiên, trong Phi Linh Môn có phải có địa tâm linh ngọc hay không? Bắc Cung Vô Song hỏi Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn về ngọn núi khổng lồ xa xa. Trên ngọn núi kia có năng lượng lan tràn ra khiến cho năng lượng trong phạm vi Phi Linh Môn so với bên ngoài còn nồng đậm hơn nhiều. Đúng vậy, nàng hỏi điều này làm gì? Lục Lâm Thiên nhẹ giọng hỏi, địa tâm linh ngọc trong Phi Linh Môn bị Nam Thúc bố trí trận pháp, để khiến cho năng lượng trong Phi Linh Môn nồng đậm hơn những nơi khác. Chàng xem cái này xem. Tâm thần Bắc Cung Vô Song khẽ động, trong tay nàng xuất hiện nhánh cây của Thiên Mộc Thần Thụ. Hơn 10 phiến lá trên nhánh cây chỉ còn một lá cuối cùng, thế nhưng vẫn tản mát ra sinh cơ bàng bạc, quang mang màu xanh sáng chói. Thế là vô dụng rồi sao? Lục Lâm Thiên nhìn thấy nhánh cây của Thiên Mộc Thần Thụ, lập tức hỏi. Thánh thủ linh tôn đã dùng đủ, nhánh cây này giữ lại có thể để cho người khác dùng sau này. Bất quá đối với thiếp mà nói càng có công dụng lớn hơn.